Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 142. Diệp Thần mạnh mẽ, đã đem lũ yêu kiêu ngạo, hoàn toàn nghiền. Diệp Thần đem thanh đế buông xuống, mắt nhìn xuống quỳ xuống lũ yêu, yên lặng một lát sau, nhàn nhạt mở miệng nói, từ bây giờ về sau, người chuyển giới hai tộc, lẫn nhau là bình cùng. Diệp Thần biết, diệt thế tai ương buông xuống, chỉ có hai tộc đồng tâm hiệp lực, mới có thể vượt qua lần này kiếp nạn. Bất kỳ nhất tộc, nếu là lấy ngạo mạn tâm tính, đem hắn tộc làm đầy tớ, còn chốt thí, cuối cùng bị cắn trả, vẫn là mình. Vậy vạn chúng yêu tộc nghe vậy sững sốt một chút, ngay sau đó, trong mắt đều là hiện lên vẻ khó tin. Lẫn nhau là bình cùng. Diệp Thần, lại cho bọn họ, bình đẳng quyền lực. Phải biết, bọn họ nhưng là muốn trước chinh phục loài người à. Diệp Thần, lại lấy đức báo oán. Vô số yêu tộc. Trong mắt bên trong, đều là xông ra nước mắt, lần này, bọn họ là thật phục, phát ra từ nội tâm phục. Nhân tộc đệ nhất cường giả Diệp Thần, vĩnh viễn, cũng là bọn họ yêu tộc đế vương. Bóng tối biển sâu bên trong, một đạo quỷ dị bóng người, ẩn núp tại bóng tối chỗ sâu. Xí! Thân ảnh này đột nhiên cực kỳ bất mãn đập hạ miệng, một đôi màu tím đậm trong mắt, mở một cái mở ra thanh đế lại đánh bại. Hừ! Sớm biết như vậy mà nói, thì không nên tháo ra hắn phong ấn. Đột nhiên, hắn phát ra cười lạnh một tiếng nói, ha ha, Diệp Thần, xem ra, bổn tôn vẫn là đánh giá thấp ngươi, bất quá rất nhanh, bổn tôn, sẽ lại cho ngươi, đưa lên một phần đại lễ. Tiếng nói vừa dứt, vậy đôi tím mâu, chậm rãi nhắm lại, quỷ dị kia bóng người, vậy hoàn toàn sáp nhập vào biển sâu hắc ám bên trong, tựa như, hắn chính là hắc ám bản thân vậy. Đáy biển, lần nữa rơi vào yên lặng. Đế tuyệt núi đánh một trận, hoàn toàn xu hướng tại bình tĩnh. Thần cực tông mang rất nhiều nhân tộc trở về. Mà thứ bảy thần quốc yêu tộc như cũ trấn thủ nơi đây. Mặc dù, Diệp Thần nói cho mọi người, hai tộc hòa bình. Nhưng là những thứ này thứ bảy thần quốc yêu tộc, đã yên lặng đem Diệp Thần thờ phượng là bọn họ vương. Dẫu sao yêu tộc là chủ trương võ lực dân tộc. Ở bọn họ xem ra, Diệp Thần có cái này tư cách. Dĩ nhiên, cũng có người từng có nghi ngờ, một cái chảm ách cảnh trung kỳ thanh niên, căn cốt 20 hơn tuổi, lại là như thế nào dung chuyển vậy nửa bước thiên thần cảnh thanh đế. Hơn nữa, ban đầu, Diệp Thần rõ ràng thua hoàn toàn. Thương thế cực kỳ nặng. Vì sao lại đột nhiên bộc phát? Thật giống như không thuộc về hắn lực lượng. Dĩ nhiên những thứ này nghi ngờ. Cuối cùng sẽ trở thành là thứ bảy thần quốc yêu tộc thiên cổ chi mê. Cùng thời khắc đó, Diệp Thần nhưng là không có rời đi, hắn đối với Ngọc Chân Tử các người chỉ bất quá nói muốn xem nơi này phong cảnh. Mặc dù Ngọc Chân Tử hồ nghi, nhưng cũng không hỏi nhiều. Lúc này, Diệp Thần đã tới một cái hang quật trước. Hang chung quanh bị một phiến rậm rạp cây cối che phủ. Cực kỳ khó khăn phát hiện. Mà Diệp Thần không phải một người tới nơi này, hắn bên người còn có Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng, người xác định là nơi này, Diệp Thần kinh ngạc nói. Tiểu Hoàng gật đầu một cái, đỏ xanh con ngươi càng phát ra quỷ dị. Ta xác định, chúng ta đi vào xem. Được, Diệp Thần cũng không muốn nói nhảm, sát kiếm sử dụng, trực tiếp chém một cái, những cái kia che đậy cây cối chém ra một đạo dấu vết. Ừ, Diệp Thần con ngươi ngưng trọng. Hắn mới vừa rồi lực lượng đủ để mở ra một cái lỗ to lớn. Nhưng lại chỉ phá vỡ như thế điểm. Xem ra chỗ này quả thực cổ quái. Diệp Thần năm ngón tay nắm chặt, sát kiếm nắm chặt, một kiếm tiếp theo một kiếm. Cho đến thứ 37 kiếm, mới phá vỡ hết thảy. Hơn nữa, Diệp Thần còn phát hiện, cái này cây cối cực kỳ cổ quái, căn bản không giống như là hiện tại thần quốc cây cối. Đi thôi, Tiểu Hoàng. Diệp Thần nhìn về phía u ám hang động trực tiếp bước vào. Hắc ám che đậy. Diệp Thần và Tiểu Hoàng phát hiện thậm chí có một cái ước chừng ngàn cấp nấc thang. Bất quá máy này cấp không phải hướng lên, mà là đi thông lòng đất. Thậm chí, dù là Diệp Thần vận dụng cực võ thần tránh vậy pháp ngay tức thì nhanh chóng đến, chỉ có thể từng bước một đi. Phảng phất có nào đó loại trói buộc. Ước chừng hao tốn nửa giờ. Diệp Thần và Tiểu Hoàng mới đến lòng đất. Để cho Diệp Thần bất ngờ phải, lòng đất lại vô cùng bát ngát. Bắt mắt nhất là trung ương thẳng đứng một cây cột đá.
Cột đá chung quanh bầy 10 loại yêu thú pho tượng. Có thanh long, có huyền vũ, có bạch hổ, hữu phượng hoàng, còn có rất nhiều yêu thú hiếm thấy pho tượng. Chủ nhân, những thứ này pho tượng là trận pháp hạch tâm. Vậy cột đá bên trong, có lực lượng nào đó? Một khắc sau, tiểu hoàng con ngươi ngưng động, lại rất miễn cưỡng hướng cột đá phóng tới. Làm tiểu hoàng đến gần cột đá nháy mắt, 10 pho tượng lại lóe ra từng đạo ngọn lửa. Những ngọn lửa này, lại không thua gì thần hỏa. Ngươi rốt cuộc đã tới. Đột nhiên, yên tĩnh lòng đất, vang lên một giọng nói. Đạo thanh âm này, Diệp Thần vô cùng quen thuộc. Chính là Tiêu Lăng. Tiền bối, là ngươi sao? Diệp Thần nói. Một khắc sau, vậy 10 đạo hỏa diễm phân ra một chút, đồng loạt xông về cột đá. Hội tụ thành một đạo hình người. Bất ngờ chính là luân hồi mộ địa đại năng một trong Tiêu Lăng. Diệp Thần vội vàng chắp tay, Diệp Thần gặp qua tiền bối. Nếu là không có ban đầu ngài ra tay, ta có thể đã sớm bỏ mạng ở Thiên Đạo Cung dưới. Tiêu Lăng khóe miệng xuất hiện một đạo độ cong, mạng ngươi nào có như thế dễ dàng chết, hết thảy đều là nhân quả. Nói xong, Tiêu Lăng đi tới Tiểu Hoàng trước người, đưa tay ra vuốt ve Tiểu Hoàng. Mà Tiểu Hoàng hiển nhiên cũng có chút hưởng thụ. Nó đi theo ngươi, ngược lại là trưởng thành không ít. Cũng chỉ có đi theo ngươi, mới có ý nghĩa à? Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Diệp Thần do dự mấy giây, mở miệng nói, tiền bối, ngươi biết chúng ta sẽ ở chỗ này gặp nhau. Tiêu Lăng gật đầu một cái, từ vừa mới bắt đầu cũng biết, ở Côn Lôn Hư, làm ta vận dụng một phần chia lực lượng cho Tiểu Hoàng thời điểm, ta liền biết, chúng ta sẽ ở chỗ này gặp nhau. Diệp Thần ngẩn ra, cảm giác sau lưng có chút nổi da gà. Giống như trong sâu thẳm có một đôi bàn tay ở đẩy mình. Cái này hai bàn tay kết quả là ai? Luân hồi mộ địa người chế tạo, vẫn là luân hồi đứng đầu. Tiêu Lăng buông lỏng vuốt ve Tiểu Hoàng tay, cõng qua thân, đi tới cột đá trước mặt, thằng nhóc, người biết Tiểu Hoàng lực lượng nguồn sao? Diệp Thần gật đầu một cái, dĩ nhiên biết, thượng cổ sư ma chiến thần. Tiêu Lăng xoay người, đáp án này, coi là đúng, vậy coi là sai. Thượng cổ sư ma chiến thần bất quá là thần quốc võ giả cho nó lấy tên chữ. Huống chi, nó còn không phải là giống vậy thượng cổ sư ma chiến thần. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nó là thượng cổ sư ma chiến thần chi tổ. Thần quốc và linh võ đại lục đã từng có ghi lại thượng cổ sư ma chiến thần, không hề thuần chánh, mà là chứa tạp chất. Biết chưa? Ta ở Côn Lôn Hư cho Tiểu Hoàng đồ, không phải giống vậy đồ, mà là huyết mạch sơ khai. Mà Tiểu Hoàng, ở vực ngoại có một cái tên khác. Diệp Thần nhìn một cái Tiểu Hoàng, ngưng trọng nói cái gì. Tiêu Lăng nhìn về phía Tiểu Hoàng, hơi có vẻ thanh âm tang thương chậm rãi rơi xuống, ở vực ngoại và thượng giới, nó được gọi là thái cổ tặng loại một trong, mọi người kêu hắn hai con ngươi ác mộng. Diệp Thần giật mình. Tiểu Hoàng vậy ngây dại. Đỏ xanh hai con ngươi lóe lên quỷ dị ánh sáng. Giống như hình thành thái cực chi đồ. Giờ khắc này, nó tựa như có thuộc về. Thằng nhóc, ngươi cho rằng, nó lợi hại nhất là cái gì? Tiêu Lăng nhìn Tiểu Hoàng hỏi Diệp Thần nói. Diệp Thần lắc đầu một cái, lột vỏ sau Tiểu Hoàng, lợi hại nhất dường như chính là chiếm đoạt trận pháp. Hắn hiện tại cũng không cách nào xác định. Thậm chí vốn cho là lột vỏ sau Tiểu Hoàng, sẽ rất mạnh, nhưng là thực tế vẫn là cùng trong lòng có chút chênh lệch. Trận pháp. Diệp Thần không xác định nói. Tiêu Lăng cười, mở miệng nói, Diệp Thần, ngươi còn chưa rõ ràng thái cổ tặng loại đại biểu cái gì. Chiếm đoạt trận pháp, chẳng qua là hai con ngươi ác mộng chi nhánh mà thôi. Hai con ngươi ác mộng, đáng sợ nhất là hai con ngươi. Nó hai con ngươi có thể trực kích bất kỳ linh hồn và thân xác. Là vô số thiên ma và võ giả ác mộng. Chỉ tiếc, huyết mạch sơ khai vốn nên có 3 giọt, mà Tiểu Hoàng chỉ có 1 giọt. Như là tìm ra còn lại 2 giọt, mới có thể đem Tiểu Hoàng hai con ngươi ác mộng kích hoạt. Diệp Thần có chút nghi ngờ, tiền bối kia, ngươi chính là hai con ngươi ác mộng bản thể sao? Tiêu Lăng lắc đầu một cái, vốn là ta muốn một mực giấu giếm ngươi, nhưng là mấy chục ngàn năm trước, ngươi nói cho ta biết, nếu là ngươi hạ nhất thế đến nơi này, liền có thể nói cho hết thảy. Diệp Thần con ngươi phóng đại. Chẳng lẽ Tiểu Hoàng dị biến thật ra thì không phải tới từ Tiêu Lăng? Mà là tới từ luân hồi đứng đầu.
Tiêu Lăng tiếp tục nói, thật ra thì ta xuất hiện ở luân hồi mộ địa, có ý nghĩa đặc biệt, chính là ở thời khắc mấu chốt, chôn luân hồi đứng đầu an bài. Và ta vậy tồn tại, còn có mấy vị. Toàn bộ luân hồi mộ địa, cần cái này mấy người. Còn như nguyên do, ta chỉ biết là một phần chia, đời trước ngươi quá mạnh mẽ. Hơn nữa bố trí năng lực, vượt xa hết thảy. Diệp Thần bình tĩnh lại, tiếp tục nói, đời trước ta, còn dặn dò cái gì? Tiêu Lăng nhìn về phía cột đá, tiếp tục nói, còn có một việc. Ở ngươi thực lực không có đầy đủ trước, không muốn điều tra ngươi rơi xuống nguyên nhân. Diệp Thần con ngươi phun trào ra lửa giận, ta đã biết nguyên nhân, một người cô gái, một thanh kiếm, đúng không? Lần này, đến phiên Tiêu Lăng ngoài ý muốn, hắn do dự mấy giây, tiếp tục nói, người phụ nữ này thân phận có chút đặc thù. Chí ít, người bây giờ không có tư cách tiếp xúc tới người này. Còn như nàng thực lực, ngươi vẫn là đừng biết tốt. Không chỉ ngươi chết ở người kia dưới kiếm. Liên Liên Khúc Trầm Yên, cũng là bởi vì nàng mà chết. Không quá ta muốn đời trước ngươi hẳn dự liệu được một màn này. Chỉ là, ngươi tại sao vẫn là làm như vậy, ta không rõ ràng. Thôi, ngươi sau này sẽ biết. Ta ngược lại có chút tò mò, vị kia nếu như thấy đời này ngươi, sẽ là như thế nào diễn cảm. Diệp Thần bản muốn tiếp tục hỏi lại cái gì, Tiêu Lăng nhưng là phất tay một cái đối với Diệp Thần nói, lời không thể nhiều lời. Đối với ngươi vô ích, lưu lại hai con ngươi ác mộng, ngươi rời đi đi. Đời trước, hai con ngươi ác mộng ở sinh mạng một khắc cuối cùng vậy canh giữ ở bên người ngươi. Hy vọng cái này nhất thế nó sẽ có một tốt thuộc về. Cái này mười đạo mồi lửa là hai con ngươi ác mộng ban đầu một phần chia lực lượng. Có thể để cho nó khôi phục một ít trạng thái. Còn như khôi phục tới hai con ngươi ác mộng trạng thái tột cùng, sợ rằng phải tìm được còn lại tán lạc hai giọt huyết mạch sơ khai. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, ngươi có biết còn lại hai giọt huyết mạch sơ khai ở nơi nào? Tiêu Lăng không trả lời, một cổ lực lượng vô hình đem Diệp Thần đẩy ra. Diệp Thần đã tới bên ngoài. Một đạo hẳn ở thứ nhất thần quốc hoặc là vực ngoại. Một đạo có thể ở vậy trong tay của nữ nhân đi, ta cũng không xác định. Ngươi đi thôi, đến lúc đó tiểu hoàng hấp thu xong cái này mười đạo mồi lửa lực, sẽ đến tìm ngươi. Diệp Thần tiêu hóa trong đầu thanh âm, chính là hướng thần cực tông phương hướng đi. Trên người hắn còn có một chút nội thương, còn có đánh một trận cảm ngộ, phải mau đi trở về tiêu hóa và khôi phục. Ba ngày sau, thần cực tông, trong mật thất Diệp Thần. Chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang rồi rào. Hắn trên mặt hiện lên một nụ cười châm biếm, cùng thanh đế đánh một trận tạo thành thương thế, hôm nay coi như là hoàn toàn khôi phục. Hắn đột nhiên khoát tay, một đạo quan tài băng, xuất hiện ở trước người của hắn. Đây là hắn trước đây không lâu hồi cực sát chi quốc lấy được. Mà ở quan tài băng bên trong nằm, chính là Long Tĩnh Nghiên. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Long Tĩnh Nghiên tuyệt đẹp gương mặt. Không khỏi nhớ lại hai người gặp nhau lúc đủ loại, khóe miệng dương lên một nụ cười châm biếm. Hắn còn nhớ, hai người lần đầu gặp nhau, chính là sống chết tương giết, mà bất ngờ dưới, mình một quyền, còn cầm Long Tĩnh Nghiên quần áo đánh thành nghiền, một nhìn đã mắt. Hắn chợt đứng dậy, hướng về phía quan tài băng bên trong cô gái, trầm giọng nói, Long Tĩnh Nghiên, bỏ mặc, người ban đầu là vì cái gì cứu ta Diệp Thần cũng nhất định sẽ làm cho ngươi mở hai mắt ra. Vậy ngay tại lúc này, một đạo độn quang, bắn vào trong thần cực tông, Diệp Thần thần hồn động một cái, cảm ứng được quen thuộc kia hơi thở. Hắn trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, vung tay lên, đem quan tài băng thu hồi, thân hình một cái chớp động, liền từ trong mật thất biến mất. Đồ Lan Tâm, rốt cuộc trở về. Bọn họ đi đế tuyệt núi lúc đó, Đồ Lan Tâm vừa vặn đi tham gia tất cả đại thần nước hội nghị. Mà muốn giải cứu Long Tĩnh Nghiên. Liền muốn đi vào thứ nhất thần quốc, tìm được Long gia. Tiến vào thứ nhất thần quốc phương pháp, cho dù Diệp Thần cũng không biết, bất quá, thân là người bảo vệ Đồ Lan Tâm, nhưng là hẳn rõ ràng. Diệp Thần thân hình chớp mắt, liền xuất hiện ở Đồ Lan Tâm trước mặt, có thể hắn thấy được Đồ Lan Tâm thần sắc vẻ, nhưng là nhướng mày một cái. Lúc này Đồ Lan Tâm, mặt đẹp bên trên tràn đầy trầm ngưng vẻ. Diệp Thần hỏi, Đồ tiên tử, thế nào sao? Đồ Lan Tâm thấy Diệp Thần, mắt đẹp bên trong thoáng qua vẻ vui mừng nói, Diệp Thần, ta đang chuẩn bị tìm ngươi,
lần này thần quốc hội nghị, chúng ta lấy được một cái tin xấu. Đi qua tất cả đại thần nước người bảo vệ điều tra, mỗi cái thần quốc, đều có gặp thiên ma xâm lấn dấu hiệu. Mấu chốt nhất là, thiên ma này cũng không phải là đến từ vực ngoại thiên ma, mà là, đến từ chúng ta thứ bảy thần quốc. Cái gì, Diệp Thần con người có giúp một cái, chẳng lẽ, ban đầu vậy đạo ma hồn đã xâm nhập cái khác thần quốc? Đồ Lan Tâm tiếp tục nói, căn cứ điều tra của chúng ta, thiên ma này hôm nay hẳn ở thứ nhất trong thần quốc, vì vậy, thứ nhất thần quốc, mời mỗi cái thần quốc chí cường giả, đi thứ nhất thần quốc, chung nhau tiêu diệt vậy xâm lấn thiên ma. Một đầu nắm giữ qua lại không cùng thần quốc bây giờ phương pháp thiên ma, tuyệt đối là thất đại thần quốc, cùng chung địch nhân à. Thứ nhất thần quốc yêu cầu mỗi cái thần quốc cùng đi ra lực, vậy dễ hiểu. Diệp Thần nhưng là tròng mắt sáng lên, cứ như vậy, hắn vừa vặn có tiến vào thứ nhất thần quốc cơ hội. Bất quá hắn ngược lại là đang suy nghĩ, đế tuyệt núi tiểu hoàng làm thế nào? Nó như luyện hóa xong 10 đạo mồi lửa, sẽ đến tìm mình sao? 3 ngày sau, Diệp Thần cùng Đồ Lan Tâm, đi tới một nơi vô cùng là vắng vẻ trên đảo nhỏ, theo Đồ Lan Tâm theo như lời. Vậy muốn đi vào cái khác thần quốc, trước hết được đi một nơi do tất cả nước thần minh nơi quản lý trung chuyển đứng, mà đây tòa đảo nhỏ, chính là vậy trung chuyển đứng cổng vào. Lúc này, Đồ Lan Tâm quanh thân lục mang chớp động, hướng trước người một tòa bia đá, đánh ra một quầng sáng xanh lá. Lục quang chớp động gian, trên tấm bia đá, vô số minh văn ánh sáng lớn thả, một đạo không gian kẽ nứt, ở trước người hai người mở ra. Diệp Thần cùng Đồ Lan Tâm hai mắt nhìn nhau một cái, thân hình động một cái, liền tiến vào vậy kẽ nứt bên trong. Rất nhanh, Diệp Thần liền tới đến một tòa xa lạ đất đai bên trên, nơi này nhìn qua, lại là khá là hoang vu, mà lúc này, một người mặc đen trắng bảo phục, mặt nở nụ cười thanh niên, đang đứng ở hai người trước người. Thanh niên kia hiển nhiên cùng Đồ Lan Tâm biết, vừa gặp Đồ Lan Tâm cùng Diệp Thần xuất hiện, liền mỉm cười nói, Đồ tiên tử. Vị này chính là vậy Diệp công tử liền sao? Đồ Lan Tâm gật đầu một cái, hướng về phía Diệp Thần giới thiệu, Diệp Thần, vị này là thứ nhất thần quốc thần minh sứ giả, tên là Tống Kim Nghĩa. Ở trong bảy đại thần quốc, thần minh cũng thấm vào đến trong đó. Bất quá trên lý thuyết, thất đại thần quốc thật ra thì đều là do thiên đạo cung trông coi. Chỉ bất quá thiên đạo thần quốc rất ít nhúng tay thứ nhất thần quốc sự việc. Có thể bởi vì thượng cổ sự việc. Cũng có thể bởi vì Hiên Viên Mặc Tà sợ hãi đã từng Diệp ra chỗ ở thứ nhất thần quốc. Diệp Thần hướng Tống Kim Nghĩa chắp tay. Ngay tại lúc này, Diệp Thần thần sắc động một cái, trong phảng phất, một đạo như có như không thần hồn lực, quét qua Diệp Thần quanh thân, nếu không phải hắn có niệm ma thân thể, thần hồn lại cực kỳ mạnh mẽ, căn bản không phát hiện được. Không khỏi được, hắn hướng Tống Kim Nghĩa nhìn một cái, xem ra, thần minh an bài Tống Kim Nghĩa ở chỗ này tiếp đãi. Chính là vì phòng ngừa có người, lẫn vào thứ nhất thần quốc, mà đây tên là Tống Kim Nghĩa thanh niên, mặc dù, chẳng qua là hỗn độn cảnh trung kỳ tu vi, thần hồn cường độ, hoàn toàn không có ở đây thứ bảy thần quốc hỗn độn cường giả đỉnh phong dưới. Xem ra, thứ nhất thần quốc võ đạo, quả nhiên không giống bình thường. Tống Kim Nghĩa hơi kinh hãi, bất quá rất nhanh, liền bình phục lại, đưa tay hướng sau lưng một dẫn đạo, hai vị, mời theo ta tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ba người một đường bước đi, rất nhanh, liền đi tới một tòa thật to ủi trước cửa, cổng hình vòm bên trong, lóe lên màu vàng vòng xoáy, tản ra nồng nặc không gian chi lực. Diệp Thần hai tròng mắt sáng lên, vậy cổng hình vòm, chắc hẳn chính là thứ nhất thần quốc cổng vào. Đây là, Tống Kim Nghĩa lấy ra hai khối minh in màu vàng phù văn ngọc bài, giao cho Diệp Thần cùng Đồ Lan Tâm nói, hai vị. Lần này tới tương trợ ta thứ nhất thần quốc đồ ma, quá mức là cảm kích, cái này hai khối ngọc bài, là ta thần minh tín vật, chúng ta đang toàn lực tìm vậy thiên ma tung tích, một khi có phát hiện, liền sẽ thông qua ngọc bài này, thông báo hai vị. Xuyên qua cái này cổng hình vòm, hai vị sẽ trực tiếp tiến vào thần minh tổng bộ, cụ thể an bài, trụ sở chính người sẽ cho biết hai vị, vô sự lúc đó, hai vị có thể ở thứ nhất thần quốc bên trong tự do thăm dò, hoạt động, ngọc bài này. Ở trên trời coi là các, tất cả đại thương hội, đều là thông dụng, có cần gì, hai vị tùy ý sử dụng là được. Đồ Lan Tâm cùng Diệp Thần hướng về phía Tống Kim Nghĩa chắp tay nói, đa tạ. Dứt lời, hai người thân hình động một cái,
liền bước chân vào màu vàng kia cổng hình vòm bên trong. Một hồi trời đất quay cuồng sau đó, tiếng huyên náo, bên tai bên trong vang lên, Diệp Thần Thần sắc động một cái, chỉ gặp, bọn họ lúc này, đang đứng ở một nơi trận pháp bên trong, mà chung quanh, thì đứng mấy tên khí tức cường đại, mặc đen trắng bảo phục người, chính là vậy thứ nhất thần quốc thần minh võ giả. Một người ông già đi tới trước, mỉm cười nói, là thứ bảy thần quốc đồ tiên tử cùng Diệp công tử đi, nơi này, là chúng ta thần minh ở thứ nhất thần quốc trụ sở chính, ở vào thứ nhất thần quốc Thánh Nguyên Thành, lão hủ là hai vị an bài chỗ ở, mời theo ta tới. Hai người sau đó, tiến vào một nơi vô cùng tuyệt đẹp đình viện sau đó, Diệp thần đối với Đồ Lan Tâm nói. Lan Tâm, ta có chút việc muốn ở thứ nhất thần quốc xử lý, cái này thần minh an bài xuống nhiệm vụ, phải làm phiền ngươi đi trước ứng phó. Dẫu sao, khi tìm được vậy ma hồn trước, cũng chỉ là một ít vặt vãnh nhiệm vụ thôi, mà hắn phải nhanh một chút giải cứu Long Tĩnh Nghiên, không cách nào ở phía trên này lãng phí thời gian. Đồ Lan Tâm gật gật đầu nói, biết, bất quá, cái này thứ nhất thần quốc võ đạo, xa xa mạnh hơn thứ bảy thần quốc, cho dù là ngươi, cũng có thể gặp phải nguy hiểm, nhiều hơn chú ý. Diệp thần khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, thân hình chớp mắt, liền từ trong sân nhà rời đi. Bảy ngày sau, thứ nhất thần quốc Thiên Huy Thành. Một người thần sắc lãnh đạm nam tử, đi ở đầu đường, căn cứ hắn ở trên trời coi là các lấy được tin tức, nơi này, chính là Long Gia chỗ chỗ. Thứ nhất thần quốc, có rất nhiều cái Long Gia, nhưng, cùng phong sát lực có liên quan, cũng chỉ có cái này Thiên Huy Thành Long Gia. Bất quá, để cho Diệp thần có chút bất ngờ chính là, Thiên Huy Thành Long Gia, ở thứ nhất trong thần quốc, lại không phải một nhóm thế lực, ở Thiên Huy Thành, chỉ có thể coi như là một không lớn gia tộc không nhỏ. Ngay tại Diệp thần đi qua một nhà tử lầu lúc đó, đột nhiên bây giờ, thần sắc động một cái, lúc này, cái này gian tử lầu bên trong, lại là truyền ra một hồi tiếng ồn ào. Diệp thần thân hình động một cái, liền tiến vào tử lầu tầng 2. Mới vừa tiến vào tầng 2, một chàng cười, liền truyền đến hắn trong tai. Lúc này, một người thiếu niên khẽ cúi đầu, đứng ở mấy tên mặc cẩm bào thanh niên công tử ca trước người, xem thần sắc, lại là vô cùng là khẩn trương, cả người, cũng không nhịn được khẽ run lên. Vậy mấy tên cẩm bào thanh niên bên trong, duy nhất một người ngồi ở trên ghế, mặt mũi anh tuấn, khí chất yêu nhã nam tử, lúc này, nhìn trước người tên kia thiếu niên, mặt đầy đều là dữ tợn, nói. Thằng nhóc, người không phải theo bổn công tử nói. Ngươi cầm tất cả thần vân thạch đều giao cho bổn công tử sao? Làm sao, bây giờ còn có tiền tới cái này trong tử lầu ăn cơm? Như thế nói, ngươi là đối với bổn công tử nói dối. Vậy thiếu niên bả vai run lên, vội vàng giải thích, không phải như vậy, Ngô công tử, là người nhà, phân phó ta đi ra mua chút rượu món ăn mà thôi, ta thật đã đem trong gia tộc cái này tháng phân phối xuống tu võ tài nguyên, toàn bộ giao cho ngươi. Đứng ở Ngô công tử bên người một người mập lùn nam tử nghe vậy, không khỏi cười lớn nói, ha ha ha, Long Tiêu, người giàu gì cũng là Long gia con em dòng thứ chứ. Lại, bị phái ra đi mua rượu món ăn, làm cái này chồng người làm chuyện. Một người khác nam tử mặt ngựa đùa bỡn trên tay ngọc bội nói, bất quá, cái này ngược lại vậy phù hợp tiểu tử này thực lực à, dẫu sao, hắn là cái phế vật mà. Mọi người, lại là một hồi cười ầm lên. Mà tên kia ngồi ở trên ghế nam tử, cầm trong tay chơi ly rượu, ngưng mắt nhìn tên kia là Long Tiêu thiếu niên lạnh lùng nói, bổn công tử ở lúc uống rượu, thấy ngươi phế vật này thật là đổ khẩu vị, ngươi nói, phải thế nào bồi thường bổn công tử. Lầu hai chung quanh một ít thực khách thấy vậy, đều là lắc đầu một cái, khá là thương hại nhìn Long Tiêu. Trong đó một người mặc lam bào thanh niên thở dài một cái nói, à, cái này Long Tiêu vậy thật là xui xẻo. Bị Ngô gia nhị công tử để mắt tới, sợ rằng, phải bị sống chơi chết đi. Đây là, vậy áo bào lam thanh niên sau lưng, vang lên một đạo thanh âm nam tử nói, vị huynh đài này, đây là chuyện gì xảy ra, có thể cùng ta nói một chút sao? Vậy áo bào lam nam tử vừa quay đầu lại, chỉ gặp sau lưng, đứng một người thần sắc khá là lãnh đạm chàng thanh niên, chính là Diệp Thần. Áo bào lam nam tử quan sát Diệp Thần một hồi. Mở miệng nói, ngươi không là người bản xứ đi, vậy cầm ly rượu thanh niên, tên là Ngô Lục Nguyên, là Thiên Huy Thành đệ nhất gia tộc Ngô gia nhị công tử, thuở nhỏ tu võ tư chất cực cao, dựa vào thế lực gia tộc, ở Thiên Huy Thành bên trong,
khá là ngang ngược. Mà tên kia thiếu niên, chính là Long gia một người con em dòng thứ, tên là Long Tiêu, nói tới cái này Long Tiêu, ngược lại là khá là đáng tiếc. Đáng tiếc, Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh nói, đáng tiếc cái gì? Áo bào lam thanh niên nói, Long Tiêu, nguyên bản nhưng mà chúng ta Thiên Huy thành đệ nhất thiên tài à? Thậm chí có lời đồn đãi, hắn bị vô số người hướng tới Huyền Kiếm Tông nhìn chúng, từ nhỏ chính là Thiên Huy thành thiên chi kiêu tử, vững vàng đè qua Ngô Lục Nguyên một đầu. Đáng tiếc, sau đó đang tu luyện bên trong, ra một lần bất ngờ, Long Tiêu tu vi, lại cũng không cách nào tăng trưởng, từ đây thiên tài đổi phế vật. Vậy Huyền Kiếm Tông vậy hoàn toàn buông tha hắn, thậm chí liền Long gia cũng cầm hắn coi là người làm giống vậy tồn tại, mà Ngô Lục Nguyên bởi vì cho tới nay, đều bị Long Tiêu đè qua một đầu, trong lòng đối hắn vô cùng căm ghét, hiện tại Long Tiêu lâm vào là phế vật, mất đi Huyền Kiếm Tông che chở. Ngô Lục Nguyên liền không chút kiêng kỵ bắt đầu trả thù Long Tiêu, cho dù Long Tiêu dùng mọi cách nhẫn nhịn, có thể Ngô Lục Nguyên, nhưng bộc phát tệ hại hơn. Diệp Thần gật đầu một cái, hướng vậy Long Tiêu nhìn, cái này thiếu niên tướng mạo thanh tú, mơ hồ và Long Tĩnh Nhiên có mấy phần tương tự, trọng yếu nhất chính là, hắn khí tức trên người. Tên này là Long Tiêu thiếu niên, tựa hồ giống vậy có phong sát thân thể. Đây là, Ngô Lục Nguyên đột nhiên khẽ mỉm cười, đem rượu trong ly, ngã xuống chân mình hạ, cố làm kinh ngạc nói, ai nha, không cẩn thận vậy, Long Tiêu, nếu như ngươi cầm trên mặt đất rượu liếm sạch, một giọt không dư thừa nói, bổn công tử, ngày hôm nay liền tha thứ ngươi quấy rầy ta uống rượu, như thế nào? Tầng 2 thực khách nghe vậy, đều là thần sắc biến đổi. Cái này Ngô Lục Nguyên, quá phận. Long Tiêu, dầu gì cũng là đã từng là Thiên Huy thành đệ nhất thiên tài à, lại để cho hắn cầm trên đất rượu, liếm sạch. Đó là chỉ có chó biết làm chuyện chứ. Nếu như Long Tiêu thật làm như vậy, đừng nói là tôn nghiêm của võ giả, liền làm người tôn nghiêm, đều phải mất đi à. Long Tiêu thanh tú gương mặt bên trên, tràn đầy trắng bệch vẻ, mồ hôi lạnh chảy ròng, con người đều phải không cách nào tụ tập, trong mắt, tràn đầy vẻ sợ hãi. Hiện tại, phải làm sao? Nếu như Ngô Lục Nguyên, thật đối với tự mình ra tay mà nói, cho dù... giết hắn cũng không có ai gặp qua hỏi đi. Chẳng lẽ, thật muốn liền làm người tôn nghiêm, cũng buông tha sao? Long Tiêu chặt chẽ cúi đầu, quả đấm nắm chặt, móng tay cũng nguyên vẹn lòng bàn tay bên trong. Vậy mập lùn nam tử nghiêm túc quát một tiếng nói, phế vật, người mẹ hắn là điếc. Ngô công tử cho ngươi cái cơ hội, cầm rượu liếm sạch, người mẹ hắn không hiểu được quý trọng. Vậy nam tử mặt ngựa, cũng là cười gằn nói, Ngô công tử. Nếu như thằng nhóc này không biết điều nói, không bằng để cho chúng ta trước cầm hắn tứ chi cắt đứt, để cho hắn giải cái dạy bảo, như thế nào? Ngô Lục Nguyên cân nhắc nhìn Long Tiêu, trong mắt, thoáng qua một hồi sảng khoái, cười lạnh nói. Ha ha, có thể, đây chính là đã từng thiên tài kiêu ngạo chứ. Cũng hù được cả người run rẩy, vẫn là không muốn liếm. Bồn công tử kiên nhẫn, có thể là có hạn à, Trần Hổ Văn, lơ là. Nếu như ta đếm tới ba, thằng nhóc này, còn không có cầm trên đất rượu, liếm sạch mà nói, liền đem hắn cánh tay chém xuống tới. Long Tiêu ngươi không phải một mực dẫm ở bổn công tử trên đầu sao? Ở ngươi náo nhiệt thời điểm, có bao giờ nghĩ tới mình sẽ có ngày hôm nay? Vậy nam tử mặt ngựa cùng mập lùn thanh niên nghe vậy đều là âm ngoan cười một tiếng, cổ tay lột, mỗi người nắm một thanh trường kiếm. Long Tiêu nghe vậy, lại là chợt ngẩng đầu lên. Đầy mắt ngoan sắc trợn mắt nhìn Ngô Lục Nguyên, phẫn nộ quát, Ngô Lục Nguyên, người bất quá là bị ta dẫm ở dưới chân lớn lên phế vật, hiện tại lấy là ta mất đi thiên phú, liền muốn trả thù. Ha ha, người tốt nhất, hiện tại liền giết ta. Ta Long Tiêu nói cho ngươi, chỉ cần ta không chết, một ngày nào đó có thể khôi phục thiên phú, đến lúc đó, ngày hôm nay bị khuất nhục, ta sẽ gấp trăm ngàn lần vẫn còn cho ngươi. Tử lâu tầng 2 ngay tức thì lâm vào một hồi tĩnh mịch. Một đám thực khách, đều là mặt đầy rung động vẻ nhìn Long Tiêu, bọn họ không nghĩ tới từ thiên phú bị hủy sau đó, tựa hồ đổi được vô cùng hèn yếu Long Tiêu, lúc này lại bộc phát. Còn trực tiếp, nhục mạ Ngô Lục Nguyên. Mặc dù, mọi người đối với Long Tiêu kiêu ngạo, khá là bội phục, nhưng, cũng không do được ở trong lòng thở dài. Kiêu ngạo, là kiêu ngạo, đáng tiếc, giờ khắc này kiêu ngạo. Nhưng muốn cho Long Tiêu, bỏ ra sinh mạng giá phải trả.
Ngô Lục Nguyên nghe vậy, mặt hiện giận dữ vẻ, cả người linh lực phun trào, thuộc về ranh giới bùng nổ. Hắn Ngô Lục Nguyên, hôm nay đã là Thiên Huy Thành đệ nhất thiên tài liền à. Lại đang trước mặt nhiều người như vậy, bị cái này chó hoang giống vậy phế vật, phản cắn một cái. Hơn nữa, còn nhắc lên hắn trong lòng, nhất là chuyện cấm kỵ. Cái này làm cho hắn, như thế nào có thể nhẫn? Hắn trong mắt, thoáng qua vô cùng vẻ oán độc, lạnh giọng nói, giết ngươi. Một cái tiện chó, mạo phạm bổn công tử, lấy là dùng mạng chó của ngươi, là có thể tha tội sao? Long Tiêu ngươi yên tâm, bổn công tử tuyệt sẽ không để cho ngươi như thế dễ dàng chết đi. Dứt lời, Ngô Lục Nguyên cả người hơi thở phóng lên cao, đứng ở hắn bên cạnh lơ là cùng Trần Hổ Văn, đều là sắc mặt biến đổi, liền lùi mấy bước. Chỉ là Ngô Lục Nguyên bộc phát ra hơi thở, cũng để cho bọn họ không cách nào chịu đựng. Cái này Ngô Lục Nguyên nhìn như, tuổi còn trẻ, ở Nguyệt Hoàn dị tượng hạ, bất ngờ, đã là một người nửa bước hỗn độn cảnh võ giả. Ở hơi thở kia đánh vào dưới, Long Tiêu chợt khạc ra một ngụm máu tươi, điên cuồng lui ngược lại. Ngô Lục Nguyên châm chọc cười một tiếng, quyền ý bung ra, linh lực gào thét, hung hăng một quyền hướng Long Tiêu đánh tới. Một đấm xuất ra, trong tử lầu mọi người, đều là mặt hiện sợ hãi vẻ. Một quyền này, ẩn chứa lực lượng, đều phải vượt qua cảnh giới trình độ cao nhất đi. Khủng bố đến suy nghĩ nổ tung. Long Tiêu chẳng qua là một người chạm ách cảnh một tầng thiên võ người, một quyền này nếu như đập chúng, cho dù không chết, toàn thân hắn xương cốt, đều phải vỡ vụn chứ. Hơn nữa, nghe Ngô Lục Nguyên ý kiến, phế Long Tiêu, còn chỉ là một bắt đầu mà thôi. Sau đó, sợ rằng còn có tàn nhẫn đến không cách nào tưởng tượng hành hạ, đang chờ Long Tiêu chứ. Mà lúc này Long Tiêu, đừng nói né tránh, ở đó quyền uy dưới, cả người cứng ngắc, ngay cả động, đều không cách nào động à. Mà ngay lúc này, một đạo thân ảnh, bỗng nhiên chớp mắt, chắn Long Tiêu trước người. Người này, bất ngờ chính là Diệp Thần. Ở nơi này một quyền, cơ hồ thì phải đánh đến Long Tiêu trên mình lúc đó, một bóng người bỗng nhiên chớp mắt, chắn trong hai người gian. Ngô Lục Nguyên thần sắc biến đổi, người này là chuyện gì xảy ra, muốn chết sao? Hắn ánh mắt trầm xuống, chợt thoáng qua vẻ tàn khốc, đã thấy rõ người trước mắt, bất quá là một người chạm ách cảnh võ giả thôi. Nếu, người đột nhiên chạy đến tự tìm cái chết, vậy, bổn công tử thành toàn cho ngươi khỏe. Ngô Lục Nguyên chẳng những không có chút nào thu quyền ý kiến, ngược lại linh lực một chuyển, quyền ý hơn nữa đậm đà một phần, hướng Diệp Thần, hung hăng đập tới. Tửu lâu tầng 2 mọi người thấy vậy, rối rít mặt hiện vẻ khó tin. Thằng nhóc này, là điên rồi sao? Chẳng lẽ, muốn là Long Tiêu ra mặt? Cho dù, phải giúp người khác ra mặt, cũng phải cân nhắc một chút, bản thân có không có thực lực đó đi. Một người chạm ách cảnh tồn tại, cũng dám đi ngăn trở Ngô Lục Nguyên. Cùng lúc đó, thứ 7 thần quốc, Nạp Lan gia tộc. Đã từng là Nạp Lan gia tộc bất quá là thứ 7 thần quốc một cái gia tộc nhỏ. Mà giờ khắc này, nhưng là nhảy một cái trở thành thần quốc hai nhóm thế lực. Chỉ bởi vì nơi này quật khởi một thiên tài thiếu nữ, tên là Kỷ Tư Thanh. Kỷ Tư Thanh ban đầu bị Hạ Linh Thu mang đến nơi này, thành vì gia tộc ở giữa nha hoàn. Bị người điều hưu. Nhưng là vàng tổng sẽ sáng lên. Kỷ Tư Thanh thiên phú kinh người từng bước một chinh phục tất cả mọi người. Thậm chí Nạp Lan gia tộc tộc trưởng phá lệ để cho nàng có tham gia tuyển chọn cuộc so tài tư cách. Lúc này mới có Kỷ Tư Thanh ngày hôm nay. Mà giờ khắc này, Kỷ Tư Thanh và Khúc Tuyết Dũng đứng ở Nạp Lan gia tộc ngoài cửa, nhưng là không có tiến vào. Khúc Tuyết Dũng có chút nghi ngờ, lão tổ, người tới chỗ như vậy làm gì? Nếu là muốn xử lý, ta hoàn toàn có thể phái người thân lực thân là à. Lập tức, chúng ta vẫn là nhanh lên đi thứ nhất thần quốc tra sự kiện kia đi. Cái khăn che mặt xuống Kỷ Tư Thanh không nhìn ra diễn cảm, nhàn nhạt nói, không gấp, ở đi thứ nhất thần quốc trước, ta có chút ân oán phải xử lý. Khúc Tuyết Dũng nghĩ tới điều gì, hỏi, là cái đó đem ngươi mang tới đây Hạ Linh Thu. Kỷ Tư Thanh gật đầu một cái. Khúc Tuyết Dũng mặt mũi càng phát ra cổ quái, hiện tại ngươi một cái ý niệm liền có thể giết người này à, huống chi, cái này loại con kiến hôi không cần ngươi tự mình ra tay à. Kỷ Tư Thanh hướng Nạp Lan gia tộc đi tới, vừa đi vừa nói, ta có một số việc muốn hỏi Hạ Linh Thu.
Nàng viên kia luân hồi tinh thạch sau lưng, cất giấu không nhỏ bí mật. Phải cùng sự kiện kia có liên quan. Khúc Tuyết Dũng nghe được luân hồi tinh thạch bốn chữ, thần sắc lúc này mới nghiêm túc mấy phần. Hắn thành tựu Khúc gia gia chủ, mặc dù Khúc gia không có viễn cổ uy thế, nhưng cũng không phải giống vậy đệ nhất thế lực dám trêu chọc. Hắn nắm trong tay tin tức lại là so rất nhiều một nhóm thế lực trưởng môn còn muốn hơn. Xem ra lão tổ tới nơi này quả thật không phải đơn giản báo thù. Đi thôi. Cái khăn che mặt xuống Kỳ Tư Thanh hướng Nạp Lan gia tộc đi tới. Rất nhanh, Nạp Lan gia tộc trên chánh điện, tụ họp trước gia chủ, trưởng lão, thậm chí còn bế quan thái thượng trưởng lão vậy thức tỉnh. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Kỳ Tư Thanh trở về đối với bọn họ mà nói ý vị như thế nào? Quật khởi. Kỳ Tư Thanh ngồi ở trên chánh điện, uống trà, thần sắc sửng dưng. Mà nàng bên người đứng để lộ ra một chút uy áp Khúc Tuyết Dũng. Nạp Lan gia tộc tộc trưởng đứng ở phía dưới cùng, thần sắc thấp thỏm, chắp tay nói, Kỳ tiểu thư, ngài mặc dù cách mở Nạp Lan gia tộc đã nhiều ngày, nhưng chúng ta nhưng mà một mực nhớ ngài đây. Kỳ Tư Thanh nhấp một miếng trà. Nhàn nhạt nói ta rõ ràng. Nạp Lan tộc trưởng liền lúc im miệng, dẫu sao hắn rất rõ ràng, mình và thiếu nữ trước mặt không phải là một cấp bậc. Dù là Nạp Lan gia tộc thái thượng trưởng lão vậy không có tư cách cùng cô gái này ngồi ngang hàng à. Chánh điện yên lặng để cho hắn có loại kiềm chế nói không ra lời cảm giác. Đột nhiên, Nạp Lan tộc trưởng nghĩ tới điều gì, hắn miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười, đối với Kỳ Tư Thanh nói, Kỳ tiểu thư. Chúng ta Nạp Lan gia tộc cho ngươi chuẩn bị một món lễ vật. Kỳ Tư Thanh thần sắc sửng dưng, à, cái gì? Dẫn tới. Nạp Lan tộc trưởng đối với bên người người làm đạo. Rất nhanh, một vòng thân bị xiềng xích quấn quanh người phụ nữ xuất hiện ở trên đại điện. Người này không phải người khác. Chính là Hạ Linh Thu. Nạp Lan tộc trưởng là một tộc chi trưởng, tự nhiên biết lấy lòng Kỳ Tư Thanh tốt nhất thủ đoạn là cái gì. Trước Hạ Linh Thu ở Nạp Lan gia tộc dùng mọi cách gây khó khăn Kỳ Tư Thanh, hôm nay Kỳ Tư Thanh cường thế trở về. Đưa lên Hạ Linh Thu so với cái gì đều trọng yếu. Có thể giờ phút này, Kỳ Tư Thanh đã bình thản. Tựa như không để ý chút nào vậy. Nạp Lan tộc trưởng khá là thức thời, đứng dậy hướng bên ngoài đi. Rất nhanh, toàn bộ đại điện chỉ còn lại Kỳ Tư Thanh và Hạ Linh Thu. Dù là Khúc Tuyết Dũng vậy thủ ở bên ngoài. Bày trận pháp, để cho bên trong không bị quấy rầy. Chánh điện bên trong, Kỳ Tư Thanh mảnh khảnh tay nhẹ nhàng động một cái khăn che mặt biến mất, lộ ra tuyệt đẹp dung nhan. Nàng vậy như giống như ngôi sao tròng mắt không có quét Hạ Linh Thu một mắt. Nhưng là Hạ Linh Thu nhưng là đang run rẩy. Làm Kỳ Tư Thanh quật khởi lúc đó, nàng liền chuẩn bị thoát đi Nạp Lan gia tộc. Lại không nghĩ rằng, trực tiếp bị Nạp Lan gia tộc rất nhiều cường giả vây khốn. Lại là nhốt vào thiên lao. Cho đến hôm nay mới thấy mặt trời lần nữa. Lại không nghĩ rằng, mình lại bị thành tựu lễ vật hiến tặng cho cái này đã từng là đệ tử. Đơn giản là làm nhục. Hạ Linh Thu trong mắt phun trào ra lửa giận và phức tạp tâm trạng, hồi lâu mở miệng nói, Kỳ Tư Thanh, người giàu gì xuất từ ta Linh Tiên Đế Cung. Không có ta, không có linh vận, cũng chưa có ngươi ngày hôm nay. Ngươi biết chưa? Ngươi hôm nay chẳng lẽ muốn làm khi sư diệt tổ chuyện? Ngươi biết có báo ứng. Kỳ Tư Thanh chậm rãi đặt ly trà xuống, trà không tệ. Giờ khắc này, Hạ Linh Thu càng phát ra tức giận, cơ hồ gầm hét lên, Kỳ Tư Thanh. Ngươi tiện nhân này, sớm biết sẽ là cái kết quả này, ta ban đầu đến lượt ở Linh Võ Đại Lục giết ngươi. Cháy thần hồn của ngươi, để cho ngươi đau đến không muốn sống. Ngươi tiện nhân này. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, một đạo thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Hạ Linh Thu gò má xuất hiện một đạo rát, nhìn thấy mà giật mình giấu tay. Mà trước mặt nàng đứng một cô thiếu nữ tuyệt đẹp. Hạ Linh Thu, nếu như ta nói, từ vừa mới bắt đầu, người định trước liền không cách nào giết ta. Ngươi tin không? Hạ Linh Thu trong mắt trợn to, người bất quá là một cái địa phương nhỏ tới con kiến hôi, thật lấy là bay lên đầu nhánh đổi phượng hoàng. Huyết mạch ngươi, ngươi hết thảy, đều là con kiến hôi. Kỳ Tư Thanh môi đỏ mọng dưới lộ ra một đạo nụ cười. Rất đẹp. Hạ Linh Thu, có một việc ngươi nói đúng, người ta quả thật không thuộc về cùng một thế giới. Ngươi không thuộc về thần quốc,
người thuộc về linh võ đại lục. Mà ta đời trước nhưng mà ở thần quốc lớn lên. Thậm chí, thần quốc còn lưu truyền ta không thiếu truyền thuyết. À đúng rồi, quên nói cho ngươi, ta còn có một tên chữ, ta là Khúc Trầm Yên. Lời này vừa nói ra, Hạ Linh Thu tròng mắt trợn to. Thân thể của nàng lại là theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Nàng dĩ nhiên tin tưởng. Một cái thần hồn lớn mạnh như vậy tồn tại, chỉ có hai cái giải thích, hoặc là chính là bị cường giả đoạt xác. Hoặc là chính là chuyển thế sống lại. Mà nhìn tổng quát Kỷ Tư Thanh đủ loại biểu hiện, người sau hiển nhiên nhất là có thể. Ngay tức thì, hết thảy rõ ràng. Đột nhiên, Hạ Linh Thu con ngươi không ngừng phóng đại. Khúc Trầm Yên. Đây không phải là thứ bảy thần quốc truyền thuyết cấp nhân vật sao? Lại là thần quốc vô số thiếu nữ trong lòng tín ngưỡng. Con đường võ đạo nữ chiến thần. Liền liền ban đầu bước vào thần quốc, Hạ Linh Thu hiểu được Khúc Trầm Yên hết thảy, bên trong tim cũng là kinh hãi không thôi. Mà giờ khắc này, ai có thể nghĩ tới nhân vật trong truyền thuyết lại là mình đã từng là đệ tử. Không thể nào, không thể nào, ngươi cái này con kiến hôi. Hạ Linh Thu lời còn chưa nói hết, Kỷ Tư Thanh lại một cái tát phiến ở Hạ Linh Thu trên mặt. Rồi sau đó thanh âm nhàn nhạt vang lên, một tát này, là Nhược Tuyết. Bót, một tát này, là Diệp Thần. Bót, một tát này, là những cái kia chết đi vong hồn. Bót, một tát này, không có lý do gì. Mấy bàn tay xuống, Hạ Linh Thu mặt đã có chút khuôn mặt khác hoàn toàn. Kỷ Tư Thanh rút ra một tấm khăn tay, lau một chút trắng nõn tay, ngồi về vị trí, mở miệng nói, được, tiến vào chính đề. Đã từng linh tiên đế cung khối kia luân hồi tinh thạch, người từ chỗ nào nơi được? Trừ vật này, người còn phát hiện thứ gì? Ta muốn nói thật, như có bất kỳ dấu diếm, ta hành hạ phương thức của ngươi có 1000 loại. Hạ Linh Thu thần sắc run rẩy, tràn đầy sợ hãi. Một khắc sau, quanh thân của nàng năng lượng nổ tung và tràn ngập, lại lựa chọn tự bảo. Nàng biết mình hôm nay không thể nào còn sống rời đi. Vậy thì lấy cái chết tới chung kết hết thảy. Nhưng mà, làm bên trong đan điền linh lực nổi lên tới cực điểm lúc đó, một cổ lực lượng vô hình trói buộc nàng. Nàng xiềng xích vỡ vụn. Nàng con người vui mừng, mới vừa muốn chạy trốn, nhưng phát hiện quanh thân bị cầm giữ. Không chỉ như vậy, nàng cảm giác mình thần hồn đang cháy. Cái này loại cảm giác đau đến không muốn sống. Để cho nàng giữ tợn và run rẩy. Nàng chợt nhìn về phía ngồi Kỷ Tư Thanh, một giây kế tiếp, trực tiếp quỳ xuống. Kỷ tiểu thư, ta sai rồi, van cầu ngươi thả qua ta. Kỷ Tư Thanh con ngươi rửng rưng, như cũ nói, cho ta câu trả lời mong muốn. Hạ Linh Thu ngẩn ra, chợt mở miệng nói, ta đều nói. Ban đầu ta ở Linh Võ Đại Lục bất ngờ tiến vào một nơi bí cảnh. Mà trong bí cảnh có một nơi chính là vị kia xuất từ Nạp Lan gia tộc cường giả lưu lại. Đây là Nạp Lan gia tộc tổ tiên, căn cứ người này lưu lại tin tức, ta phát hiện một ít đầu mối. Đầu tiên, người này thân phận chân thật bất quá là một người làm. Một cái bình thường người làm sao có thể có nhiều như vậy pháp bảo. Còn nữa, nàng trước khi chết hài cốt, phơi bày tư thế là quỳ. Quỳ xuống luân hồi tinh thạch trước. Không chỉ như vậy, vậy trong bí cảnh cảnh tượng rất cổ quái, giống như là nghi thức nào đó. Bên trong có rất nhiều điểm khả nghi, rất nhiều chữ viết ta cũng không cách nào thấy rõ, còn có một chút cổ xưa bích họa. Ta lúc ấy dự cảm đến chuyện này sau lưng tuyệt đối có cực lớn liên quan, liền đem bích họa và phù văn toàn bộ thủ hội xuống. Giờ khắc này, Kỷ Tư Thanh đứng lên, lấy ra. Kỷ tiểu thư. Hạ Linh Thu không dám có bất kỳ nói nhảm, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bức to lớn bức họa. Kỷ Tư Thanh tay thanh tú nắm chặt, bức họa mở ra, chừng 10 mét chi trường. Mà bức họa bên trên, có chữ viết cổ xưa, cùng với một bức họa. Làm Kỷ Tư Thanh thấy trong bức họa nội dung thời điểm, tâm trạng không còn bình tĩnh nữa. Một cổ vô hình tức giận ở toàn bộ trong đại điện cháy. Như hừng hực ngọn lửa. Vô tận sát ý bao phủ cả nhà. Một đạo huyết quang phóng lên cao. Mơ hồ muốn xông phá bên ngoài Khúc Tuyết Dũng bố trí đại trận. Khúc Tuyết Dũng thần sắc đại biến, hắn kinh ngạc nhìn một mắt cửa, không biết bên trong chuyện gì xảy ra.
hắn đi theo lão tổ đã rất lâu rồi. Từ không thấy được lão tổ phát lớn như vậy nóng nảy à. Lão tổ rốt cuộc nhìn thấy gì? Mà trong chính điện, vô số linh khí đổ gỗ nội thất hóa là bột. Lấy hạ linh thu tu vi làm sao chịu nổi Kỳ Tư Thanh lửa giận. Một cổ vô hình đợt khí rất miễn cưỡng đem nàng đập vào trên vách tường. Một miệng đỏ bừng máu tươi khạc ra. Cơ hồ để cho hạ linh thu hôn mê. Làm hạ linh thu khó khăn mở mắt ra, chỉ thấy Kỳ Tư Thanh sau lưng lơ lửng một đạo nữ võ thần hư ảnh. Vô tận sát ý phun trào. Chỉ riêng một mắt nàng liền luống cuống. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía hình ảnh. Trong hình bất quá là một người cô gái. Cô gái ngồi ở một cái màu vàng văn lộ long văn linh ghế bên trên, linh ghế hai đầu là hai cái hung thú pho tượng. Cô gái trong mắt băng hàn, mang lăng tuyệt thiên hạ uy áp thế, người mặc khởi la kim y, thần quang vần quanh, tựa như là nắm trong tay ngôi sao nữ đế, nếu như một vị phách xương thiên hạ nữ hoàng. Cô gái môi đỏ mọng tươi đẹp, tản ra cực kỳ mê người và đẹp lạnh lùng cảm giác, da thịt trắng như tuyết giống như nõn nà, cổ tay mang một chùm cực kỳ cổ quái vòng tay. Vòng tay bên trên, có điểm điểm tinh quang, thậm chí hiện lên từng đạo luân hồi chi sóng. Cô gái mặt mũi lại có thể và Kỳ Tư Thanh không phân cao thấp. Thậm chí ở khí chất lên cũng là mỗi người mỗi vẻ. Dù là chỉ là một ngón tay, cũng là khéo léo tuyệt vời vậy tồn tại. Cô gái cứ như vậy ngồi xuống, kim quang vần quanh, linh thú kêu gào, mọi người quỳ bái. Đột nhiên, Kỳ Tư Thanh trong tay sử dụng một thanh trường kiếm một chuyển, ngút trời lực toàn bộ bao phủ đi. Nháy mắt tức thì, xuyên qua tranh kia cuốn. Đúng bức họa bị xé vỡ thành hai mảnh. Cô gái kia mặt mũi cũng bị hoàn toàn hủy đi. Kỳ Tư Thanh ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt, nhàn nhạt nói cái này nhất thế, chúng ta sẽ gặp mặt. Ta sẽ để cho ngươi rõ ràng, cái gì là tuyệt vọng. Không có ai biết Kỳ Tư Thanh tức giận tới từ nơi nào. Nhưng duy nhất liên quan, chính là bức họa này. Làm xong hết thảy các thứ này, Kỳ Tư Thanh ánh mắt rơi vào Hạ Linh Thu trên mình, nhàn nhạt nói, trên mình ngươi hẳn còn có một món đồ, đúng không? Hạ Linh Thu ngẩn ra, chợt trong mắt thay đổi ảm đạm, đây là máu tay lấy ra một khối ngọc bội. Ngọc bội chi trên có cực kỳ cổ xưa đường vân, khắp nơi lộ ra thần bí. Kỳ Tư Thanh năm ngón tay nắm chặt, ngọc bội xuất hiện ở tay nàng lên, ta vừa vặn thiếu một khối vật này. Làm xong hết thảy các thứ này, Kỳ Tư Thanh chính là hướng cửa đi về phía. Cửa mở ra, Kỳ Tư Thanh bóng người biến mất ở Hạ Linh Thu tầm mắt. Hạ Linh Thu hô hấp dồn dập, chẳng lẽ mình còn sống? Mặc dù nàng biết cả đời này đều không cách nào báo thù, nhưng chỉ phải sống sót, hết thảy liền có thể. Nàng thậm chí dự định về lại một chuyến chỗ đó. Nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Mấu chốt, nàng mơ hồ biết thiên cơ vậy bí mật. Nếu như đem Kỳ Tư Thanh là Khúc Trầm Yên tin tức bán cho người cố ý. Có lẽ, hết thảy cũng sẽ nghịch chuyển. Nàng thậm chí có cơ hội có thể làm chứng Kỳ Tư Thanh chết. Tránh điện ra, Kỳ Tư Thanh đã đeo khăn che mặt lên. Một bên Khúc Tuyết Dũng đi tới, thấp thân. Cung kính nói, lão tổ. Kỳ Tư Thanh bước chân dừng lại, băng hàn thanh âm truyền tới, đi thứ nhất thần quốc. Ở trước khi đi, ta hy vọng mới vừa rồi đối thoại, thế gian không người biết. Khúc Tuyết Dũng ngẩn ra, rõ ràng. Dứt lời, Khúc Tuyết Dũng liền hướng bên trong nhà đi. Hắn mặc dù không thiết đối với Hạ Linh Thu ra tay, nhưng là lão tổ đã như vậy lời nói, vậy cho dù thiên đạo cung cung chủ hạ xuống, Hạ Linh Thu cũng phải chết. Mấy giây sau đó, chánh điện vang lên Hạ Linh Thu kinh hoàng và thanh âm thống khổ. Một đoàn ngọn lửa từ chánh điện bốc cháy. Hừng hực lửa lớn dưới, để cho người lại không còn sống hy vọng. Nạp Lan gia tộc tộc trưởng cùng với rất nhiều trưởng lão cũng là cúi đầu, không dám lời nói. Chánh điện bị hủy, bọn họ quả thật đau lòng. Nhưng là cùng Kỳ Tư Thanh giá trị so với, hoàn toàn không thể so sánh. Rất nhanh, Khúc Tuyết Dũng đi ra. Quanh thân phun trào ra một chút lửa hơi thở, lão tổ, xử lý sạch sẽ. Được, Kỳ Tư Thanh khẽ gật đầu, hướng Nạp Lan gia tộc chi đi ra ngoài. Mà Nạp Lan gia tộc mọi người trực tiếp quỳ xuống, đưa Kỳ Tư Thanh rời đi. Làm Kỳ Tư Thanh đi qua Nạp Lan gia tộc tộc trưởng thời điểm, bước chân đột nhiên dừng lại xuống. Nàng tiện tay ném ra một cái nhẫn chữ vật,
nhàn nhạt nói, đây là ta cùng Nạp Lan gia tộc nhân quả. Nhận lấy vật này, Nạp Lan gia tộc đủ để trở thành hai nhóm thế lực. Nhưng là từ nay về sau, ta liền cùng các ngươi không có bất kỳ liên quan. Còn nữa, hôm nay, ta Kỷ Tư Thanh chưa từng bước vào Nạp Lan gia tộc qua, biết chưa? Nạp Lan tộc trưởng run rẩy nhận lấy nhẫn chữ vật, hắn hơi cảm thụ, ngay tức thì thần sắc chấn động. Đồ vật bên trong, nhưng là chân chính giá trị liên thành à. Cảm ơn Kỷ tiểu thư, ta. Nạp Lan tộc trưởng lời còn chưa nói hết, hai đạo thân ảnh liền biến mất ở trước mặt mọi người. Phảng phất từ không có xuất hiện qua. Nạp Lan gia tộc ngắm nhìn thương khung, lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, có lẽ, sau này, chúng ta chỉ có thể xem người phàm vậy ngửa mặt trông lên vị nữ tử này. Cùng lúc đó, thứ nhất thần quốc. Trong tử lầu, bầu không khí khẩn trương đến trình độ cao nhất. Lúc này, Diệp Thần nhìn Ngô Lục Nguyên đánh tới một quyền, trong mắt lóe lên một đạo lãnh ý. Lấy hắn bây giờ thực lực xem ra, một quyền này, thật là yếu đến không cách nào hình dạng. Căn bản, liền né tránh ý kiến cũng không cần thiết. Hắn bây giờ, cho dù đứng ở chỗ này để cho Ngô Lục Nguyên đánh, Ngô Lục Nguyên chỉ sợ cũng không cách nào ra tay chứ. Thực lực cường đại tới trình độ nhất định, trong vô hình, liền sẽ để cho võ giả, theo bản năng sợ hãi. Mọi người ở đây cũng lấy là, Diệp Thần sẽ bị Ngô Lục Nguyên một quyền đánh giết lúc đó, đột nhiên bây giờ, Ngô Lục Nguyên nhưng là thân hình dừng lại, cả người cứng đờ đứng ở tại chỗ, trong mắt, tràn đầy vẻ kinh hãi. Lầu hai một đám thực khách, không hiểu nhìn về phía Ngô Lục Nguyên. Hắn đây là thế nào? Tại sao một quyền này không rơi xuống đi? Chẳng lẽ, cái này từ trước đến giờ lấy lòng giả ác độc nổi danh Ngô công tử, vậy đột nhiên thiện tim quá đáng? Cái này, căn bản không thể nào chứ. Đừng nói là mọi người không để ý tới rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền Ngô Lục Nguyên mình cũng không biết à. Hắn trong mắt run rẩy nhìn đứng ở trước người hắn Diệp Thần, tại sao mình một quyền này, chính là không rơi xuống đâu. Không chỉ là không rơi xuống, cho dù lúc này Diệp Thần, cả người cơ hồ đều không có tản mát ra đặc biệt gì hơi thở, có thể giờ phút này, Ngô Lục Nguyên trong lòng không khỏi xông ra một hồi sợ hãi. Hắn trên mặt, hiện lên vẻ khó tin. Bổn công tử thân là Thiên Huy Thành đệ nhất thiên tài, lại bị một người chảm ách cảnh võ giả trấn nhiếp. Bất quá là một người thanh niên mà thôi, nhưng cho Ngô Lục Nguyên cảm giác, làm sao giống như là một đầu ngút trời cự thú vậy à? Diệp Thần cân nhắc đánh giá Ngô Lục Nguyên, cười nói, làm sao, không phải muốn đánh ta sao? Ngô Lục Nguyên sắc mặt vô cùng làm khó xem, bất luận hắn cố gắng như thế nào. Một quyền này chính là đập không được, đành phải mất tự nhiên thu hồi quả đấm, hướng về phía Diệp Thần lạnh giọng nói. Các hạ là người nào? Tại sao phải ngăn ở bổn công tử trước mặt? Chẳng lẽ, ngươi là muốn là sau lưng ngươi tên phế vật kia ra mặt? Ha ha, ngươi có biết, bổn công tử chính là Thiên Huy Thành Ngô gia nhị công tử. Ta khuyên ngươi, tốt nhất không nên đắc tội lầm người. Diệp Thần mỉm cười nói, nếu như ta nhất định phải là hắn ra mặt đâu. Mặc dù, Diệp Thần không thích xen vào việc của người khác, nhưng, tên này kêu Long Tiêu thiếu niên hiển nhiên cùng Long Tĩnh Nhiên có chút sâu xa, như vậy, hắn cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Mọi người nghe vậy, lại là cả kinh. Ngô Lục Nguyên thật vất vả thu tay lại, để cho Diệp Thần nhặt trở về một cái mạng, lại còn phải tiếp tục khiêu khích hắn. Cái này, là có nhiều cuồng, hơn tự tìm cái chết à. Bọn họ nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt. Không khỏi đều là thay đổi là không biết làm sao. Lần này, thần tiên vậy không cứu được Diệp Thần liền chứ. Một người vận khí, không thể nào vĩnh viễn tốt như vậy. Có thể để cho bọn họ không tưởng được phải, Ngô Lục Nguyên ngưng mắt nhìn Diệp Thần, trong mắt lửa giận hừng hực, hơi thở cuồng bạo, cơ hồ, đều đến ranh giới bùng nổ. Nhưng mà hắn sắc mặt, một hồi xanh lơ trắng thay nhau sau đó, lại là vừa quay người, trực tiếp rời đi. Ngô Lục Nguyên quay đầu lại, hung hãn trợn mắt nhìn Diệp Thần một mắt, hung tợn nói, thằng nhóc, đừng lấy làm cái này liền kết thúc. Bổn công tử, nhất định sẽ làm cho ngươi là hôm nay hành động đã thực hiện mà hối hận. Trần Hổ Văn cùng Lơ là thấy vậy sững sốt một chút, nhìn nhau một cái, lập tức đuổi theo Ngô Lục Nguyên rời đi. Mà tầng hai một đám thực khách, chính là hoàn toàn trợn tròn mắt à. Cái đó phách lối, bá đạo vô cùng.
lại lòng dạ độc ác Ngô Lục Nguyên, đối mặt một người chảm ách cảnh võ giả khiêu khích, lại liền đi như vậy. Thật là, chuyện nghìn lẻ một đêm vậy à? Quá quỷ dị. Bọn họ rối rít thấy quỷ vậy nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhưng là đối với những người khác ánh mắt, không để ý chút nào, hắn xoay người, nhìn về phía lạnh cả người mồ hôi đầm đìa, giống vậy mặt đầy rung động vẻ Long Tiêu nói, ngươi không có sao chứ? Long Tiêu đây là mới hoàn hồn lại, vội vàng hướng Diệp Thần thi lễ nói, không. Không có sao, đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, tại hạ Long Tiêu, dám hỏi công tử tôn tính đại danh, ngày khác tại hạ ổn thỏa báo đáp công tử cứu giúp ân. Diệp Thần mỉm cười nói, ta kêu Diệp Thần, vừa vặn, có chút việc phải đi các ngươi Long gia. Long Tiêu nghe vậy sững sốt một chút, Diệp công tử đi Long gia phải làm gì? Bất quá hắn vẫn đưa tay một dẫn đạo, đã như vậy, Diệp công tử, mời theo ta đi. Dứt lời, hai người liền hướng Long gia đi tới. Rất nhanh, Diệp Thần ở Long Tiêu dưới sự hướng dẫn, đi vào một tòa khá là rộng lớn phủ đệ bên trong. Bất quá, Diệp Thần phát hiện, dọc theo đường đi, những con rồng kia nhà người làm vân. Vân, thấy được Long Tiêu lúc đó, mặc dù đều có chào hỏi, nhưng trong mắt, nhưng là toát ra không chút nào che giấu châm chọc, vẻ khinh miệt. Hai người đi vào một tòa sân bên trong, Long Tiêu là Diệp Thần đến một ly nước trà hỏi, Diệp công tử, ngươi lần này tới Long gia, vì chuyện gì? Ta có cái gì có thể đến giúp ngươi sao? Diệp Thần nhấp một miếng trà hỏi, ngươi có biết cái gì là phong sát thân thể sao? Phong sát thân thể, Long Tiêu nghe vậy, sau một hồi trầm ngâm lắc đầu nói, chưa có nghe nói qua, cùng ta Long gia có quan hệ thế nào sao? Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, quả nhiên như vậy. Long Tiêu, cũng không biết mình có phong sát thân thể, chắc là người Long gia tận lực đối hắn che giấu tin tức. Hắn đột nhiên đưa tay một cái, chờ ở Long Tiêu mạch môn, Long Tiêu hơi kinh hãi, lại không có phản kháng, qua một lúc lâu sau đó, Diệp Thần âm thầm gật đầu, hướng về phía Long Tiêu mỉm cười nói. Long Tiêu, nếu như ta nói, có biện pháp để cho ngươi có thể khôi phục tu võ tư chất, ngươi nguyện ý giúp ta một chuyện sao? Long Tiêu nghe vậy, thừa ra chỉ chốc lát sau, mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên nói, lời này là thật. Bất quá, hắn rất nhanh liền chấn định lại, nhìn Diệp Thần nghiêm túc nói, Diệp công tử, mời nói trước nói xem, muốn ta giúp là chuyện gì. Diệp Thần vung tay lên, một đạo quan tài băng, xuất hiện ở trong phòng. Long Tiêu con người có giúp một cái, ngưng mắt nhìn quan tài băng bên trong cô gái, không khỏi cảm thấy một loại cảm giác thân thiết, tựa như phân biệt thật lâu người thân vậy. Hắn mặt lộ vẻ vẻ kinh sợ địa đối Diệp Thần hỏi, Diệp công tử, cô gái này là người phương nào? Diệp Thần nhàn nhạt nói, nếu như ta đoán không sai mà nói, nàng hẳn là ngươi một người thân thuộc, ta lần này chính là vì cứu nàng tới. Nhiều năm trước, các ngươi Long gia có phải hay không có một người nam tử mất tích? Long Tiêu trầm ngâm chốc lát, hai tròng mắt bên trong, bỗng nhiên thoáng qua một chút rung động vẻ nói, chúng ta Long gia, tổng cộng chia làm là hai nhà. Không biết nhiều ít năm trước, chúng ta cái này một chi, vốn là mới là tông gia, hơn nữa, gia gia ta, năm đó thiên phú tuyệt cao, thậm chí tất cả mọi người đều cho rằng, gia gia có thể dẫn Long gia quật khởi. Hắn sắc mặt đột nhiên buồn bã nói, nhưng ngay khi gia gia có ta phụ thân, kế thừa vị trí gia chủ sau đó không lâu, liền đột nhiên rời đi Long gia, chỉ để lại một bản cổ tịch. Nhưng là, vậy trên cổ tịch, nhưng lưu lại một đạo phong ấn, đến nay. Ta vẫn không cách nào phá rõ ràng. Mà ra ra sau khi rời đi, chúng ta cái này một chi liền hoàn toàn sa sút, thậm chí, còn bị năm đó tách ra, đoạt được quyền hành, đoạt đi tông gia vị trí. Diệp Thần nghe vậy, đôi mắt sáng lên nói, vậy bản cổ tịch, có thể hay không cho ta xem. Long Tiêu gật gật đầu nói, Diệp công tử xin chờ chút. Chỉ chốc lát sau, Long Tiêu bưng một cái hộp gỗ, giao cho Diệp Thần trong tay. Diệp Thần mở ra hộp gỗ, một bản nhìn như vô cùng tàn tạ, mặt bìa không có chữ cổ tịch, nằm ở hạp bên trong, làm Diệp Thần đưa tay, dự định lấy ra cổ tịch lúc đó, vậy không có chữ mặt bìa bên trên, lại là bạo phát ra một hồi ánh sáng, chặn lại Diệp Thần bàn tay. Diệp Thần khẽ mỉm cười, tiện tay thì phải đem vậy phong ấn bóp vỡ, nhưng vào lúc này, quát to một tiếng, ở ngoài viện vang lên. Long Tiêu, bổn công tử để cho ngươi đi mua rượu bán rau. Người mua đi nơi nào? Nghe nói, người còn mang theo một người không phận sự các loại,
tiến vào Long gia. Hiện tại lập tức mang người nọ cho ta cút ra đây. Long Tiêu nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, trong mắt lửa giận cuồn cuộn. Vậy chợt quát người, chính là hôm nay Long gia tông gia đại công tử Long Sơn. Bình thường, Long Sơn liền dựa vào thân phận, đối với hắn dùng mọi cách lấn áp, giễu cợt, để cho hắn làm một ít hạ người làm chuyện, những thứ này, hắn cũng nhịn. Dẫu sao, bọn họ nói cho cùng coi như là người một nhà. Nhưng là, hiện tại liền hắn mang về bằng hữu, Long Sơn đều phải làm nhục. Chẳng lẽ, hắn liền đới người vào Long gia tư cách, cũng không có sao. Cái này, nơi nào còn có một chút điểm, cầm hắn làm người Long gia dáng vẻ. Ngay tại lúc này, ầm một tiếng nổ vang, Long Tiêu cư trú sân cửa, lại là bị trực tiếp đánh bể, ba đạo thân ảnh, trực tiếp xông vào bên trong viện. Long Tiêu cắn chặt hàm răng, đây là dự định một chút mặt mũi, cũng không cho hắn giữ lại sao. Cầm đầu một người màu da hơi đen, bộ xương rộng lớn, tay cầm quạt xếp nam tử, chính là Long Sơn, hắn mang hai người người làm, trực tiếp đi vào trong phòng. Hắn liếc Long Tiêu, trong mắt khinh thường cơ hồ muốn hóa là thật thế chấp. Con rồng này núi, bất ngờ là một người nửa bước hỗn độn cảnh võ giả. Hơn nữa còn ở Nguyệt Hoàn dị tượng hạ thức tỉnh tốt cổ thần thể. Xem ra thứ nhất thần quốc nội tình quả thật cao hơn thứ bảy thần quốc rất nhiều. Long Tiêu mặc dù tức giận, nhưng, hắn biết mình không phải là Long Sơn đối thủ, hơn nữa, rất kém xa. Lúc này, đành phải cố đè xuống lửa giận, trầm giọng nói, Long Sơn, Diệp công tử là khách ta, mời ngươi tôn trọng. Vừa nói, hắn nhìn về phía Long Sơn ánh mắt bên trong, thậm chí toát ra lau một cái khẩn cầu vẻ, Diệp thần là ân nhân của hắn, hắn không hy vọng bởi vì mình, liên lụy đến hắn. Có thể Long Sơn nghe vậy, nhưng là cười lạnh nhìn lướt qua Diệp thần nói, và ngươi loại rác dưới này phối hợp ở chung với nhau, có thể có cái gì mặt hàng. Bất quá là một người chảm ách cảnh con kiến hôi thôi, lại cũng dám để cho bổn công tử tôn trọng. Ngươi đang làm cười sao? Hắn hướng về phía sau lưng hai người chảm ách cảnh trung kỳ người làm phất tay nói, các ngươi hai cái, cầm vậy người không phận sự các loại, cho bổn công tử, mời, đi ra ngoài. Hai người người làm ứng cả người, thân hình động một cái, liền hướng Diệp thần vọt tới. Long Tiêu thần sắc đại biến, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Long Sơn lại trực tiếp như vậy, liền một chút chỗ trống đều không lưu. Hắn đang chuẩn bị đứng dậy chặn vậy hai người người làm. Nhưng vào lúc này, một đạo uy áp cường đại, chợt bao phủ lại Long Tiêu, ở nơi này uy áp bên trong, Long Tiêu lại là tựa như bị núi to áp đính vậy, liền một ngón tay, đều không cách nào nhúc nhích. Long Sơn cân nhắc nhìn hắn, một cái đã từng là thiên tài, bây giờ phế vật, còn muốn phản kháng. Ha ha, đáng chết. Long Tiêu mắng một tiếng, lo lắng hướng Diệp thần nhìn, có thể cái này vừa thấy, Long Tiêu nhưng là không khỏi được ngẩn ngơ. Lúc này Diệp thần, lại là tựa như không nhìn thấy Long Sơn các người vậy, mặt đầy rửng rưng vẻ. Hơn nữa, hắn lại là chẳng biết lúc nào, đã đem vậy trên cổ tịch phong ấn phá giải, đang lật xem vậy tàn phá cổ tịch. Cái này cổ tịch phong ấn, như vậy tùy tiện liền bị Diệp thần phá giải. Vậy phong ấn, nhưng mà liền gia chủ Long gia đều không cách nào phá giải à? Nếu không, cũng sẽ không đến hiện tại, còn ở lại trong tay hắn. Sẽ ở đó hai người người làm, thì phải nắm tay đưa đến Diệp thần trước mặt lúc đó, một đạo nhàn nhạt thanh âm nam tử, ở sân bên trong vang vọng. Quỳ xuống, ngắn ngủn hai chữ, từ Diệp thần trong miệng khạc ra, bình bình đạm đạm, tựa hồ, không có chút nào khí thế có thể nói. Nhưng, chính là câu này bình thản quỳ xuống, rơi vào Long Sơn ba người trong tai, nhưng tựa như thiên thần hét ra lệnh vậy, một cổ không cách nào hình dung uy áp kinh khủng. Ở Long Sơn ba người đầu óc bên trong nổ tung. Bọn họ suy nghĩ ngay tức thì chỗ trống, ý thức cũng xu hướng tại tiêu tán, thức hải bên trong, không ngừng quanh quẩn Diệp thần vậy lời đơn giản tiếng nói. Lúc này Diệp thần, ở trong mắt bọn họ, nơi nào vẫn là cái gì chảm ách cảnh võ giả. Vậy chính diện sắc bình tĩnh lật xem cổ tịch chàng thanh niên sau lưng, phảng phất có một tòa vạn trượng cao núi thây biển máu, mà Diệp thần chính là vậy ngồi đàng hoàng ở núi thây đỉnh cấp chỗ giết hại thần à. Chỉ là một cái hô hấp thời gian, Long Sơn ba người tinh thần, liền hoàn toàn hỏng mất. Lách cách, lách cách, lách cách, ba người thân thể mềm nhũn,
ngay tức thì quỳ xuống ở Diệp Thần trước mặt, cặp mắt bên trong một phiến ảm đạm, thất hồn lạc phách, cái xác biết đi vậy. Mà đứng ở Diệp Thần bên cạnh Long Tiêu, chính là hoàn toàn si ngu, không cách nào hiểu. Mới vừa rồi, chuyện gì xảy ra? Diệp Thần chỉ bất quá, nói hai chữ, quỳ xuống. Sau đó, Long Sơn ba người thì thật quỳ. Hơn nữa, còn là một bộ đạo tâm hỏng mất hình dáng, quỳ xuống ở Diệp Thần trước mặt à. Ước chừng hai chữ, liền đem nửa bước hỗn độn cảnh võ giả, đạo tâm nghiền nát, đây rốt cuộc là như thế nào một loại khủng bố. Thật là thần ma giống vậy thủ đoạn đi. Ở trong tửu lầu lúc đó, mặc dù không biết Diệp Thần là như thế nào đem Ngô Lục Nguyên bước lui, vô cùng quỷ dị, nhưng, Long Tiêu cùng vây xem một đám thực khách vậy, cũng chỉ là cho rằng, Diệp Thần vận khí quá tốt mà thôi. Hiện tại, Long Tiêu biết, mình sai rồi. Hơn nữa, sai vô cùng. Nơi nào, là Diệp Thần vận khí tốt? Vận khí tốt, là Ngô Lục Nguyên à? Nếu như Ngô Lục Nguyên không có rút đi, mà là mạo phạm Diệp Thần mà nói, sợ rằng hiện tại, đã chết được không thể chết lại chứ. Nguyên bản, Long Tiêu còn đối với Diệp Thần nói có thể để cho mình khôi phục tu võ thiên phú nửa tin nửa ngờ, giờ khắc này, hắn là hoàn toàn tin. Liền từng tia hoài nghi, cũng không có. Đây là, Long Tiêu sân bên trong xôn xao, đưa tới không thiếu người làm, ở ngoài cửa nhìn trộm đánh giá, khi bọn hắn thấy Long Sơn ba người quỳ sụp xuống đất hình dáng, đều là thần sắc biến, lập tức xoay người, đi thông báo Long ra người. Rất nhanh, một người xúc trước ba tròm râu dài, diện mạo uy nghiêm, khóe mắt thượng thiêu người đàn ông trung niên, liền bước nhanh chạy tới, người này chính là gia chủ Long gia Long Dược. Hắn mặt hiện vẻ lo lắng, trán gân xanh không ngừng nhảy, mặt giận dữ, thân hình chớp mắt, liền tiến vào Long Tiêu trong phòng. Cái này, Sơn Nhi, ngươi thế nào? Có thể làm hắn thấy Long Sơn trạng thái lúc đó, nhưng là chợt trong lòng run lên. Trên mặt tức giận. Trong phút chốc tiêu tán, hắn rất rõ ràng, Long Sơn, cũng không phải là bình thường quỳ xuống, mà chỉ nói tim hỏng mất à. Long Dược thân là gia chủ Long gia, tu vi hỗn độn cảnh tầng 2 trời, thực lực mặc dù xa xa cao hơn Long Sơn, nhưng... hắn rất rõ ràng, Long Sơn đạo tâm, không hề yếu, chỉ ít lấy mình thực lực, cho dù có thể nghiền ép Long Sơn, nhưng chưa chắc có thể đem kỳ đạo tim đánh tan được như vậy hoàn toàn. Kết quả là muốn cảm nhận được bực nào sợ hãi, Long Sơn mới sẽ biến thành cái bộ dáng này. Long Dược nuốt nước miếng một cái, thân thể, đều bắt đầu khẽ run lên. Hắn nhìn về phía Long Tiêu, có chút cả lăm hỏi, Long Tiêu, Sơn Nhi cái này. Đây là thế nào? Long Tiêu liếc hắn một mắt, lạnh lùng nói, Long Sơn mạo phạm Diệp công tử, tự thực ác quả thôi. Con rồng này nhảy trong ngày thường ngồi nhìn Long Sơn đối với mình khi dễ làm nhục. Để mặc cho bỏ mặc, hiện tại gặp phải báo ứng chứ. Long Dược nhìn về phía Diệp Thần, chỉ gặp Diệp Thần lúc này, đang tụ tinh hội thần lật xem một bản cổ tịch, còn ngươi lại là một hồi co rúm lại. Vậy cổ tịch phong ấn, hắn thi triển toàn lực, cuồng oanh liền nửa ngày, vậy không cách nào phá vỡ à, thanh niên này nhìn bất quá là chảm ách võ giả, kết quả là làm sao làm được. Hắn trong lòng dùng mình, hơn nữa đậm đà, chẳng biết tại sao. Diệp Thần bóng người ở hắn trong mắt, vậy lộ vẻ được bộc phát sợ hãi đứng lên. Cả đời này tích lũy được kinh nghiệm, đang đối với Long Dược gầm thét, người thanh niên này, tuyệt đối không phải hắn có thể chọc nổi tồn tại. Lúc này, Long Dược cắn răng một cái, mặt hiện kiên quyết vẻ, lại là trực tiếp quỳ xuống ở Diệp Thần trước người, vô cùng là cung kính mở miệng nói. Cái vị công tử này, khuyển tử rốt nát, mạo phạm ngài, mời ngài tha. Hắn mặc dù vô cùng là lo lắng chọc giận Diệp Thần, có thể dẫu sao Long Sơn là hắn thương yêu nhất nhi tử à, Long Dược lao thẳng đến hắn làm gia chủ đời kế tiếp đào tạo. Hắn làm sao cam nguyện, để cho mình thương yêu nhất nhi tử, biến thành như vậy. Diệp Thần không nói một lời, vẫn chuyên tâm đọc trong tay cổ tịch, từ giữa trưa, một mực đọc đến mặt trời lặn Tây Sơn, mà Long Dược, thì từ đầu đến cuối cúi đầu quỳ xuống Diệp Thần trước người, liền tư thế cũng không có chút nào thay đổi. Hắn biết, hiện tại chỉ có thể lộ ra thành ý, mong đợi Diệp Thần tha thứ. Mà ngoài cửa một đám người làm, chính là chấn động tủng đến không hơn được nữa. Trong mắt bọn họ vô địch gia chủ, lại hướng về phía một người chảm ách võ giả, quỳ ròng rã nửa ngày à. Cái này Long Tiêu công tử mang về người tuổi trẻ,
kết quả là lai lịch gì. Cho đến mặt trời cơ hồ phải hoàn toàn xuống núi, trong phòng tung tóe hoàng hôn ánh mặt trời lúc đó, Diệp Thần mới chậm rãi đem quyển sách trên tay tịch đóng lại, nhìn lướt qua Long Dược, nhàn nhạt nói, 3.000 năm sau, có thể khôi phục, ngươi lui ra đi. Long Dược nghe vậy, tâm thần run lên, cơ hồ đều muốn rơi vào tuyệt vọng. 3.000 năm, chẳng lẽ mình nhi tử, đường giao thông quan trọng tim tan vỡ 3.000 năm? Cái gì là đạo tâm tan vỡ? Tu võ người, chỉ có rơi vào cực lớn khủng bố bên trong, mới có thể đạo tâm hỏng mất. Nói cách khác, cái này 3.000 năm, đối với Long Sơn mà nói, là một loại khó có thể tưởng tượng hành hạ à. 3.000 năm sau coi như khôi phục, còn có thể là người bình thường sao? Huống chi, cho dù lấy nửa bước hỗn độn cảnh võ giả thọ nguyên mà nói, đều là một đoạn không ngắn thời gian. Cho dù khôi phục sau đó, không có chút nào hậu di chứng, cái này 3.000 năm chỗ trống, cơ hồ đã là đem Long Sơn tương lai hủy diệt. Cái này, chính là xúc phạm Diệp Thần giá phải trả sao. Long Dược trong nháy mắt, tựa như già mấy trăm lần, nguyên bản tóc đen thui, đều bắt đầu phát liếc, cái này đường đường đứng đầu một nhà, lúc này nhìn qua, giống như một người phổ thông đến không thể phổ thông đi nữa, thất hồn lạc phách ông già vậy, thậm chí, cặp mắt đều đã ướt át, để lại nước mắt. Bất quá, dù vậy, hắn nhưng vẫn không dám đối với Diệp Thần chút nào câu oán hận, ngược lại thi lễ nói, đa tạ công tử nương tay cho. Dứt lời, liền đỡ mình nhi tử, rời đi, vậy hai người người làm cũng bị người kéo đi. Hắn rất rõ ràng, mạo phạm Diệp Thần như vậy chí tôn tồn tại, Long Sơn có thể giữ được một cái mạng, đã là vô cùng may mắn. Diệp Thần thần sắc nhàn nhạt, Long Sơn mạo phạm mình, như vậy trừng phạt, đã có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Đừng nói là đạo tâm tan vỡ 3.000 năm, nếu không phải Long Gia và Long Tĩnh Nghiên, coi như có chút sâu xa mà nói, Long Sơn căn bản không có từng tia có thể còn sống. Dẫu sao, lấy Diệp Thần bây giờ thực lực mà nói, tùy ý một đạo hơi thở, liền đủ để đem toàn bộ Long Gia, tàn sát hầu như không còn, một con kiến cắn ngươi, ngươi biết đối với hắn nhân từ sao. Nói không chừng liền giận, liền trực tiếp cầm toàn bộ kiến ổ cũng giết chứ. Mà Long Gia người, đối với Diệp Thần mà nói liền con kiến hôi cũng không bằng. Bất quá lúc này Diệp Thần, trong mắt nhưng là chớp động vui mừng, quả nhiên, cái này trong cổ tịch, ghi lại giải cứu Long Tĩnh Nghiên phương pháp. Cùng hắn vốn là phỏng đoán kém không nhiều. Nguyên bản, hắn ý tưởng là lợi dụng Long Tiêu Phong sát thân thể, đem Long Tĩnh Nghiên trong cơ thể sát khí đưa tới bên ngoài cơ thể, lấy mình làm môi giới, tiến hành hấp thu. Dẫu sao Long Tiêu mặc dù vậy có phong sát thân thể, nhưng lấy hắn tu vi, căn bản không cách nào chịu đựng Long Tĩnh Nghiên trong cơ thể khổng lồ kia sát khí, bất quá, có thể đem sát khí đưa tới, cũng đủ rồi. Nhưng, làm như vậy, nguy hiểm quá lớn, dẫu sao thân thể con người kinh mạch, quá phức tạp, lấy mình làm môi giới, một cái không khống chế tốt mà nói, sát khí, liền sẽ ở bên trong cơ thể của bọn họ bùng nổ. Diệp Thần dựa vào nghịch thiên sinh mệnh lực, ngược lại là không có quan hệ gì, có thể Long Tĩnh Nghiên và Long Tiêu, chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ à. Cũng may, cái này trong cổ tịch, nhưng là ghi lại một loại vô cùng là ổn thỏa rõ ràng sát phương pháp. Mặc dù, đồng dạng là dựa vào Long Tiêu lấy phong sát thân thể dẫn dắt, nhưng, cũng không phải lấy Diệp Thần là môi giới. Mà là thông qua một nơi tên là rõ ràng sát suối đặc thù linh tuyền tiến hành. Dựa theo cổ tịch nơi ghi lại, lợi dụng rõ ràng sát suối, thành tựu môi giới tiêu rõ ràng sát khí, tuyệt sẽ không đối với Long Tiêu cùng Long Tĩnh Nghiên tạo thành tổn thương, đồng thời, đây cũng là để cho Long Tiêu khôi phục tu võ thiên phú phương pháp. Lúc này, Thiên Huy Thành nơi trung tâm, một tòa đất đai cực kỳ rộng lớn, cực kỳ xa hoa phủ đệ tọa lạc ở này. Nơi này, chính là Thiên Huy Thành đệ nhất gia tộc, Ngô gia chỗ chỗ. Mà một tên chàng thanh niên, chánh thần sắc âm trầm ngồi ở trong phòng, chính là Ngô Lục Nguyên. Đột nhiên, ngoài cửa bóng người chớp mắt, một người cô gái xinh đẹp, bước vào trong phòng, đối với Ngô Lục Nguyên cười nói, nhị thiếu gia, đại thiếu gia bên kia, thiếp đã liên lạc với. Ngô Lục Nguyên tròng mắt sáng lên nói, đại ca bên kia, nói thế nào? Cô gái cười nói, đại thiếu gia nói, lại qua 10 ngày, hắn vừa vặn phải về nhà một chuyến, có chuyện gì, cùng hắn về nhà xử lý chính là. Ngô Lục Nguyên nghe vậy, cười ha ha một tiếng,
trong mắt lóe lên vô cùng là sảng khoái thần sắc, mặt mũi dữ tợn nói được, thằng nhóc kia hiện tại tựa hồ còn ở trong Long gia. Ha ha, hy vọng hắn có thể ngây ngô được lâu một chút à, nếu là trước thời hạn chạy trốn, bổn công tử nhưng mà sẽ rất không vui. Vậy cô gái xinh đẹp nói, công tử yên tâm, thiếp vậy thì đi an bài tai mắt, bất luận người nọ đi nơi nào, chúng ta cũng có thể nắm giữ hắn hành tung. Ngô Lục Nguyên gật đầu nói, đi đi, nhớ không muốn bứt dây động rừng, Long Tiêu phế vật kia, ngược lại là không coi vào đâu, có thể trực giác nói cho ta, ngoài ra cái thằng nhóc đó, có chút cổ quái. Sẽ để cho bọn họ an tâm vượt qua sau cùng 10 ngày đi. Ngô Lục Nguyên trong mắt, lóe lên ngọn lửa báo cừu, nụ cười, bộc phát âm hàn đứng lên, hắn đại ca Ngô Phi, nhưng mà thiên thi dạy đệ tử chân truyền à. Ngô gia có thể trở thành bây giờ đồ vật khổng lồ, Ngô Phi công không thể không. Gần đây, Ngô Phi lại là thức tỉnh hiếm hoi thượng cổ thần thể, tu vi bạo tăng, thực lực tiến bộ, một ngày ngàn dặm. Thằng nhóc kia, coi như lại cổ quái, gặp Ngô Phi, cũng chỉ có chết một khả năng này. Ha ha! Dĩ nhiên, ngày đó Long Tiêu cùng Diệp Thần, ở trước mặt mọi người, đánh hắn Ngô Lục Nguyên mặt, hắn tự nhiên sẽ không để cho bọn họ, dễ dàng chết đi. Ngô Lục Nguyên thân hình động một cái, đi vào một gian hầm giam bên trong, trong địa lao một cái bàn gỗ bên trên, để tất cả loại các dạng bị máu tươi nhuộm đỏ dụng cụ tra tấn, toàn bộ hầm giam cũng tản ra máu tanh nồng nặc, mùi hôi thối. Mà tại hầm giam trên vách tường, khóa một người nam tử trên mình vết thương chồng chất, trong mắt, tràn đầy tuyệt vọng cùng vẻ hoảng sợ. Tên nam tử này tử, bất ngờ chính là Diệp Thần ở trong tửu lầu giao nói qua tên kia áo bảo lam thanh niên. Ngô Lục Nguyên một hồi lựa chọn tỉ mỉ sau đó, cầm lên một cái kềm, trên mặt, lộ ra một cái vặn vẹo nụ cười. Hành hạ người, vẫn là hắn lớn nhất hứng thú. Một tòa khắp nơi xanh ngát núi rừng bên trên, đột nhiên thoáng qua hai đạo độn quang, rơi vào trong đó. Ánh sáng thu liếm, hiện ra hai đạo thân hình, chính là Diệp Thần cùng Long Tiêu. Cô đông nổi bọt tiếng, truyền vào hai người trong tai, ở trước người hai người cách đó không xa, ấm áp hơi nước tràn ngập, hơi nước bên trong, là một nơi thỉnh thoảng sôi trào thiên nhiên suối nước nóng. Nơi này, chính là vậy rõ ràng sát suối chỗ. Rõ ràng sát suối khoảng cách Long gia nơi tới quá gần, chắc hẳn ban đầu gia chủ Long gia ở chỗ này thành lập gia tộc, chính là vì cái này rõ ràng sát suối đi. Diệp Thần đối với Long Tiêu nói, người sở dĩ không cách nào tu hành, chủ yếu là bởi vì có phong sát thân thể võ giả, tu vi đạt tới cảnh giới nhất định sau đó, cần thu nạp nhất định sát khí dồi dào trong cơ thể. Phong sát thân thể tác dụng, không chỉ là phong sát, còn có chiếm đoạt sát khí, cường hóa tự thân năng lực. Lấy người bây giờ tu vi, còn không cách nào tự do khống chế, mà phong sát thân thể không hấp thu được sát khí, liền sẽ đem người luyện vào bên trong cơ thể thiên địa linh khí chiếm đoạt, lấy cường hóa tự thân, cái này, cũng chính là người tu vi một mực không cách nào có chút tiến triển nguyên nhân. Hắn khẽ mỉm cười nói, bất quá cứ như vậy, cũng không phải hoàn toàn không có lợi, thiên địa linh khí đối với người mặc dù không có sát khí hiệu quả tốt như vậy, nhưng trong vô hình, người thể chất, vẫn là tăng cường thật nhiều, người tu võ căn cơ, vậy sẽ vô cùng là vững chắc. Diệp Thần vung tay lên, quan tài băng rơi xuống đất, hắn từ quan tài băng bên trong, ôm lấy Long Tĩnh Nghiên, hướng về phía Long Tiêu nói. Tiếp theo, ta sẽ mang Tĩnh Nghiên, tiến vào cái này rõ ràng sát suối bên trong, người đứng ở bên suối, dựa theo ta dạy người phương pháp, kích thích phong sát thân thể, dẫn động Tĩnh Nghiên trong cơ thể cực sát chi khí là được. Nàng trong cơ thể sát khí quá nồng đậm, cho dù cái này rõ ràng sát suối, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn tiêu rõ ràng. Ở suối bên trong, quá nguy hiểm, cho dù là một chút tản mát ra sát khí, vậy đủ ngươi phong sát thân thể hấp thu. Long Tiêu trịnh trọng gật đầu một cái nói, ta hiểu ý. Diệp Thần gật đầu một cái, ôm Long Tĩnh Nghiên thân thể mềm mại, bước vào suối nước nóng. Hắn đôi tay vòng ở Long Tĩnh Nghiên eo nhỏ nhắn. Đem nàng vậy vô cùng là thướt tha ngọc thể, ngâm không có ở nóng bỏng nước suối bên trong, cùng mình thân thể, xít sao tương dán, chỉ đem nàng tú thủ, lộ ở trên mặt nước. Hắn làm như vậy, có thể không phải là vì và Long Tĩnh Nghiên uyên ương nghịch nước, Long Tĩnh Nghiên trong cơ thể cực sát chi khí, quá nồng đậm, căn bản không phải phổ thông sát khí có thể so sánh, cho dù có cái này rõ ràng sát suối, cũng không cách nào hoàn toàn đem sát khí tiêu rõ ràng,
Diệp Thần cùng Trung Tiến vào suối bên trong, chính là vì trấn áp sát khí, phòng ngừa sát khí nổ tung. Diệp Thần quay đầu hướng về phía Long Tiêu nói, bắt đầu đi. Long Tiêu gật đầu một cái, thần sắc ngưng trọng, linh lực lấy kỳ dị phương thức, tràn vào mỗi cái huyệt vị, bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, hướng về phía suối nước nóng bên trong Long Tĩnh Nghiên, xa xa một chút. Ầm một tiếng vang thật lớn, từ rõ ràng sát suối bên trong phát ra, kinh thiên sát khí, cuồng trào ra, trong chốc lát, rõ ràng sát suối nước suối, đều hóa thành đen nhánh vẻ. Nhưng vẫn có sát khí, từ nước suối bên trong sông ra. Cái này rõ ràng sát suối, lại thì không cách nào hoàn toàn đem cực sát chi khí áp chế. Long Tiêu sắc mặt biến, trong nháy mắt lại là vô cùng trắng bệch, trong tay pháp quyết, không ngừng run rẩy. Vậy cực sát chi khí, chân thực quá khủng bố, cho dù hắn có phong sát thân thể, có thể hắn hôm nay tu vi, căn bản liền từng tia cũng không cách nào điều khiển à. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống. Một đạo huyết quang từ sau lưng dâng lên, treo ở rõ ràng sát suối bầu trời, chính là Diệp Thần chuôi này sát kiếm. Hắn cũng dậy kiếm chỉ, hướng về phía sát kiếm nhất điểm, cả người linh lực hóa thành hàng dài, dưới vào sát kiếm bên trong, nháy mắt tức thì, sát kiếm bên trên, màu máu phủ văn ánh sáng lớn thả, đem vậy cuồng bạo cực sát chi khí, chấn áp xuống. Đây là, Long Tiêu mới là thần sắc buông lỏng một chút, ngay sau đó, mặt như vẻ mừng rỡ như điên. Mặc dù, phần lớn sát khí, đều bị Diệp Thần chấn ép vào rõ ràng sát suối bên trong, nhưng, vẫn là có từng tia tản mát ra. Cái này từng tia cực sát chi khí, bị Long Tiêu phong sát thân thể hấp dẫn, bướm bay dập lửa vậy, tràn vào Long Tiêu trong cơ thể, trong nháy mắt, Long Tiêu liền cảm giác, mình tu vi, thể chất, lại đều là ở mơ hồ tăng cường. Hiệu quả, Thái Minh lộ vẻ. Mấy giờ sau đó, rõ ràng sát suối nước suối. Đã đen thui như mực, sình sệt vô cùng, Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, đối với Long Tiêu nói. Long Tiêu, hôm nay tới đây thôi đi, cái này rõ ràng sát suối đã đạt đến trạng thái bão hòa, cần phải mấy ngày thời gian, đem cực sát chi khí hóa giải, đến lúc đó chúng ta lại tiến hành rõ ràng sát. Người đi về trước, ta đem cái này rõ ràng sát suối xử lý một chút. Long Tĩnh Nghiên trong cơ thể sát khí quá mạnh mẽ, không phải một lần. Là có thể toàn bộ hóa giải, Diệp Thần phỏng đoán phải đem sát khí tiêu giảm đến có thể để cho Long Tĩnh Nghiên tỉnh lại trình độ, đại khái, cần 10 ngày đến 1 tháng thời gian. Long Tiêu gật đầu một cái, vừa thu lại pháp quyết, hắn lúc này vô cùng hưng phấn, ngắn ngủi này mấy giờ tu luyện, so hắn trước kia bế quan 1 tháng, hiệu quả còn muốn tốt à. Hắn trong mắt, bùng nổ một đạo tinh quang, đã từng là Thiên Huy Thành đệ nhất thiên tài, muốn trở về. Hơn nữa. Là lấy hơn nữa nghịch thiên tư thái trở về. Mà hết thảy các thứ này, mặc dù có thể thực hiện đều là bởi vì Diệp Thần. Diệp Thần dễ dàng như vậy liền thay đổi Long Tiêu vận mệnh. Long Tiêu nhìn trong nước nam tử, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính, hắn từ thiên tài lâm vào là phế vật lúc đó, vô số lần, hướng trời, hướng chư thần cầu xin, để cho bản thân có thay đổi. Nhưng mà đâu? Vô luận hắn như thế nào thành khẩn cầu nguyện, thực tế. Nhưng vẫn tàn khốc, hết thảy, liền thành không thay đổi. Vốn là, hắn cơ hồ đã tuyệt vọng, cho đến Diệp Thần xuất hiện. Đối với Long Tiêu mà nói, Diệp Thần, chính là trời, Diệp Thần chính là thần. Hắn không tin trời, tin Diệp Thần. Cùng Long Tiêu rời đi sau đó, rõ ràng sát suối chỉ còn lại Diệp Thần và Long Tĩnh Nghiên hai người. Long Tĩnh Nghiên trong mắt đóng chặt, sát khí vờn quanh. Ngược lại có chút tiếc nuối. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, từ trong nước dự định đem Long Tĩnh Nghiên ôm ra. Đột nhiên, rõ ràng sát suối một đoàn cuồng phách chi khí phun trào. Toàn bộ rõ ràng sát dị thường cuồng bạo. Giống như một viên lựu đạn định giờ vậy. Mà Diệp Thần thân thể vậy ngưng động tác. Hắn biết, mình một khi có động tác, cái này rõ ràng sát suối tất nhiên sẽ nổ tung. Đến lúc đó mình có lẽ có thể may mắn sống sót. Nhưng là Long Tĩnh Nghiên đâu? Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chắc hẳn cái này rõ ràng sát suối lâu dài không người đụng chạm, mà hai người bọn họ tiến vào, phá hư nơi này thăng bằng. Lần kế có lẽ liền ổn định. Nhưng mấu chốt hắn phải có tư cách sống sót à? Diệp Thần hô hấp nặng nề, hắn quanh thân linh lực ngưng tụ, muốn tạo thành một đạo bình phong che chở, bọc hai người.
thân thể hai người càng phát ra dán chặt. Thậm chí Diệp Thần có thể cảm nhận được trước người dâng trào và mềm mại. Cái này quy mô quá kinh người. Và Tôn Di đều không xính hơn để cho. Diệp Thần ngưng tụ tâm thần, không nghĩ nhiều nữa. Đột nhiên, rõ ràng sát suối bên trong nước khuấy động. Uyển như mây gió phun trào. Từng đạo nước suối sông lên trời. Xé kéo. Kinh khủng hơn lúc đó, Diệp Thần và Long Tĩnh Nhiên quần áo hoàn toàn không chịu nổi áp lực này. Lại đôi đôi biến dạng. Hai người hoàn toàn thẳng thắn gặp nhau. Không có một vật. Diệp Thần thậm chí có thể cảm giác được hai người dán chặt cảm giác, cả người huyết mạch đều phải thiêu đốt. Hắn cuối cùng là một người đàn ông à. Như vậy chĩa vào, làm sao ăn tiêu? Ừ, quỷ dị hơn phải, hôn mê Long Tĩnh Nhiên lại kỳ tích vậy phát ra một giọng nói. Gò má đỏ ửng, như mềm mại hoa tươi vậy. Vậy sóng lớn mãnh liệt đôi vật lại là ở trong nước không ngừng kích thích Diệp Thần tâm thần. Ước chừng một nén nhang thời gian. Rõ ràng sát suối mới trở về bình tĩnh. Diệp Thần một mặt lúng túng, chợt lao ra mặt nước, lần nữa cầm ra một bộ y phục mặc tốt. Đồng thời đem trong ngực Long Tĩnh Nhiên vậy gói xong, bỏ vào ngọc quan bên trong. Diệp Thần chậm rãi thở ra một hơi, như vậy vóc người nóng bỏng, thật là tuyệt vật à. Như Long Tĩnh Nhiên là hắn người phụ nữ, hắn có lẽ sẽ không khống chế được. Nhưng hai người không có bất luận quan hệ gì. Diệp Thần liền sẽ coi giữ đạo tâm. 10 ngày sau, Diệp Thần lúc này, đang Long Gia Dinh bên trong tu luyện, cái này 10 ngày tới, hắn cùng Long Tiêu tổng cộng đi 3 lần rõ ràng sát suối. Hiệu quả, ngược lại để cho Diệp Thần khá là hài lòng. Đột nhiên bây giờ, Diệp Thần thần sắc động một cái, hướng một cái hướng khác nhìn, khóe miệng, nâng lên một chút nụ cười thản nhiên. Rốt cuộc, tới sao? Ngay tại lúc này, một đạo tuyệt mạnh chấn động tùng hơi thở, từ trên trời hạ xuống, bao phủ toàn bộ Long Gia, vô số Long Gia võ giả, người làm, đều ở đây hơi thở này bên trong, không cách nào khống chế run rẩy. Gia chủ Long Gia sắc mặt cuồng biến, cái này, hơi thở này ưng. Hắn khắc không cho chậm mang một đám cung phụng, trưởng lão, đi tới tiền viện, chỉ gặp giữa không trung bên trong, đứng thẳng hai đạo thân ảnh, lơ lửng hai đạo thân ảnh. Một người mặt mũi anh tuấn, khí chất yêu nhã, chính là hôm nay Thiên Huy Thành đệ nhất thiên tài, Ngô gia nhị công tử Ngô Lục Nguyên. Mà một người khác, chính là một người vóc người cao gầy, xương gò má vượt trội, sắc mặt thảm trắng, cả người âm khí bốn phía áo bào đen nam tử. Long gia mọi người, thấy cái này người đàn ông áo bào đen ngay tức thì, đều là cả người run lên, tâm đảm tất cả hàn. Người này, không phải nhiều năm trước. Liền đi một cùng tông môn thiên thi dạy tu hành Ngô gia đại công tử Ngô Phi sao? Hắn, tại sao trở lại? Hơn nữa, còn một bộ khí thế hung hăng hình dáng, đến Long gia tới. Mấu chốt nhất là, Ngô Phi tu vi. Ngô Phi, bất ngờ đã là một người hỗn độn cảnh tầng 8 thiên tồn tại à? Hơn nữa, mắt màu bên trong, kim mang lóng lánh, hiển nhiên là một người cổ thần thể thiên tài. Mọi người thần hồn đều phải bị hù được tiêu tán. Long Dược dè dặt nhìn một cái Ngô Phi, thần sắc vô cùng cung kính thi lễ nói, hai vị Ngô công tử, lần này tới Long gia, là có chuyện gì không? Ngô Phi không nói gì, chỉ là nhàn nhạt quét hắn một mắt, mà một bên Ngô Lục Nguyên, chính là cười lạnh một tiếng nói, Long gia chủ, thật là lớn uy phong à. Long Dược sững sốt một chút, uy phong. Mình thái độ, đều đã muốn hèn mọn đến bụi bậm trong. Ở đâu ra uy phong? Hắn ngượng ngùng nói, Ngô nhị công tử, tại hạ có chút không để ý tới rõ ràng suy nghĩ của ngài. Ngô Lục Nguyên sắc mặt run lên nói, lão già kia, thấy đại ca ta, người còn dám đứng nói chuyện. Không phải uy phong, là cái gì? Mọi người nghe vậy, đều là sắc mặt biến đổi. Cái này Ngô Lục Nguyên, bá đạo như vậy. Đứng nói chuyện, coi như uy phong. Nói cách khác, bọn họ vốn nên là quỳ. Cái này, cũng quá khi dễ người. Long gia mặc dù ở thứ nhất thần quốc không coi vào đâu thế lực lớn, có thể Long Dược cũng tốt ngạt là một người gia chủ à. Long Dược cả người toát ra mồ hôi lạnh, sau một hồi trầm mặc, hai đầu gối mềm nhũn, lại là thật cứ như vậy, quỳ xuống ở Ngô gia hai người trước mặt. Không quỳ, có thể làm gì? Chỉ có thể chết mà thôi. Còn như tôn nghiêm, ha ha. Chết được có tôn nghiêm.
thì không phải là đã chết rồi sao? Ngô Phi đây là, mới âm xâm xâm mở miệng nói, kêu Long Tiêu cùng hắn mang về tên kia tiểu tử, cút ra đây. Long Dược nghe vậy sững sốt một chút, ngay sau đó, sắc mặt vô cùng vẻ oán độc. Ngô Phi cùng Ngô Lục Nguyên, lại là Long Tiêu cùng Diệp Thần trêu chọc. Bọn họ hại được từ mình nhi tử đạo tâm tan vỡ 3.000 năm còn chưa đủ, còn phải cho Long gia mang đến này cùng đại địch. Nếu không phải bọn họ, mình vậy không cần như vậy ở trước mặt mọi người quỳ xuống. Hắn hiện tại hận không được Ngô Phi đem Diệp Thần cùng Long Tiêu trực tiếp bằm thây vạn đoạn. Long Dược vừa quay đầu, hướng về phía sau lưng chợt quát lên, Long Tiêu, mang người cái đó, quý khách, cho Ngô công tử cút ra đây. Ngay tại lúc này, hai bóng người chớp mắt, xuất hiện ở tiền viện bên trong, chính là Long Tiêu cùng Diệp Thần. Long Dược chỉ một cái hai người, lấy lòng tựa như đối với Ngô Phi tươi cười nói, Ngô công tử, cái này hai người trêu chọc ngài, tại hạ là một mực không biết hà, như là biết nói, sớm đã đem bọn họ, đặt tới Ngô phủ, tới cửa tạ tội. Làm sao có thể làm phiền ngài tôn giá đích thân tới đâu? Ngài tùy ý xử trí bọn họ chính là, ta Long gia tuyệt đối giơ hai tay tán thành. Không bằng nói, tại hạ vậy đã sớm muốn cho cái này hai người chết đi. Hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm Long Tiêu cùng Diệp Thần, cuối cùng những lời này, ngược lại là hắn lời trong lòng. Lúc này, Diệp Thần cùng Long Tiêu, bị Ngô Phi để mắt tới, Long Dược trong lòng, ngược lại vô cùng là mừng rỡ, sảng khoái. Cái đó gọi Diệp Thần tiểu tử, chính là lại nghịch thiên, cũng không khả năng, là Ngô Phi đối thủ chứ. Hắn nhi tử biến thành như vậy, Long Dược ngoài miệng không nói, trong lòng, đã đem Diệp Thần cực hận. Hiện tại, con trai hắn thù, có thể báo. Ngô Phi mặt không thay đổi mắt nhìn xuống Diệp Thần hai người, lạnh lùng nói, người hai người, thấy ta vì sao không quỳ. Hắn, nhưng mà thiên thi dạy đệ tử chân truyền, ở thiên huy thành cái này cùng thành nhỏ bên trong, chính là thượng đế giống vậy tồn tại à, huống chi, hiện tại, hắn còn thức tỉnh cổ thần thể. Cho dù là tông môn bên trong trưởng bối, cường giả, đối với hắn đều phải lễ nhượng ba phần. Vì vậy, nguyên bản liền cực kỳ tự phụ Ngô Phi, hắn kiêu ngạo, lại là cao tăng đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Một tên phế vật, và một cái nước khác chảm ách cảnh con kiến hôi, thấy mình lại không quỳ. Không quỳ, ở Ngô Phi xem ra, chính là đối với hắn thân phận làm nhục. Diệp Thần thần sắc nhàn nhạt, mà Long Tiêu chính là phốc thử một tiếng, trực tiếp bật cười lên. Long Tiêu đầy mắt vẻ trào phúng nhìn Ngô Phi. Hỗn độn cảnh tầng 8 thiên. Cổ thần thể thiên tài. Từ kiến thức Diệp Thần vậy thực lực kinh khủng sau đó, Long Tiêu đã sớm đối với mạnh mẽ, có toàn nhận thức mới. Cái này Ngô Phi, mạnh sao? Có thể mạnh nhất đi, nhưng ở Diệp Thần trước mặt, liền làm một con chó tư cách cũng không có. Ngô Phi trong mắt hàn mang chớp mắt, cả người sát ý bùng nổ, lửa giận sôi trào, hơi thở cáu kỉnh, hắn ngưng mắt nhìn Long Tiêu, uy nghiêm nói, ngươi. Đang cười cái gì? Mà Long Tiêu lúc này, nhưng là mặt đầy rửng rưng, đối với Ngô Phi bắn tới ánh mắt, không nhường chút nào, nghiền ngẫm cười một tiếng nói, cười cái gì? Ha ha, ta đang cười, để cho Diệp công tử quỳ. Ngươi xứng sao? Cùng lúc đó, thứ nhất thần quốc lối vào. Hai đạo thân ảnh lóe lên ra. Chính là Kỳ Tư Thanh và Khúc Tuyết Dũng. Khúc Tuyết Dũng nhắm mắt lại, hơi cảm thụ, không khỏi nói, quả nhiên. Thứ nhất thần quốc mới là thần quốc chỗ căn nguyên. Tốt cảm giác quen thuộc. Ban đầu luân hồi đứng đầu đem thần quốc một phần là bảy, có lẽ chính là muốn coi giữ sau cùng thiên đường đi. Thứ bảy thần quốc và thứ nhất thần quốc bất luận nguyệt hoàn dị tượng vẫn là linh khí trình độ đậm đà, chênh lệch cũng quá lớn. Cái khăn che mặt xuống Kỳ Tư Thanh nhưng là khác thường yên lặng. Nàng ánh mắt nhìn về phía một phương hướng, cực kỳ phức tạp lại thâm tình. Nơi đó là Diệp gia. Đã từng luân hồi đứng đầu ở địa phương đó. Nơi đó, người kia từng vén lên đời trước tay mình, bóp vỡ một phiến tinh thần, hóa là tinh vũ. Lãng mạn nhớ lại, mặc dù đời này Kỳ Tư Thanh không có trải qua, nhưng lại khắc cốt minh tim. Nàng vẫn là có chút không để ý tới rõ ràng, đời trước Diệp thần tại sao phải làm như vậy. Bố trí. Cục này sau lưng rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật kinh thiên. Lão tổ, ta nói chuyện ngươi nghe sao? Khúc Tuyết Dũng lặp lại. Kỳ Tư Thanh rồi mới từ trong ký ức tỉnh lại.
Nàng buồn bã Sở Thất lắc đầu một cái, đem nhớ lại áp chế, sau đó nói, nghe. Đúng rồi, ta để cho ngươi vận dụng Khúc Gia tra sự việc, như thế nào? Khúc Tuyết Dũng cầm ra một cái ngọc giản, đem nó thận trọng đưa cho Kỳ Tư Thanh nói, ngươi để cho ta điều tra Hạ Nhược Tuyết, ngược lại là có mấy phần đầu mối. Hạ Nhược Tuyết rời đi Thần Cực Tông sau đó, đi mấy chỗ cấm địa, cũng giết mấy vị cường giả, nhưng ngay tại nửa tháng trước, hoàn toàn mất đi tung tích. Tựa như biến mất ở thứ bảy thần quốc. Dù là ta vận dụng Khúc Gia hết thảy tài nguyên, đều không cách nào xác định người này tung tích. Lão Tổ, người nói, cái này Hạ Nhược Tuyết biết hay không bỏ mình. Dẫu sao Nguyệt Hoàn dị tượng xuất hiện, thứ bảy thần quốc cường giả ngang dọc, còn có thượng cổ cường giả tỉnh lại. Nàng một cái cô gái lẫn vào cấm địa sau đó, sợ rằng an nguy không cách nào tự vệ à. Huống chi nàng thực lực. Kỳ Tư Thanh lắc đầu một cái, mở miệng nói, Hạ Nhược Tuyết không thể nào xảy ra chuyện, ngược lại là kỳ quái, nàng và khối kia Hạ Linh Thu luân hồi tinh thạch cực kỳ hòa hợp, chỉ cần khối kia luân hồi tinh thạch không ném, tất nhiên có thể coi giữ Hạ Nhược Tuyết. Hơn nữa, ta mơ hồ cảm giác, không phải Hạ Nhược Tuyết chủ động rời đi Thần Cực Tông, mà là khối kia luân hồi tinh thạch điều khiển. Phải biết luân hồi tinh thạch cũng không phải là giống vậy đá, nó có linh tính, thậm chí có thể ẩn dục tinh linh. Khối kia luân hồi tinh thạch tinh linh sợ rằng tuổi tác so chúng ta còn lớn hơn. Hạ Nhược Tuyết tính cách, bản hẳn sẽ không rời đi Thần Cực Tông mới đúng, đột nhiên rời đi, khẳng định tinh linh nói cho Hạ Nhược Tuyết cái gì. Ta có cái dự cảm, nàng sẽ đến thứ nhất thần quốc. Đúng rồi, để cho ngươi đi Thần Cực Tông làm một chuyện khác, như thế nào? Kỳ Tư Thanh lại nói. Khúc Tuyết Dũng lập tức nghĩ tới cái gì, vội vàng nói, lão tổ yên tâm. Ta đã phái người thông báo cho Diệp Lăng Thiên, vậy nói cho hắn tiến vào phương pháp, hắn hẳn rất mau sẽ đi tìm Diệp Thần. Kỳ Tư Thanh gật đầu một cái này Diệp Lăng Thiên gia tộc mấy đời bảo vệ Diệp Thần, đời này cái thúng sẽ nặng hơn à. Bất quá, ta đoán, ban đầu luân hồi đứng đầu vậy dữ liệu được, ta mơ hồ cảm giác, Diệp Lăng Thiên sẽ là gia tộc bọn họ mạnh nhất một vị tồn tại. Hiện tại, Diệp Thần trên người có quá nhiều biến số. Đây là đời trước không cách nào có, đây cũng là chúng ta ưu thế. Có lẽ, khi chúng ta xuất hiện ở những người đó trước mặt thời điểm, bọn họ mới có thể kịp phản ứng. Đi thôi, hiện tại đi luân hồi cốc. Khúc Tuyết Dũng nghe được luân hồi cốc, thần sắc đại biến, con người có giúp một cái, lão tổ, biết hay không quá gấp, luân hồi cốc nhưng mà thứ nhất thần quốc cấm địa một trong à. Hơn nữa đã bị thứ nhất thần quốc mấy vị thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả phong ấn. Chúng ta hiện tại đi, không tốt lắm đâu. Kỳ Tư Thanh hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu không đi, chính ta đi là được. Từ nay về sau, không muốn kêu nữa ta lão tổ hai chữ. Ta cảm thấy có ngươi cái này loại hậu nhân, là ta sỉ nhục. Nói xong, Kỳ Tư Thanh liền hướng thứ nhất thần quốc phía bắc đi. Khúc Tuyết Dũng mặt già đỏ lên, do dự mấy giây, vội vàng đi theo lên, lão tổ, đợi ta một chút. Ta đi còn không được sao? Ta Khúc Tuyết Dũng liền phản bội Thiên Đạo Cung cũng không sợ, lại há sẽ sợ như bánh xe hồi cốc. Cùng lúc đó, thứ bảy thần quốc và cửu thiên thần Long Điện tiếp xúc chi địa. Nơi này cực kỳ ẩn núp, một mảnh hỗn độn chi khí lượn lờ. Hơi thở cuồng bạo, để cho người không dám đến gần. Không chỉ như vậy, nơi này còn có một nơi giống như bóng tối vũng bùn. Vũng bùn bên trong. Chỉ có chết khí. Còn có rất nhiều hài cốt. Mà vũng bùn trước, đứng một cái gương mặt trắng nõn thiếu nữ. Thiếu nữ da quang trắng như tuyết, mi mục như họa, lại là một cái người đẹp tuyệt sắc. Chỉ bất quá cổ quái phải, thiếu nữ lại cõng một khối đá to lớn. Đá tô điểm nhàn nhạt ánh sao. Có chút không tầm thường, lại có chút đặc thù. Như vậy phối hợp, có chút lôi thôi lếch thếch. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện cô gái này chính là Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết nhìn hắc ám vậy vũng bùn, tựa như tự nhủ tinh linh, thật muốn từ nơi này đi qua. Ta cảm giác không quá hay. Lời nói vừa dứt Hạ Nhược Tuyết sau lưng luân hồi tinh thạch lại truyền ra một đạo thanh âm non nớt. Tuyết tỷ tỷ, tin tưởng ta, người hiện tại muốn đi vào chỗ đó có chút phiền toái. Cửu Thiên Thần Long Điện thuộc về thần quốc nhất cấm kỵ địa phương. Người bình thường không cách nào bước vào. Nơi này là đi thông còn lại 6 đại thần nước và cửu thiên thần Long Điện đặc biệt nhất đường.
ngươi không phải long mạch, tự nhiên không thể dựa theo bình thường thủ đoạn tiến vào, cái này vũng bùn tên là huyết thi đàm, chờ lát nữa ta sẽ lấy luân hồi ánh sáng bảo vệ ngươi, ngươi liền có thể bình yên vô sự đi thông. Một khắc sau, luân hồi tinh thạch lại xông ra từng đạo sáng chói ánh sao. Ánh sao bọc lại Hạ Nhược Tuyết, để cho Hạ Nhược Tuyết tựa như tinh thần tiên nữ vậy. Mà huyết thi đàm lại buộc vòng quanh một đạo tinh quang chi cầu. Hạ Nhược Tuyết bước lên ánh sao chi cầu, ngay tức thì đi tới vũng bùn đối diện. Ánh sao rút đi, một cái màu đen, không có bất kỳ quang xuyên qua vết nứt không gian xuất hiện. Tuyết tỷ tỷ, từ nơi này cái hở đi xuyên qua, liền đến Cửu Thiên Thần Long Điện rồi. Luân hồi tinh thạch nói. Hạ Nhược Tuyết trong mắt thoáng qua vẻ kiên định, một bước bước vào cái đó vết nứt không gian bên trong. Trong phút chốc, huyết thi đàm đông, hóa là một phiến khô nứt đất bùn. Chung quanh cỏ cây lại là cực độ khô héo. Mà Hạ Nhược Tuyết thân thể vậy hoàn toàn biến mất ở cái này một phiến thiên địa. Không biết qua bao lâu, Hạ Nhược Tuyết mở mắt ra, bên tai lại truyền tới từng cơn long ngâm. Nàng đã đạt tới trong truyền thuyết Cửu Thiên Thần Long Điện. Tinh linh, bước kế tiếp nên đi như thế nào? Hạ Nhược Tuyết hỏi. Luân hồi tinh thạch hơi một chuyển, lại từ Hạ Nhược Tuyết sau lưng rơi vào Hạ Nhược Tuyết dưới chân. Tuyết tỷ tỷ, ngươi lên tới, ta mang ngươi đi, ta tốc độ có thể so với rồng thần mau hơn rồi. Được. Hạ Nhược Tuyết gật đầu một cái, lồi lõm thích thú thân thể rơi vào luân hồi tinh thạch bên trên. Trong phút chốc, luân hồi tinh thạch phóng lên cao, cấp tốc hướng một cái phương hướng bay đi. Uyển như lôi điện, thậm chí vượt qua xa trên bầu trời một đầu hơi thở kinh khủng rồng thần. Vô số rồng thần ý đổ đuổi kịp vậy đạo quang, nhưng phát hiện căn bản không có tư cách. Cùng lúc đó, Cửu Thiên Thần Long Điện vực sâu bên trong, một đầu không ngừng gặm ăn ma long, khí tức cường đại huyết long đột nhiên mở mắt ra, hơi kinh ngạc, nó ngẩng đầu lên, nhìn về phía vậy tràn đầy vô số cấm chế vực sâu cuối. Nơi đó có trời xanh. Nơi đó có bay lượn Cửu Thiên Long. Ừ, như tuyết cô nương làm sao tới nơi này. Hai tiếng sau đó, luân hồi tinh thạch ở một phiến đổ sộ trên hồ không ngừng lại. Quỷ dị chính là, nước hồ lại là đỏ tươi vẻ. Từng tia giết hại hơi thở phun trào. Hạ Nhược Tuyết đứng ở luân hồi tinh thạch bên trên, thần sắc ngưng trọng, mở miệng nói, tinh linh, người xác định liền ở phía dưới. Luân hồi tinh thạch truyền tới thanh âm non nớt, liền ở phía dưới. Chỉ bất quá để cho ta bất ngờ phải, những thứ này hung sát khí quá nồng đậm, hiện tại lấy ngươi thực lực muốn đi vào rất mệt khó khăn. Thậm chí có thể bị thương. Hạ Nhược Tuyết nhìn chằm chằm mảnh máu này hồ do dự hồi lâu, vẫn là nói, ta chỉ có như thế một lần cơ hội, đi xuống xem. Luân hồi tinh thạch do dự mấy giây ngay tức thì vọt xuống. Hơn nữa nhàn nhạt ánh sao bao trùm ở Hạ Nhược Tuyết chừng. Tựa hồ đang bảo vệ trước Hạ Nhược Tuyết. Ngay tại một người một đá muốn xông vào trong đó lúc đó, dị biến nổi lên. Toàn bộ đồ sộ hồ xuất hiện một cái màu máu vòng xoáy. Vòng xoáy càng ngày càng lớn. Một giây kế tiếp, lại lao ra một đầu hắc long. Hắc long cao ngàn trượng, trong mắt dữ tợn, cả thân vảy rồng bên trên treo nhọn trông. Xúc mục kinh tim. Nhất là vậy hắc long hơi thở. Chí ít nửa bước thiên thần cảnh. Cảnh giới như vậy, Hạ Nhược Tuyết dù là có luân hồi tinh thạch bảo vệ, cũng không có phản kháng tư cách à. À, máu này vẫn hồ lại tới một cái nhân tộc. Vậy dữ tợn hắc long ngưng mắt nhìn luân hồi tinh thạch lên Hạ Nhược Tuyết, lộ ra một đạo nụ cười tàn nhẫn. Cửu Thiên Thần Long Điện, lấy long vi tôn. Còn như loài người võ giả, có rất lớn một phần chia sẽ trở thành làm cho này chút rồng thần con mồi. Dẫu sao võ giả đan điền linh lực và máu thịt đối với rồng thần mà nói cũng là lớn bổ. Không tốt, máu này vẫn hồ lại bị đầu này hắc long chiếm đoạt. Nhược Tuyết tỷ tỷ, đi mau. Một khắc sau, luân hồi tinh thạch bộc phát ra một hồi sáng chói ánh sáng rực rỡ. Một đạo hư không lại bị cưỡng ép biến dạng. Ngay tại luân hồi tinh thạch phải dẫn Hạ Nhược Tuyết rời đi lúc đó, một cái to lớn long trưởng trực tiếp hạ xuống. Một cổ vô hình uy áp phun trào. Vậy tê liệt hư không lại cưỡng ép bị tắt. Không chỉ như vậy, cuồng bạo đợt khí chạm được Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp thoáng qua một chút kiên quyết, huyết mạch bùng nổ. Tay cầm một chút ánh sao,
chém xuống một kiếm. Vậy đợt khí lại bị chia làm hai. À, lực lượng thật là bá đạo, xem ra người này tộc huyết mạch không tệ. Một giây kế tiếp, dư tợn hắc long lại khạc ra một đoàn màu xám cho ngọn lửa. Ngọn lửa mang cường đại cấm chế lực, hóa là vô số bay mũi tên, rậm rạp chẳng chịt bắn về phía Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết trên mặt viết đầy nghiêm túc, không có sợ hãi, tay cầm kiếm lạnh lẽo, một kiếm xông ra, dường như muốn bổ ra cái này một phiến đồ sộ hồ. Nhưng mà, hai người cảnh giới chênh lệch thái minh lộ vẻ. Bay mũi tên cố nhiên chặt đứt một phần chia, nhưng như cũng có một phần chia xuyên thấu Hạ Nhược Tuyết tay. Trong nháy mắt, quần áo trắng nhuộm thành liền màu đỏ như máu. Xúc mục kinh tim. Nàng vậy thân thể mềm mại cũng là chậm rãi hạ xuống. Trực tiếp nện ở máu hồ bên trên. Ngàn trượng sóng biển dâng lên. Khí thế kinh người. Dữ tợn hắc long vậy không muốn lãng phí thời gian, dương ra miệng to, lại rất miễn cưỡng hướng Hạ Nhược Tuyết đi. Hắn muốn liền người cùng với nước hồ một miệng nuốt vào. Hạ Nhược Tuyết nằm ở trên mặt hồ, dưới người lơ lửng luân hồi tinh thạch. Mới vừa rồi tung tích ngay tức thì luân hồi tinh thạch thay Hạ Nhược Tuyết cản trở phần lớn tổn thương. Nhưng là dưới mắt, nên làm cái gì? Hạ Nhược Tuyết khạc ra một búng máu, môi đỏ mỏng càng phát ra tươi đẹp. Nàng trong con ngươi không có bất kỳ sợ hãi. Nàng nắm kiếm, trong đầu nhớ lại một bóng người. Người đàn ông kia, cho nàng dũng khí. Nếu như Diệp Thần gặp phải màn này, hắn sẽ buông tha sao? Khẳng định sẽ không. Một giây kế tiếp, Hạ Nhược Tuyết đứng lên, nhàn nhạt ánh sao bao trùm quanh thân, tay cầm trường kiếm, tròng mắt nhắm lại. Đem tất cả lực lượng phóng thích. Một đạo kinh thiên kiếm ý phóng lên cao. Cố nhiên mạnh mẽ, nhưng Hạ Nhược Tuyết trong lòng rất rõ ràng, lực lượng này căn bản không đủ à. Nhưng là nàng cho dù chết, cũng phải chết tại chống cự bên trong. Đây là thuộc về Diệp Thần tín niệm. Nàng thành tựu Diệp Thần người phụ nữ. Tuyệt đối không thể chết được tại sợ hãi và buông tha bên trong. Buồn cười, đom đóm ánh sáng cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Dữ tợn hắc long cười, lạnh người răng nanh từng bước một đến gần, cực mạnh long ý để cho chu vi 5 km hồ đều chấn động. Nhưng mà, ở nó sắp chạm được Hạ Nhược Tuyết thời điểm, vậy nhìn như miểu nhỏ kinh thiên kiếm ý bỗng nhiên phóng đại. Mấu chốt còn kèm theo một đạo chấn thiên long ngâm. Làm sao có thể? Một cái như này con kiến hôi lại bạo phát ra vượt qua thiên thần cảnh lực lượng. Một khắc sau, dư tợn hắc long cảm giác một đạo quang trên người thoáng qua. Sau đó, nó trơ mắt nhìn mình thân thể đang dần dần phân tán. Cuối cùng tất nhiên là một phiến xương máu. Ở hóa là xương máu trước, nó mắt rồng không ngừng co rúc lại. Bởi vì nó thấy được một đầu kinh thế tồn tại. Đó là một đầu huyết long hư ảnh. Vạn trượng huyết long hư ảnh. Một cái ánh mắt, liền để cho nó cảm thấy miểu nhỏ. Nó, phảng phất là cửu thiên thần long điện thần. Một giây, hai giây, ba giây. Hạ Nhược Tuyết kinh ngạc phát hiện mình thân thể không có bị biến dạng, nàng lại còn sống. Nàng khó tin mở mắt ra, nhưng là gặp được dữ tợn hắc long vậy đôi ánh mắt sợ hãi. Tựa như đang sợ cái gì. Hắc long ngay tức thì hóa là một phiến xương máu. Hạ Nhược Tuyết óc một phiến chỗ trống, nàng đối với mình lực lượng rất rõ ràng, một kiếm này, căn bản không có thể có thứ hiệu quả này. Hết thảy phát sinh trước mắt phải nên làm như thế nào giải thích? Tuyết tỷ tỷ, xem ngươi phía sau. Luân hồi tinh thạch tinh linh thanh âm truyền tới. Hạ Nhược Tuyết ngẩn ra, cứng ngắc thân thể chuyển động, cuối cùng, nàng nhìn thấy một bức cuộc đời này khó quên hình ảnh. Một đầu vạn trượng huyết long hư ảnh đứng ngạo nghễ, thân thể xuyên qua máu hồ cùng với thương khung. Uy phong lẫm lẫm hơi thở, để cho người nhìn mà sợ. Vảy rồng huyết khí, liền trực kích nàng thần hồn. Mà những cái kia thương khung bay động vô số rồng thần lại từng cái đáp xuống, đầu lâu nhỏ thấp, lại thật giống như đang làm nào đó loại thần phục nghi thức. Hạ Nhược Tuyết che miệng, đối với huyết long này cảm thấy một chút quen thuộc. Tựa như giống như đã từng quen biết. Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, thanh âm run rẩy nói, ngươi là Diệp Thần trong cơ thể đầu kia huyết long hư ảnh. Vạn trượng huyết long thân thể chậm rãi nằm xuống, đầu rồng từ từ đến gần Hạ Nhược Tuyết. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền tới, như tuyết cô nương,
ta tới trễ. Có ta ở đây, thế gian không người dám động ngươi. Nhưng mà lời nói còn không có rơi xuống, máu hổ bên trên, hư không biến dạng, một đạo tức giận long ngâm truyền ra. Tựa như huyết long hành vi chọc giận cái gì. Đối phương hơi thở cường đại như cũ. Huyết long thân thể một chuyển, bảo vệ Hạ Nhược Tuyết, rồi sau đó ngưng mắt nhìn chỗ kia hư không, mở miệng nói, người như biến dạng hư không, đúng là long trời lở đất. Suy nghĩ kỹ càng. Uy hiếp trắng trợn. Đây cũng là huyết long sức lực. Mà vậy tê liệt hư không dừng lại mấy giây, vẫn là đóng cửa. Hết thảy gió êm sóng lặng. Thời khắc này Hạ Nhược Tuyết như cũ óc một phiến chỗ trống, nàng đưa tay ra, không thiết thực sờ một cái huyết long hư ảnh. Hư ảnh tản ra, vạn trượng thân thể cô đọng, lại cuối cùng hội tụ thành một phiến vảy rồng. Long lanh trong suốt vảy rồng dưới, truyền ra một giọng nói, như tuyết cô nương, ta bây giờ bị khốn vực sâu, còn không cách nào phá vỡ vực sâu cấm chế lao ra, nhưng cái này vảy rồng mới có thể bảo vệ được ngươi, ngươi lại yên tâm. Hạ Nhược Tuyết nắm chặt vảy rồng, lộ ra một đạo nụ cười. Cái này phiến vảy rồng cho nàng an lòng, như Diệp Thần cho nàng vậy. Tinh linh, chúng ta đi đáy hồ đi. Hạ Nhược Tuyết nói. Luân hồi tinh thạch gật đầu một cái, ngay tức thì mang Hạ Nhược Tuyết đáp xuống. Rất nhanh, bóng người biến mất, mặt hồ bình tĩnh, tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Cùng lúc đó, thứ nhất thần quốc, Long Gia. Toàn bộ Long Gia, cũng bởi vì là một cái đã từng phế vật một câu nói tựa như ngay tức thì lâm vào dưới mấy trăm độ trời đông giá rét vậy, nhiều người linh hồn người, đều phải làm đống kết. Long Tiêu nói cái gì? Long Gia tất cả mọi người là mặt đầy vẻ kinh hãi nhìn Long Tiêu, hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Từ mất đi tu võ thiên phú tới nay, một mực vâng vâng dạ dạ, giống như một người làm giống vậy Long Tiêu, lúc này, lại đối với một cái hô hấp là có thể làm cho cả Long Gia bị tiêu diệt Ngô Phi, diễu cợt. Vẫn là trần truồng diễu cợt Ngô Phi không xứng. Cái này, là muốn chết à? Không thấy được bọn họ, tất cả đều quỳ sao. Gia chủ Long Gia trên mặt thần sắc, rất nhanh từ kinh hãi biến thành sợ hãi. Long Tiêu mình tìm chỗ chết không sao cả, có thể vạn nhất chọc giận Ngô Phi, cầm toàn bộ Long Gia, cũng dính líu vào liền đâu. Nghĩ đến Ngô Phi vậy để cho người ra đầu tê dại bối cảnh cùng với nghịch thiên thực lực, Long Dược không nhịn được đánh dùng mình, thân thể vậy bắt đầu như nhũn ra. Hơn nữa, theo hắn biết, thiên thi dạy, vô cùng là sở trường luyện thi. Long Gia mọi người, cũng không là thượng hạng vật liệu sao. Long Dược sắc mặt một phiến trắng bệch. Bị sợ được đều phải lâm vào hôn mê, lập tức hướng về phía Long Tiêu hét lớn, Long Tiêu. Ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi rốt cuộc bị cái họ Diệp kia tiểu tử, đổ cái gì mê hồn canh, sao dám như vậy xúc phạm Ngô Công Tử? Nhanh chóng cho Ngô Công Tử, quỳ xuống nói xin lỗi. Một đám Long Gia cung phụng, võ giả cũng là rất sợ bị Long Tiêu liên lụy, rối rít sắc mặt dữ tợn hướng về phía Long Tiêu quát lên, thứ không biết chết sống, quỳ xuống. Một tên phế vật, cũng dám xúc phạm Ngô Công Tử. Vội vàng xin lỗi. Cho Ngô Công Tử quỳ xuống thế nào? Các ngươi có thể cho Ngô Công Tử quỳ xuống, là vinh hạnh. Mà lúc này, một đạo vô cùng là âm lãnh hơi thở, ngay tức thì bùng nổ, nguyên bản vẫn còn ở hò hét Long Gia mọi người, đều là cả người run lên, há miệng run rẩy ngậm miệng lại. Ngô Phi cặp mắt đã bị tia máu phủ đầy. Lửa giận tựa hồ phải đem đúng phiến thiên địa cũng thiêu hủy hầu như không còn. Hắn, cổ thần thể thiên tài, thiên thi dạy đệ tử chân truyền Ngô Phi, lại để cho một cái bị người tùy ý xoa nặn, đê tiện cực kỳ phế vật vũ nhục. Người nói, bổn công tử, không xứng. Hắn sắc mặt xanh mét, giống như ác quỷ vậy chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, gần như gầm thét vậy cười lạnh nói, ha ha, người thật giống như rất tín nhiệm bên người ngươi thằng nhóc kia thực lực à. Hắn ánh mắt bỗng nhiên âm ngoan xuống nói, Long Tiêu. Bổn công tử hiện tại sẽ để cho ngươi xem, ta rốt cuộc không xứng với phối. Một bên Ngô Lục Nguyên cũng là sắc mặt tàn nhẫn mở miệng nói, đại ca, lưu bọn họ một hơi thở, ta bảo đảm, rất nhanh liền sẽ để cho bọn họ hai cái quỳ xuống ngươi trước mặt, là hôm nay ngu xuẩn, dập đầu nói xin lỗi. Một khắc sau, cuồn cuộn trắng xám âm khí, giống như lũ lụt vậy, cuốn sạch thiên địa. Ngô Phi quanh thân bụi đất quang cuồng tránh, từng đạo quỷ ảnh, ở âm khí bên trong hiện lên.
Long gia tất cả mọi người là kinh ngạc lại kinh ngạc. Cả người máu, cũng làm đông, sợ hãi đến khó mà hình dạng. Vậy khí xám bên trong, lại là xuất hiện hơn ngàn đạo hình dáng khác nhau, khủng bố xấu xí cương thi, hài cốt à. Từng cơn thi thúi, ùn ùn kéo đến, cho dù lấy bọn họ tu vi, văn lần trước tơ, đều là sắc mặt tím bầm, cơ hồ muốn ngất đi. Có thể bọn họ, lúc này lại ngay cả chạy trốn vọt đều quên, hoặc là nói, bọn họ rung động đến liền ở Ngô Phi trước mặt động một cái, cũng không làm được. Tại sao có thể như vậy? Cái này hơn ngàn con cương thi, mỗi một đầu, tu vi đều không ở hỗn độn cảnh dưới à. Thiên thi dậy, tuy nói sở trường luyện thi, có thể từ chưa có nghe nói qua, thiên thi dậy võ giả, có thể thao túng như thế nhiều cương thi à. Đỉnh nhiều, 5-3-6 đầu, nên đến cực hạn mới đúng à. Nếu như mỗi một thiên thi dậy võ giả, cũng có thể thao túng hơn ngàn con luyện thi mà nói, kinh khủng như vậy tông môn. Lại thế nào lại là người bình thường có thể trêu chọc thế lực? Bỗng nhiên, Long gia mọi người đều lộ ra vẻ bừng tỉnh. Bởi vì, bọn họ thấy được Ngô Phi cặp mắt. Cặp mắt kia bên trong, kim mang bạo tránh. Chắc hẳn, Ngô Phi có thể thao túng nhiều như vậy cương thi, là bởi vì là hắn có thượng cổ thân thể uy năng đi. Thiên thi dáng thế, suy nghĩ một chút, sẽ để cho người cả người khí lạnh toát ra à. Thấy cái này cực kỳ sợ hãi một màn, cho dù là Long Tiêu, cũng không cách nào giữ bình tĩnh, tròng mắt khẽ run. Ngô Phi đem Long Tiêu diễn cảm thu hết vào mắt, khóe miệng hiện lên một chút nụ cười khinh thường nói, Long Tiêu, ngươi thế nào? Không phải mới vừa còn rất phách lối nói bổn công tử không xứng sao? Làm sao, bây giờ bị bổn công tử khống thi thân thể, sợ choáng váng? Hắn mặt đầy vẻ ngạo nghễ cười lạnh nói, hiện tại, ngươi còn dám cầm mới vừa rồi đối với bổn công tử nói, lặp lại lần nữa sao? Khống thi thân thể, nguyên bản ở trên cao cổ thần thể chung, cũng không tính là cường đại dường nào pháp thể, chủ yếu nhất uy năng, chính là thao túng thi thể. Nhưng, đối với Ngô Phi mà nói, khống thi thân thể, có thể nói là thích hợp nhất hắn pháp thể, bởi vì, khống thi thân thể, cùng thiên thi dạy công pháp, vô cùng là phù hợp. Cái này, cũng không hoàn toàn đúng trùng hợp, dẫu sao, ban đầu thiên thi dạy vừa ý Ngô Phi, chính là bởi vì hắn ở khống thi bên trên, thiên phú tuyệt cao. Bỏ mặc nói thế nào, thức tỉnh khống thi thân thể sau đó, Ngô Phi thực lực, có thể nói là ngồi tên lửa vậy điên cuồng tăng vọt, hắn hiện tại thậm chí có lòng tin cùng tông môn một ít trưởng lão đánh một trận. Long Tiêu há miệng một cái, có thể trong chốc lát, lại là không nói ra lời. Mặc dù, Long Tiêu đối với Diệp Thần vô cùng là thờ phượng, nhưng, hắn dẫu sao trải qua vẫn là quá ít, lúc nào gặp qua tình cảnh như vậy. Trong chốc lát bị chấn nhiếp, vậy đúng là bình thường. Ngô Phi sắc mặt, hơn nữa đắc ý, hắn xoay chuyển ánh mắt, hướng Diệp Thần nhìn. Thằng nhóc này, ban đầu hiện thân lúc đó, liền một bộ lạnh nhạt hình dáng, để cho hắn nhìn, vô cùng khó chịu, hiện tại, thấy được mình nắm trong tay thiên thi thực lực kinh khủng sau đó. Hẳn đã hù được gần như sụi lơ, hoàn toàn không chứa được chứ. Nhưng mà làm Ngô Phi, ánh mắt phong tỏa Diệp Thần lúc đó, nhưng là mặt mũi cứng đờ. Trong mắt, thoáng qua vẻ khó tin. Cái này chảm ách cảnh thanh niên, lúc này, lại vẫn là một bộ mây thưa gió nhẹ thần sắc. Tựa như, hoàn toàn không có chú ý tới mình triệu hoán ra kinh khủng này thi hài đại quân vậy. Ngô Phi cặp mắt, cơ hồ đều muốn phun ra lửa, chặt chẽ cắn răng. Hận không được, cầm Diệp Thần nuốt sống vậy. Thằng nhóc này, tại sao còn không sợ, còn không cầu tha thứ? Tại sao, còn là một bộ hoàn toàn không đem mình coi vào đâu mặt mũi? Diệp Thần thái độ, giống như là nhọn kim vậy, đâm đau Ngô Phi tự ái, hắn nguyên bản cũng đã thần kinh căng thẳng, hoàn toàn gãy lìa, đôi mắt hóa là một phiến đỏ tươi, bị cuồng bạo sát ý nơi tràn ngập. Hắn trong miệng phát ra không thuộc về mình gào thét. Một bộ cơ hồ muốn nhập ma hình dáng. Vậy hơn ngàn thi hài, tựa như cảm nhận được chủ nhân tức giận vậy, đôi mắt bên trong, huyết quang bạo tránh, phát ra chấn thiên thê lương gầm to, trong chốc lát, âm phong nổi lên bốn phía, quỷ hống không ngừng, toàn bộ thiên huy thành, tràn ngập bộ dạng sợ hãi hơi thở, giống như hóa thành mãnh quỷ hoành hành địa ngục chi cũng vậy. Liền liền một bên Ngô Lục Nguyên, thấy một màn này, đều là thần sắc khẽ biến, khuôn mặt bên trên. Hiện lên vẻ sợ hãi vẻ. Hắn rất hiểu đại ca của mình tính cách,
Mặc dù, trong ngày thường Ngô Phi luôn là một bộ lạnh như băng hình dáng, nhưng, trên thực tế Ngô Phi bản tính, so mình hơn nữa tàn bạo à. Một khi Ngô Phi thật nổi giận, bại lộ bản tính, vậy, có thể thì không phải là hành hạ một hai người, có thể giải quyết. Ngô Lục Nguyên nuốt nước miếng một cái, không làm được, Ngô Phi sẽ đem toàn bộ Thiên Huy Thành đổ sát sạch sẽ, mới có thể khôi phục lý trí. Lúc này, vậy hơn ngàn con cả người mọc đầy như kim thép giống vậy lục mao, da xanh đen, răng nanh lộ ra khẩu ngoại, hai mắt đỏ như máu cương thi, đều là toàn thân âm khí lượn quanh, hướng Diệp Thần, gào thét đi. Thấy một màn này, cho dù là Long Tiêu, đều là không nhịn được kinh hãi hô lớn, Diệp công tử chú ý. Mà gia chủ Long gia Long Dược, mặc dù vậy vô cùng là sợ hãi, nhưng là không nhịn được lộ ra một chút đại thù được báo sảng khoái. Hắn lộ ra một cái vặn vẹo nụ cười, vô cùng mong đợi thấy Diệp Thần bị nhiều người thi phân thực máu thịt một màn, môi run rẩy lẩm bẩm nói. Chết đi, nhanh chóng chết đi, đây chính là ngươi để cho nhi tử ta đạo tâm hỏng mất báo ứng. Vậy hơn ngàn con cương thi, giống như diệt ngày chi quân vậy, ngay trước mắt, liền đi tới Diệp Thần trước người. Ngay tại lúc này, Diệp Thần trên mặt, rốt cuộc có một chút biến hóa. Không phải ngưng trọng. Không phải kinh hoàng, mà là một chút vô cùng là nụ cười thản nhiên. Liền tựa như, thấy một đám con kiến, đang hướng mình bỏ tới, muốn ăn mình vậy. Cái này hơn ngàn cương thi sức chiến đấu, cho dù lấy thứ nhất thần quốc võ đạo trình độ tới xem, cũng không coi là yếu đi, không chỉ có toàn bộ thực lực đều ở đây hỗn độn cảnh trung kỳ bên trên, hơn nữa, còn có ba đầu hỗn độn cảnh hậu kỳ thi vương tồn tại. Mà có thể khống chế cái này hơn ngàn cương thi tác chiến Ngô Phi, mặc dù không cách nào và thứ nhất thần quốc thiên tài chân chính như nhau, nhưng, cũng đã là tinh anh bên trong tinh anh. Đáng tiếc, hắn gặp phải, là Diệp Thần. Một cái, không thể theo lẽ thường để cân nhắc người đàn ông. Một đạo hơi thở, đột nhiên từ Diệp Thần trong cơ thể bộc phát ra, nguyên bản ở Thiên Huy Thành gào thét âm phong, ở hơi thở này hiện lên ngay tức thì, chính là không có dấu hiệu nào lắng xuống. Thiên Huy Thành bên trong, những cái kia đang vì khủng bố âm khí mà đôi mắt rung động, cả người run rẩy tất cả mọi người là sững sốt một chút, trên mặt, hiện lên không rõ cho nên vẻ. Vậy cơ hồ phải đem xương tủy của bọn họ cũng đông âm khí, làm sao, đột nhiên bây giờ, liền biến mất. Mà Long ra bên trong, thời gian, vậy phảng phất có chốc lát ngừng. Như ngừng lại hơn ngàn cương thi, nhào tới Diệp Thần trước mặt một khắc. Bành! Một giây kế tiếp, một đạo tiếng nổ, phá vỡ cái này ngừng, thời gian, bắt đầu lại lưu động. Vậy tiếng nổ tiếng, là cái gì? Trong mắt của mọi người, lau một cái màu máu lững lờ. Tiếp theo, Long gia mọi người, Ngô Lục Nguyên, thậm chí là giận dữ bên trong Ngô Phi, đều là không nhịn được, mở to cặp mắt. Nổ! Nhất từ đến gần Diệp Thần vậy chỉ, toàn thân lông trắng, cả người tựa như không có chút nào lượng nước. Da thịt khô đét cương thi, cứ như vậy nổ tung. Đọng lại ở trong người, vô cùng tanh hôi màu đỏ đậm máu, hóa thành một đóa máu bắn tung tách thả ra, cái này nhìn hung ác vô cùng cương thi, ở trước mắt mọi người, hóa thành một hồi xương máu tiêu tán. Thậm chí, liền máu kia xương mù, đều không cách nào dính đến Diệp Thần vạt áo. Ngô Phi cả người giật mình một cái, trên sống lưng, khí lạnh cuồng mạo, ngay tức thì liền từ giận dữ bên trong. Khôi phục trấn định. Hắn khó tin, thậm chí là kinh hoàng thất thố nhìn một màn trước mắt này. Không có ai, so hắn càng rõ hắn nơi thao túng cương thi kinh khủng à. Vậy, nhưng mà một đầu lông trắng huyết thi, phẩm cấp, mặc dù ở hắn nắm trong tay thiên thi đại quân bên trong, chỉ coi như trung đẳng, nhưng, lông trắng huyết thi, cường đại nhất, chính là hắn giống như thần thép vậy cứng rắn thân thể liền à. Liền Ngô Phi mình một kích toàn lực. Cũng không có lòng tin đem cái này lông trắng huyết thi, đánh cho thành xương máu, hiện tại, lại bị Diệp Thần, chỉ dựa vào hơi thở, liền trực tiếp làm vỡ nát. Cái này, căn bản không thể nào chứ. Đừng nói Diệp Thần là một người chạm ách cảnh võ giả, coi như là giống vậy hỗn độn cảnh cường giả, đều không cách nào làm được mới đúng a. Thằng nhóc này, rốt cuộc là lai lịch gì à? Ngô Phi đã sớm đem cái gì tự ái, kiêu ngạo, ném ra sau ót. Trên mặt, chỉ có kinh hãi cùng điên cuồng. Nhưng mà, vậy lông trắng huyết thi nổ, chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Bành!
Lại là một tiếng nổ vang, lại một cái toàn thân xanh đen cương thi biến thành xương máu. Một tiếng này nổ vang, giống như là ngã xuống một khối domi khắc thẻ xương vậy, toàn bộ bầy cương thi, ngay tức thì, giống như là ăn tết thả dây pháo vậy, nổ vang không ngừng. Bành 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 bành. Một cái hô hấp thời gian, hơn ngàn con cực kỳ kinh khủng, có thể không tốn sức chút nào tàn sát hết toàn bộ thiên huy thành cương thi, cứ như vậy, đang nổ trong tiếng, biến thành từng cơn nồng nặc xương máu, theo gió mà tán. Liền liền vậy ba đầu hỗn độn cảnh hậu kỳ thi vương, cũng không có ngoại lệ. Mọi người, thần sắc một phiến đờ đẫn, trong chốc lát, cũng không có phản ứng kịp, chuyện gì xảy ra. Phốc thông một tiếng, Ngô Lục Nguyên cả người run rẩy. Sắc mặt thật là so với kia chút đã tan thành mây khói cương thi còn khó hơn xem, bị giật mình quá độ hắn, liền linh lực cũng không cách nào khống chế, từ không trung trực tiếp té rơi xuống đất. Cái này ném một cái, tựa hồ mới rốt cục tỉnh lại mọi người chung quanh. Cái này không thể nào, hết thảy các thứ này, cũng là ảo giác. Ngô Phi kinh hoàng cực kỳ quát to một tiếng, đạo tâm xu hướng tại tan vỡ, hắn ngoài miệng mặc dù nói là ảo giác. Có thể mình nhưng là không chút do dự vừa quay người, toàn lực vận chuyển linh lực, thân hình hóa là một đạo u ảnh, hướng chân trời bão táp đi. Trong thoáng qua, chỉ dựa vào hơi thở, liền trong nháy mắt giết ngàn đầu luyện thi, cái này, đơn giản là thần ma vậy thủ đoạn à, cho dù lấy thứ nhất thần quốc võ đạo, cũng không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh khủng à. Ngô Phi, nào còn có một tia một hào chống cự ý. Hắn chỉ muốn, cách Diệp Thần viễn xa. Đời này, cũng lại cũng không muốn gặp được Diệp Thần. Ngô Lục Nguyên ánh mắt run lên, vô cùng tuyệt vọng, thê lương kêu khóc nói, đại ca. Cứu ta à, không muốn bỏ rơi ta à. Có thể gần đây đối với Ngô Lục Nguyên khá là yêu thích Ngô Phi, nhưng là tựa như điếc vậy, toàn lực chạy trốn trước. Diệp Thần khinh thường liếc Ngô Phi một mắt, đưa tay hướng hắn hình bóng, hơi hư cầm. Nguyên bản, vẫn còn ở cực nhanh cuồng sông Ngô Phi. Nhưng là chợt thân hình đông lại một cái, quanh thân không gian, tựa như ngay tức thì bị cầm giữ vậy, không cách nào nhúc nhích chút nào. Diệp Thần tiện tay một chiêu, Ngô Phi thân hình, thuận tiện lấy so chạy trốn lúc đó, nhanh hơn gấp mấy lần tốc độ, đổ bay mà quay về, ầm một tiếng, đập vào Diệp Thần trước người. Cái này đập một cái, sẽ để cho cái này hỗn độn cảnh tầng 8 thiên cổ thần thể thiên tài, cả người là máu, thoi thóp. Diệp Thần mắt nhìn xuống trên đất Ngô Phi, nhàn nhạt mở miệng nói, người hiện tại, còn cảm giác được mình xứng sao? Ừ, phối. Mọi người nghe vậy sững sốt một chút, lúc này mới nhớ tới, Ngô Phi, mới vừa rồi còn muốn cho Diệp Thần quỳ xuống. Bọn họ tâm thần run lên, chỉ là suy nghĩ một chút, để cho Diệp Thần như vậy thần ma vậy tồn tại quỳ xuống, những người này, thì phải kinh sợ được thần hồn phiêu tán. Bọn họ. Hiện tại hoàn toàn hiểu Long Tiêu tại sao sẽ đối với Diệp Thần, như vậy tin tưởng, sùng kính liền à. Bọn họ hiện tại chỉ hận, mình biết, quá muộn. Nghĩ đến trước đối với Diệp Thần những cái kia giễu cợt, Long ra tất cả mọi người cơ hồ muốn trực tiếp ngất đi. Mà Ngô Phi, chính là hoàn toàn xu hướng tại điên cuồng, hắn cặp mắt bên trong, doanh mãn liền sợ hãi, điên cuồng lắc đầu nói, ta không xứng, ta không xứng, ta một chút cũng không xứng. Cầu ngài tha thứ à? Nhìn Ngô Phi cái này hèn mọn hình dáng, Diệp Thần liền cành sẽ hắn hứng thú cũng không có, mặt không cảm giác sử dụng một chuôi sát kiếm, trùng trùng rơi xuống, sát kiếm sát ý phun trào, trực tiếp đem trên đất Ngô Phi hóa là một phiến xương máu. Trải qua thanh đế một tiền chiến, hắn có thể không cách nào ung dung đối kháng hỗn độn cảnh tầng 8 thiên. Nhưng là đánh một trận sau đó, hắn đối với hết thảy lĩnh ngộ đều là vượt mức quy định. Không chỉ như vậy, Ngô Phi và giống vậy hỗn độn cảnh tầng 8 thiên cũng không thể như nhau. Khống thi chẳng qua là đường ngang ngõ tắt mà thôi. Võ đạo cường giả, đến từ mình. Mình mới là cường đại nhất vũ khí. Sau đó, hắn nhìn về phía Ngô Lục Nguyên, chậm rãi hướng hắn đi tới. Mỗi đi một bước, Diệp Thần thần sắc, liền âm trầm một phần. Hắn từ Ngô Lục Nguyên trên mình, cảm nhận được vậy áo bào lam thanh niên hơi thở. Diệp Thần mặc dù cùng vậy áo bào lam thanh niên, không quen không biết, nhưng, người này gặp phải Ngô Lục Nguyên độc thủ, nói cho cùng, là bởi vì là giải đáp sự nghi ngờ của mình, coi như là trợ giúp mình. Diệp Thần, nhất không cách nào nhịn được, chính là trợ giúp người mình,
bởi vì vì mình mà gặp phải giết hại. Mà gần đây lấy hành hạ người làm thú vui Ngô Lục Nguyên, lúc này, rốt cuộc cảm nhận được những cái kia người bị hại cảm thụ. Diệp Thần sau lưng, phảng phất có núi thây biển máu đang trôi lơ lửng, nhìn như, giống như là trên cái thế giới này, kinh khủng nhất hành hình người vậy. Đừng tới đây, đừng tới đây à. Ngô Lục Nguyên run rẩy về phía sau di chuyển thân thể, cả người, đều cơ hồ phải bị sợ hãi căng bể. Diệp Thần trên mặt tàn khốc chớp mắt, hung hăng một cước, giẫm ở Ngô Lục Nguyên trên mình, ầm một tiếng vang thật lớn, Ngô Lục Nguyên cả người xương cốt, hoàn toàn nghiền, giống như một bãi thịt vụn vậy, sụi lơ ở vũng máu bên trong. Diệp Thần lạnh giọng nói, vậy áo bào lam nam tử, người cầm hắn thế nào? Ngô Lục Nguyên ói ra máu, nghe vậy, nhưng là trong mắt run run, tránh né Diệp Thần ánh mắt. Nói, Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, cự lực xông ra, ngay tức thì đem Ngô Lục Nguyên đan điền, toàn bộ khuấy bể. Ngô Lục Nguyên lúc này mới một bên hộc máu, vừa lên tiếng nói chết. Chết, Diệp công tử, ta không phải cố ý, cầu ngươi cho ta một cái cơ hội, ta Ngô gia tu võ tài nguyên, đều có thể cho ngươi, mời tha ta một mạng, tha ta một mạng à. Diệp Thần trong mắt bên trong, tức giận cuồn cuộn, hắn cười lạnh nói, ngươi còn muốn còn sống. Ha ha, vậy, ta sẽ để cho ngươi còn sống tốt. Ngô Lục Nguyên nghe vậy, mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, cảm kích nói, đa tạ Diệp công tử. Ta cái này thì liên lạc phụ thân, để cho hắn cầm tu võ tài nguyên đưa tới. Long Tiêu nghe vậy, khẽ cau mày, Diệp công tử chẳng lẽ như vậy nịnh bợ. Thật vì tu võ tài nguyên, thả qua người này cặn bã. Có thể một khắc sau, Diệp Thần nhưng là vung tay lên, lấy ra một tôn đen nhánh đỉnh lớn. Cái này đỉnh lớn vừa ra, một cổ nồng nặc sát khí, chính là cuốn đi bốn phía. Ngô Lục Nguyên nhìn cái này đỉnh lớn, cùng với Diệp Thần trên mặt, nổi lên lau một cái nụ cười tàn nhẫn, trong lòng, dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Nụ cười này, hắn rất quen thuộc, mỗi lần mình muốn hành hạ người khác lúc đó, cũng sẽ lộ ra như vậy nụ cười. Ngô Lục Nguyên hướng về phía Diệp Thần, miễn cưỡng cười khan nói, Diệp. Diệp công tử, ngài đây là, muốn làm gì? Diệp Thần cân nhắc mắt nhìn xuống Ngô Lục Nguyên nói, ngươi không là muốn còn sống sao? Hắn chém rất nhiều cường giả, trong tay nhưng mà lấy được không thiếu thứ tốt. Cái này đỉnh lớn, được từ cực sát chi quốc Du Diệt Vân trong tay, tên là Phanh Người Đỉnh. Cái gì là Phanh Người Đỉnh? Danh như ý nghĩa, liền đem người thu vào trong đỉnh, sống nấu chết. Cái này nấu chết, có thể cùng giống vậy nấu không cùng, nó sẽ không giết tử tu võ giả, nhưng sẽ không ngừng đem tu võ giả mỗi một tơ máu thịt phân giải, tan rã, liền thần hồn, vậy cùng nhau trở thành gia vị, bị từ từ từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Loại đau khổ này, thật là không cách nào tưởng tượng, có kinh khủng dường nào. Cuối cùng, trong đỉnh tu võ người, sẽ lấy một loại máu loãng trạng thái còn sống sót, vĩnh viễn, ở Phanh Người Đỉnh bên trong, gặp hành hạ. Chỉ cần đi vào Phanh Người Đỉnh bên trong, ba cái hô hấp sau này, người bất kỳ, sợ rằng cũng chỉ có một ý tưởng, đó chính là để cho bọn họ chết. Đáng tiếc, tiến vào trong đỉnh liền chết cơ hội, đều bị hoàn toàn tước đoạt. Ngô Lục Nguyên, điều không phải muốn còn sống sao? Vậy, sẽ để cho hắn còn sống đi, sống được càng lâu, càng tốt. Diệp Thần chợt một chụp nắp đỉnh, nặng nề nắp đỉnh bay đi, một đạo huyết quang đem Ngô Lục Nguyên hấp thu vào trong đỉnh, từng cơn hơi thở nóng bỏng, từ trong đỉnh tản mát ra, cơ hồ là ngắn ngủn một cái hô hấp, bên trong đỉnh liền truyền ra Ngô Lục Nguyên kêu thảm thiết. Cái thứ hai hô hấp lúc đó, Ngô Lục Nguyên liền bắt đầu khẩn cầu Diệp Thần, giết mình. Diệp Thần trên mặt cực kỳ lãnh đạm, chỉ là đem vậy Phanh Người Đỉnh, lần nữa thu hồi. Lấy gậy ông đập lưng ông. Sau đó, hắn hướng Long gia mọi người nhìn thấy. Những người đó, thấy được Ngô Lục Nguyên kết quả sau đó, chỉ cảm thấy óc đều phải động lại, rối rít run rẩy quỳ xuống, hướng về phía Diệp Thần, không ngừng dập đầu, thỉnh cầu hắn tha thứ. Đặc biệt, là Long Dược. Cơ hồ muốn đem mình đầu, cũng dập đầu tồi tệ. Diệp Thần nhàn nhạt nói, bắt đầu từ hôm nay, Long Tiêu chính là gia chủ Long gia, người bất kỳ, dám đối với có chút nào bất kính. Kết quả các ngươi rõ ràng. Hắn biết, cùng Long Tĩnh Nghiên khôi phục sau đó, mình và Long Tĩnh Nghiên sẽ phải rời khỏi. Long Tiêu mặc dù khôi phục tu võ thiên phú,
nhưng muốn đuổi kịp Long Dược các người, còn cần một ít thời gian, Diệp Thần dứt khoát trực tiếp ra tay, giúp hắn thu phục Long gia. Mọi người nào dám chút nào không vâng lời. Liền sống sót, đều là vạn hạnh à. Ở Long Dược dẫn đầu hạ, bọn họ từng cái quỳ xuống đất, leo đến Long Tiêu trước người, cầu xin, gia chủ, trước kia chúng ta có mắt không tròng, mạo phạm ngài, xin ngài trách phạt. Bọn họ biết, hiện tại mạng mình, đã nắm ở Long Tiêu trong tay. Long Tiêu nghe vậy, nhàn nhạt nói, chuyện trước kia, ta không nhắc chuyện cũ, bất quá, đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Hắn ánh mắt chớp động, mặc dù là dựa vào Diệp Thần đoạt lại Long gia, nhưng lấy Long Tiêu kiêu ngạo, chỉ sẽ hơn nữa cố gắng tu hành, dựa vào mình thực lực, chấn phục chúng người. Mọi người vui mừng, rối rít kêu, ưng. Diệp Thần thấy vậy, nhưng là mỉm cười nói, Long Tiêu, chúng ta cũng nên đi rõ ràng sát suối. Long Tiêu mặt hiện sắc mặt vui mừng nói, ưng, Diệp công tử. Mỗi lần ở rõ ràng sát suối, cùng Diệp Thần tiến hành rõ ràng sát, hắn đều có thu hoạch không nhỏ. Hai người thân hình động một cái, từ Long gia biến mất, mà Long gia mọi người, nhưng vẫn quỳ xuống đất, không dám ngẩng đầu. 10 ngày sau đó, rõ ràng sát suối bên trong sát khí lăn lộn, một thanh trường kiếm treo ở suối lên, huyết quang lớn thả, đem thông thiên sát khí, toàn bộ trấn áp, mà một người mặt mũi thanh tú thiếu niên, đứng trước tại bên suối, toàn bộ tinh thần chăm chú dẫn động nồng nặc kia vô cùng sát khí. Mà ở suối nước nóng dưới hơi nước, thì có một nam một nữ, toàn thân ngâm không có ở nước suối bên trong. Đột nhiên bây giờ, Diệp Thần thần sắc động một cái, trong mắt mơ hồ thoáng qua vẻ vui mừng, hắn vung tay lên, liền đem sát kiếm thu hồi, suối bờ nước thiếu niên, lúc này dừng lại, lại nữa dẫn động Long Tĩnh Nghiên trong cơ thể sát khí. Long Tiêu có chút nghi ngờ nhìn lướt qua rõ ràng sát suối, khoảng cách sát khí bão hòa hẳn còn có một chút chênh lệch, Diệp Thần, làm sao dừng lại? Chẳng lẽ nói, nghĩ tới đây, Long Tiêu giống vậy ánh mắt sáng lên. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần trong ngực tên kia cô gái tuyệt đẹp, xinh đẹp tuyệt trần hơi cao lại, chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Nàng có chút nghi ngờ nhìn chung quanh xem, tựa hồ còn không có rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm nam tử, ở bên tai của nàng vang lên. Ngươi tỉnh. Đây là, Long Tĩnh Nghiên mới đột nhiên phát hiện, mình. Mình thật giống như, bị một người đàn ông ôm, hơn nữa, vẫn là ở suối nước nóng bên trong, da thịt dính nhau như vậy. Hình ảnh này, quá mập mờ. Nếu không phải hiện tại trên người mình, còn mặc quần áo mà nói, Long Tĩnh Nghiên, sợ rằng tại chỗ thì phải mất lý trí. Bất quá, dù vậy, nàng cũng là mặt đầy đỏ ửng, quanh thân sát ý cuồn cuộn. Bên suối Long Tiêu cảm nhận được vậy tuyệt mạnh sát ý, không khỏi được sắc mặt liền trắng. Về phía sau liền lùi lại mấy bước, hơi sững sờ, cái này. Là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần nhưng là cười nhạt, Long Tĩnh Nghiên vẫn là cùng làm lúc mới gặp mặt như nhau, hơi một tí, liền muốn ghét người dáng vẻ. Hắn cô gái trong ngực, chợt xoay người, cả người linh lực sao động, rõ ràng sát suối ở giữa nước suối, cũng làm kích động, mà trong tay của nàng, còn nắm một thanh trường kiếm. Có thể làm nàng thấy rõ ràng trước mắt chàng trai mặt mũi sau đó, mặt đẹp bên trên, nhưng là hiện lên lau một cái vẻ ngạc nhiên, có chút không dám tin tưởng mở miệng nói, Diệp Thần. Vậy sát ý kinh thiên, cũng ở đây ngay tức thì tiêu tán, thiên địa phục thuộc về bình tĩnh, hai người đứng ở suối nước nóng bên trong, đối mắt nhìn nhau, hơi nước lững lờ, bầu không khí, trong chốc lát có chút cờ bay phất phới. Diệp Thần cân nhắc nhìn trước mắt cô gái tuyệt đẹp nói, làm sao? Thật bất ngờ sao, vẫn là nói, thấy ta sau này, người hối hận nhanh như vậy từ trong ngực ta đi ra. Ngươi, Long Tĩnh Nghiên nghe vậy, mặt đẹp hơn nữa đỏ ửng liền một phần, xấu hổ kiều quát một tiếng, có thể đáy lòng, nhưng không khỏi dâng lên một đạo dòng nước ấm. Ngày đó, nàng vận dụng phong sát thân thể, từ Diệp Thần trong cơ thể hấp thu chính là xuất xứ từ trấn kiếm thạch, tinh thuần vô cùng cực sát chi khí, có thể không có dễ dàng như vậy hóa giải. Chắc hẳn Diệp Thần vì cứu mình, hao tốn không thiếu tâm tư chứ. Diệp Thần đột nhiên thân hình động một cái, đi tới Long Tĩnh Nghiên bên người, đối với nàng cười một tiếng nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, ngươi cũng hẳn thật tốt theo ta nói một chút, ngày đó cứu ta nguyên nhân. Long Tĩnh Nghiên vẫn còn là đỏ mặt, tới một cái nàng trong cơ thể còn có một chút lưu lại cực sát chi khí,
không thích hợp tùy ý vận dụng linh lực. Thứ hai, những ngày qua, Diệp Thần vì giúp nàng rõ ràng sát, sợ rằng đã đụng chạm mình không biết bao nhiêu lần. Huống chi, nàng phụ thân, đã sớm đã thông báo nàng. Ba người rất nhanh quay trở về Long Gia, Diệp Thần cùng Long Tĩnh Nhiên nói lên chém chết Du Diệt Vân, Du Tuyền Nhi cho biết người đời, tiến vào thứ nhất thần quốc, tìm được Long Gia, tiến hành rõ ràng sát cùng chuyện. Mà Long Tĩnh Nhiên, cũng đem mình phụ thân năm đó dặn dò, nói ra. Nguyên lai, Long Tĩnh Nhiên phụ thân năm đó phát hiện, Long Gia người, có phong sát thân thể, mặc dù có thể luyện hóa sát khí, nhưng, giống nhau, phong sát thân thể, cũng trở thành người Long Gia hạn chế. Tu vi càng mạnh mẽ, càng cần hấp thu vô cùng là tinh thuần cực sát chi khí, vì vậy, hắn rời đi Long Gia, đi tìm có tinh thuần sát khí địa phương, cuối cùng, hắn đi tới cực sát chi quốc. Long Tĩnh Nhiên phụ thân phát hiện, nếu như muốn làm một mẻ, khỏe suốt đời giải quyết phong sát thân thể vấn đề, chỉ có dùng trong thánh địa phong ấn sát kiếm, tiến hành loại sát. Loại sát, danh như ý nghĩa, liền đem trình độ cao nhất tinh thuần sát khí loại vào bên trong cơ thể, lâu ngày, để cho cái này sát loại cùng huyết mạch tương hợp, võ giả trong cơ thể, có thể tự thành sinh ra sát khí, làm một mẻ, khỏe suốt đời. Hơn nữa như vậy thứ nhất, phong sát thân thể, vậy sẽ tăng lên đến tầng thứ cao hơn. Không lúc nào cường hóa tu võ giả thể chất, cho dù cực kỳ nhỏ, quanh năm mệt mỏi tháng góp nhặt tới, mang tới chỗ tốt, là khó có thể tưởng tượng. Có thể cuối cùng, hắn thất bại, nhưng hắn trước khi chết, dặn dò Long Tĩnh Nhiên, tương lai nếu là có nam tử, có thể lấy ra sát kiếm, người kia, chính là Long Tĩnh Nhiên phải đi theo người. Thậm chí là vì người đàn ông này chết. Nói cách khác, đã sớm ở rất nhiều năm trước, Long Tĩnh Nhiên phụ thân liền xác định hết thảy. Mà lấy ra sát kiếm, ở Long Tĩnh Nhiên trong suy nghĩ, vẫn là một kiện vô cùng thần thánh chuyện, dẫu sao, phụ thân vì thế, trả giá sinh mạng, mà liền nàng vô cùng tôn kính phụ thân, cũng không có làm được chuyện, Diệp Thần, làm được. Làm Diệp Thần tay cầm sát kiếm, xuất hiện ở nàng trước mặt một khắc kia, Long Tĩnh Nhiên bên trong tim, liền mơ hồ, là chấn động. Hơn nữa, làm như vậy, không chỉ là vì chính nàng, cũng là vì toàn bộ Long Gia, cùng với con cháu đời sau, cái này đồng dạng cũng là nàng phụ thân mơ ước. Diệp Thần càng nghe, diễn cảm càng phát ra cổ quái, mà Long Tĩnh Nhiên, mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng, đã sớm cúi đầu xuống, nhìn dưới mặt đất. Long Tĩnh Nhiên vóc người, cay trình độ ở thần quốc cũng không có mấy người có thể so với, hơn nữa Long Tĩnh Nhiên đã cứu Diệp Thần. Diệp Thần như nói không có cảm giác nào, đó là giả. Bất quá. Loại chuyện này, Diệp Thần gần đây cho rằng, thuận theo tự nhiên liền tốt. Lúc này, hắn nhận lấy Long Tĩnh Nhiên đưa cho hắn một cái ngọc giản, phía trên ghi lại nàng phụ thân sáng chế loại sát phương pháp. Ba ngày sau, Diệp Thần tay cầm sát kiếm, đứng ở trong viện, mà Long Tĩnh Nhiên cùng Long Tiêu thì ngồi xếp bằng tại trước người hắn, đôi mắt khép hờ, bão nguyên thủ một. Đột nhiên, Diệp Thần trong tay sát kiếm, huyết quang bạo tránh, tinh thuần cực kỳ cực sát chi khí. Theo huyết quang xông ra, ở Diệp Thần dưới sự khống chế, hóa là hai quả đen nhánh phù văn. Cái này trên phù văn, ô mang chớp mắt, liền bắn vào Long Tĩnh Nhiên hai người ấn đường bên trong. Long Tĩnh Nhiên hai người, đều là nhướng mày một cái, trên mặt, hiện ra một chút miễn cưỡng vẻ, trong cơ thể sát khí lăn lộn, thấm vào xương tủy huyết mạch, nàng hai người đành phải điên cuồng vận chuyển phong sát thân thể, toàn lực chấn áp mới có thể phòng ngừa sát khí bùng nổ. Diệp Thần ngưng mắt nhìn hai người, để ngừa phát sinh ngoài ý muốn lúc đó, có thể ngay tức thì ra tay. Lại qua ba ngày, Long Tĩnh Nhiên cùng Long Tiêu, rốt cuộc chân mày giãn ra, hai người trước sau mở ra hai tròng mắt, trong mắt, đều là hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Loại sát, thành công. Từ nay về sau, các nàng lại cũng không cần dựa vào bên ngoài sát khí, thỏa mãn phong sát thân thể, thậm chí có thể nói, bọn hắn tu võ tư chất. Đều tăng lên một tầng thứ. Ngay tại lúc này, Diệp Thần đột nhiên thần sắc động một cái, một quả ngọc bài, xuất hiện ở trong tay hắn, chính là Tống Kim Nghĩa giao cho hắn thần minh tín vật. Lúc này, trên ngọc bài, đang lóe lên kim quang nhàn nhạt. Diệp Thần đem thần niệm, chìm vào ngọc bài bên trong, chỉ chốc lát sau, mở miệng nói, Tĩnh Nhiên, ngươi thân thể, vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, trước ở Long Gia tĩnh dưỡng, ta có chuyện phải xử lý. Được tạm thời rời đi.
Thứ nhất thần quốc thần minh bên trong, lúc này, đang có mười mấy tên thanh niên trai gái, tụ tập ở một nơi cao lớn hoa lệ trong đại điện. Trong đại điện, đặt vào một cái bàn dài, hai bên bàn dài, cộng thiết lập có 12 cái chỗ ngồi. Lần này thất đại thần quốc, chung nhau đòi ma, trừ thứ nhất thần quốc ra, cái khác 6 đại thần nước, đều là phái tới hai người tiến hành trợ giúp. Đừng xem nhẹ cái này hai người, mỗi một thần quốc phái ra hai người, một người trong đó, đều là thần quốc ở giữa người bảo vệ, dẫu sao, đi còn hai nước, có bổn quốc người bảo vệ, sẽ ung dung rất nhiều. Mấu chốt, ở chỗ một người khác. Lần này đòi ma, sự quan trọng đại, mỗi cái thần quốc, cũng không có chút nào ý khinh thị. Tới đòi ma một người khác, đều là tất cả lớn trong thần quốc, cầm xuất thủ thanh niên thiên tài tồn tại. Mà tòa đại điện này, chính là làm cho này 6 đại thần nước khách tới, chuẩn bị phòng họp. Bất quá lúc này trong đại điện rất nhiều người, thần sắc cũng không quá xinh đẹp, bởi vì, bàn dài trên 12 cái vị trí, có một vị trí, là trống không. Mà ở trống kia chỗ ngồi bên cạnh, ngồi một người khí chất đẹp lạnh lùng cô gái tuyệt đẹp, chính là Đồ Lan Tâm. Nơi đó, là thứ 7 thần quốc chỗ ngồi. Lần hội nghị này, là thứ 2 thần quốc chí cường giả nơi tổ chức, có thể Diệp Thần, nhưng là chậm chạp không có phát hiện thân, bọn họ đã ở nơi này chờ Diệp Thần, sắp nửa giờ. Tất cả quốc chi người, đặc biệt là những cái kia chí cường giả bên trong, không ít người, sắc mặt đều là một phiến âm trầm. Bọn họ thân là tất cả nước thanh niên bên trong chí cường, ở trong nước bên trong, đều là chí cao vô thượng tồn tại, lúc nào, cùng hơn người. Bất quá, quỷ dị chính là, những thứ này chí cường bên trong một số người, cùng với phần lớn người bảo vệ, nhưng là sắc mặt bình tĩnh, không có bộ dáng tức giận. Tại sao? Bởi vì, những người này là tiến vào qua thần nguyên bí cảnh. Diệp Thần ngày đó ở trong bí cảnh, chém chết Khổng Thiên, cho bọn họ lưu lại ấn tượng, quá sâu khắc. Ngồi ở thủ tọa bên trên, là một nam một nữ. Nam tướng mạo anh tuấn, màu da trắng nón, cằm hơi có vẻ nhọn thiếu, nhưng không mất anh khí, sống mũi cao rất, một đầu tóc dài màu bạc, bù xù đầu vai, mặc một kiện mặt liệu đắt tiền trường bào màu đen, cùng tóc bạch kim trắng ra, tạo thành rõ nét so sánh, tăng thêm lạnh lùng. Làm người khác chú ý nhất phải, thanh niên này con người chỗ sâu, lại có bạc mang cuồn cuộn. Người này, bất ngờ là một người thứ hai thần quốc cổ thần thể thiên tài, hơn nữa, là không có tiến vào qua thần nguyên bí cảnh cổ thần thể thiên tài. Thông thường mà nói, tiến vào thần nguyên bí cảnh võ giả, cũng sẽ không bị vị diện lực kích thích, thức tỉnh cổ thần thể, bọn họ tu võ căn cơ, hơn nữa vững chắc, theo thời gian đưa đẩy, sẽ dần dần cùng cổ thần thể thiên tài, kéo ra chênh lệch. Nhưng, sơ kỳ lúc đó, một ít tư chất vô cùng là nghịch thiên cổ thần thể thiên tài, nhưng có thể nghiền ép những cái kia bị chọn chúng tiến vào thần nguyên bí cảnh võ giả. Cái này thứ hai thần quốc nam tử, hiển nhiên, chính là như vậy tồn tại. Hắn chính là hôm nay thứ hai thần quốc thiên tài võ giả, Phong Thiếu Vũ. Phong Thiếu Vũ, cũng là tại chỗ một đám võ giả bên trong, thực lực cường đại nhất tồn tại, tu vi hỗn độn cảnh 9 tầng trời. Hơn nữa, nghe nói Phong Thiếu Vũ thức tỉnh thượng cổ thần thể, mặc dù là ở căn nguyên lực dưới sự kích thích thức tỉnh, nhưng cũng là trình độ cao nhất cường đại tồn tại, thậm chí đủ để sánh bằng chân chính cổ thần thể. Chân thực sức chiến đấu, thậm chí không cách nào lường được. Hôm nay, thứ nhất thần quốc đại biểu, tựa hồ bởi vì là đặc thù gì nhiệm vụ, mà không cùng mọi người gặp mặt. Cho nên, lần này chung nhau đòi ma, ở thứ nhất thần quốc chí cường còn chưa có xuất hiện dưới tình huống, mọi người nhất trí đề cử Phong Thiếu Vũ, thành tựu tạm thời lĩnh đội. Sở dĩ, muốn chọn ra một người lĩnh đội, là bởi vì là thần minh bên kia truyền đến tin tức, bọn họ tựa hồ phát hiện vậy thiên ma tung tích. Kế tiếp một đoạn thời gian, cái này 6 đại thần nước chí cường, hẳn thì phải chung nhau hành động, nếu là chung nhau hành động, như vậy tự nhiên, liền cần một cái lĩnh đội. Cho dù bọn họ cũng không có so kiêu ngạo, nhưng trong lòng cũng biết, đối mặt cái này từ lần trước nhân ma đại chiến bên trong, còn sống sót quỷ dị thiên ma, mỗi người là chính, một đám cát rời rạc, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Phong Thiếu Vũ ở thứ hai thần quốc, chính là ở lâu lên trước tồn tại, hắn từ nhỏ xuất thân từ một các gia tộc Phong gia, từ nhỏ liền bị làm người lãnh đạo đào tạo, cũng chính vì vậy, con em đại gia tộc, đối với quyền lực,
thường thường đều có một loại khác với thường nhân khát vọng. Cho nên, đối với lĩnh đội một chức, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thậm chí, một được tuyển làm lĩnh đội chi chức, Phong Thiếu Vũ liền lập tức tổ chức lần hội nghị này. Mà ngồi ở Phong Thiếu Vũ bên cạnh, là một người tóc đen huyết mâu, dung nhan vô cùng là tinh xảo làm người hài lòng, vóc người cao gầy, ăn mặc bộ màu trắng quần lụa mỏng cô gái. Nàng là thứ hai thần quốc người bảo vệ, tên là Vân Tử Anh. Lúc này, Vân Tử Anh mặt đẹp bên trên, khá là bình tĩnh, chỉ là có chút lo lắng nhìn về phía Phong Thiếu Vũ, nàng biết, Phong Thiếu Vũ từ trước đến giờ không phải cái gì tốt nóng này. Nếu không phải mình âm thầm ngăn, sợ rằng hắn hiện tại đã sớm bộc phát. Nhưng mà, nàng biết, Phong Thiếu Vũ sắp đến cực hạn, tiếp tục như vậy nữa, cho dù là nàng, vậy không ngăn được. Phong Thiếu Vũ anh tuấn gương mặt bên trên, đã sớm hiện đầy mây đen, trong mắt sấm bạo tránh, ánh mắt kia, giống như muốn đem cả thế giới, cũng phách thành phấn vụn vậy. Từng tia khí tức cuồng bạo, từ trên người, dạo rực ra. Nguyên bản, có thể chỉ huy tất cả đại thần nước trí cường tồn tại, là một kiện để cho hắn khá là vui thích chuyện, nhưng ai có thể nghĩ đến, lần đầu tiên hội nghị, hắn, liền bị người thả chim bồ câu. Hơn nữa, vẫn là nhỏ yếu nhất thứ bảy thần quốc võ giả. Hắn mặc dù không có tiến vào qua thần nguyên bí cảnh, nhưng, cũng đã nghe nói qua Diệp Thần sự tích, dẫu sao, Diệp Thần ngày đó chém chết Khổng Tiên, chống cự Vạn Pháp Tông lão tổ hàng linh khí tức nhất kích quá mức rung động, sớm bị thần nguyên bí cảnh trở về võ giả, mang về bổn quốc, ở tất cả đại thần quốc đô truyền khắp. Hơn nữa càng truyền càng mơ hồ, Phong Thiếu Vũ muốn không biết đều khó. Bất quá, Phong Thiếu Vũ cũng không có cầm Diệp Thần làm một lần chuyện. Tiến vào thần nguyên bí cảnh, rất giỏi lắm. Ha ha! Thần nguyên bí cảnh võ giả, không như thường, bị hắn dẫm ở dưới chân. Chém chết Khổng Tiên thì thế nào? Ở hắn xem ra, Khổng Tiên, cũng không quá như vậy thôi. Hơn nữa, cái này còn rất có thể, có nghe đồn bậy bạ thành phần, nói không chừng, thằng nhóc này căn bản không có mọi người tưởng tượng bên trong cường đại như vậy. Có thể hiện tại, hắn liền bị một người đến từ thứ bảy thần quốc tiểu tử, thả chim bồ câu. Ở Phong Thiếu Vũ xem ra, Diệp Thần chính là không phục hắn, chính là lấy là mình giết Khổng Tiên, liền vô địch, thì có tư cách, khiêu chiến uy nghiêm của hắn cùng quyền lực. Ha ha! Cái này, đối với Phong Thiếu Vũ mà nói, không thể nghi ngờ, là một loại làm nhục. Từ nhỏ đến lớn, tới tay quyền lực, hắn cho tới bây giờ không để cho đã đi ra ngoài. Rốt cuộc, Phong Thiếu Vũ lại cũng nhịn không nổi nữa. Hắn không để ý Vân Tử Anh ánh mắt ám chỉ, sắc mặt trầm xuống, hướng về phía ngồi ở hạng chót Đồ Lan Tâm nghiêm túc quát một tiếng nói, Đồ Lan Tâm, các ngươi thứ bảy thần quốc cái đó gọi Diệp Thần, làm sao còn chưa tới? Không biết bởi vì hắn, làm trễ nãi mọi người nhiều ít thời gian sao? Nếu như đòi ma chuyện, xảy ra vấn đề gì, các ngươi có thể tha thứ nổi? Ha ha! Các người thứ bảy thần quốc, thật là bùn nát đỡ không nổi tường à, kéo chân sau, thủy chung là kéo chân sau tồn tại. Đồ Lan Tâm nghe vậy, Nga Mi hơi nhăn, cái này Phong Thiếu Vũ thái độ, quá kém. Thậm chí, cũng trực tiếp làm nhục thứ bảy thần quốc. Mọi người mặc dù đẩy chọn hắn thành tựu lĩnh đội, nhưng, trên bản chất, tất cả đại thần nước võ giả, đều là bình đẳng tồn tại. Lĩnh đội, có thể lãnh đạo, có thể quyết định phương hướng. Nhưng không đại biểu Phong Thiếu Vũ có thể dùng loại giọng nói này trách móc nàng. Cũng không thể, trực tiếp làm nhục nàng thần quốc. Đồ Lan Tâm nghe vậy, lạnh lùng nói, Phong công tử, ta đã nói qua, Diệp Thần trước có chuyện, hôm nay đã toàn lực chạy tới, hắn tới trễ, ta thay hắn hướng chư vị ngồi ở đây nói xin lỗi, các vị chẳng ngờ chờ, bắt đầu trước hội nghị chính là. Thậm chí, các người muốn đem thứ bảy thần quốc, bài trừ ở ngoài, chúng ta cũng không có ý kiến. Đến lúc đó, thứ bảy thần quốc, có thể hành động đơn độc. Nàng biết, Phong Thiếu Vũ sở dĩ nổi giận, căn bản không phải bởi vì thương nghị đòi ma chuyện, Diệp Thần không có ở đây nguyên nhân. Diệp Thần không có ở đây, thì thế nào? Mình chẳng lẽ không có thể truyền đạt hội nghị nội dung sao? Phong Thiếu Vũ tức giận, là bởi vì là cảm giác, quyền lực của mình, bị dao động. Đối với Phong Thiếu Vũ cái này loại thích đùa bỡn quyền thuật người. Đồ Lan Tâm cho rằng, do hắn tới chỉ huy đòi ma chuyện, chưa chắc là một chuyện tốt, huống chi,
cho dù Phong Thiếu Vũ phải đem thứ bảy thần quốc, bài trừ ở ngoài, Đồ Lan Tâm cũng không cho rằng có cái gì ghê gớm, đối với Diệp Thần thực lực, Đồ Lan Tâm có tuyệt đối tự tin. Diệp Thần, đủ để một mình phụ trách một phía. Ngươi nói gì sao? Phong Thiếu Vũ, trán gân xanh cùng nhau, cả người bắp thịt căng thẳng, lửa giận đằng đằng, chặt chẽ nhìn chằm chằm Đồ Lan Tâm, giống như một đầu muốn cắn người khác giống như dã thú. Nữ nhân này, bất quá là một người hỗn độn cảnh hậu kỳ tồn tại, lại dám ở tất cả nước chí cường trước mặt, công khai không vâng lời mình. Hắn hiện tại hơn nữa tin chắc, Diệp Thần chính là muốn khiêu chiến quyền uy của mình, cùng mình đoạt cái này lĩnh đội chức, hết thảy các thứ này, đều là Diệp Thần an bài. Thiếu Vũ. Vân Tử Anh liền vội vàng kéo lại cơ hồ muốn đứng dậy Phong Thiếu Vũ, khuyên can, mọi người đều là đòi ma tới, Diệp công tử tới trễ, cũng là chuyện ra có nguyên nhân, Đồ tiên tử đã nói xin lỗi, cần gì phải tổn thương hòa khí đâu. Nàng không khuyên khá tốt, cái này một khuyên, Phong Thiếu Vũ nhưng là hơn nữa tức giận. Liền Vân Tử Anh, đều không đứng ở hắn bên này. Thằng nhóc này, rốt cuộc có gì đặc biệt hơn người? Chẳng lẽ, mình còn không bằng một cái thứ bảy thần quốc phế vật? Đây là, ngồi ở thứ hai thần quốc đầu dưới, một người mặc hồng bào, mặt mũi nhìn như có chút thô bỉ trắng bệch, một bộ chơi bời quá độ hình dáng, trong mắt hồng mang lóe lên chàng thanh niên khá là khinh miệt cười nói. Ha ha, các vị cũng không biết, cái này Diệp công tử phô trương nhưng mà quá lớn à, các ngươi biết không? Đoạn thời gian này, hắn một lần, cũng không có ở thần minh hiện thân qua, thần minh phân phối xuống nhiệm vụ, đều là vị này Đồ tiên tử hoàn thành. Hắn liếc Đồ Lan Tâm một mắt, trong mắt lóe lên vẻ tham lam, cân nhắc nói được, Đồ tiên tử, cái này loại người đàn ông có gì tốt? Không bằng, đi theo ta gia nhập chúng ta thứ ba thần quốc. Ha ha, ta Tiêu Báo bảo đảm, người sẽ không hối hận. Người này, chính là thứ ba thần quốc thanh niên đệ nhất cường giả, Tiêu Báo. Thứ ba thần quốc ở thần nguyên trong bí cảnh toàn diệt, Tiêu Báo, tự nhiên cũng không có chính mắt thấy Diệp Thần cùng Khổng Tiên đánh một trận. Đối với Diệp Thần, có thể nói không có chút nào kính sợ, ngược lại cùng Phong Thiếu Vũ như nhau khá là khinh thường. Đồ Lan Tâm trong con ngươi hàn mang chớp mắt nói, ngươi nói chuyện, tốt nhất chú ý một điểm. Tiêu Báo thờ ơ nhún nhún vai, đối với Đồ Lan Tâm uy hiếp, không thèm để ý chút nào, hắn tu vi không thấp, há lại sẽ sợ Đồ Lan Tâm. Ngược lại, hắn nhìn Đồ Lan Tâm ánh mắt, hơn nữa không chút kiêng kỵ, Tiêu Báo trong lòng ngầm tối tăm cười lạnh nói. Phụ nữ thúi, dám chống đối lão tử. Ha ha, tìm một cơ hội, nhất định phải cầm ngươi thu vào tay, đến lúc đó, ngươi biết khóc đối với bổn công tử nhận sai chứ. Tiêu Báo sở dĩ nói lời nói này, là vì lấy lòng Phong Thiếu Vũ, tỏ rõ lập trường. Loại thời điểm này, đứng đội rất trọng yếu, dẫu sao đòi ma chuyện, vô cùng là nguy hiểm, hắn có thể không có hứng thú làm con chốt thí. Quả nhiên, Phong Thiếu Vũ tán thưởng nhìn hắn một mắt. Cái khác mấy người thấy vậy, do dự một chút, lại có người mở miệng nói, đúng vậy, Phong công tử bây giờ là chúng ta lĩnh đội, Đồ tiên tử, người nói lời như vậy, đối với lĩnh đội quá không tôn trọng. Đúng, hẳn hướng Phong công tử nhận sai. Thứ bảy thần quốc, mới vừa bị chúng ta mấy đại thần nước đồng ý không lâu, thì phải làm đặc thù sao? Ở Tiêu Báo dưới ảnh hưởng, những người này vậy rối rít tỏ thái độ, sợ mình đứng đội chậm, rước lấy Phong Thiếu Vũ chán ghét. Tu võ người đều là vô cùng thực tế, Diệp Thần ban đầu ở thần nguyên trong bí cảnh là rất mạnh, rất khủng bố. Có thể bây giờ thực lực, thì như thế nào chứ? Phong Thiếu Vũ, nhưng mà thật hỗn độn cảnh 9 tầng trời tồn tại à? Hỗn độn cảnh càng phía sau, nhất tầng thiên chênh lệch chính là rãnh trời. 9 tầng trời cường giả thậm chí có thể chu diệt trăm vị tầng 8 thiên cường giả. Diệp Thần lại nghịch thiên. Vậy rất có thể không phải Phong Thiếu Vũ đối thủ. Cho nên, bọn họ đều lựa chọn, đứng ở Phong Thiếu Vũ bên này. Phong Thiếu Vũ nghe vậy, nhìn về phía Đồ Lan Tâm ánh mắt, càng ngày càng đắc ý, hắn mặt lộ vẻ cười nhạt cùng vẻ châm chọc nói, Đồ Lan Tâm, ngươi nghe sao? Bổn công tử hiện tại cho ngươi cái cơ hội, vì ngươi mới vừa rồi thất lễ, nói xin lỗi, quỳ xuống cũng không cần, đi ngay cho bổn công tử, rót một ly quán ba. Trong đại điện, lâm vào một hồi yên lặng. Chỉ chốc lát sau, Đồ Lan Tâm lại là thật đứng lên, Phong Thiếu Vũ thấy vậy, khóe miệng châm chọc ý, càng rõ ràng, đậm đà.
mà cái khác một ít tu võ người, chính là hơi sững sờ, Đồ Lan Tâm ở thần nguyên bí cảnh, có thể là vì Diệp Thần, đối với Khổng Tiên xuất thủ cô gái à, chẳng lẽ nàng thật cấp cho Phong Thiếu Vũ rót rượu. Có thể một khắc sau, Đồ Lan Tâm lại là vừa quay người, trực tiếp hướng đại điện ngoài cửa đi. Mọi người thấy vậy, sắc mặt đều là biến đổi, vô cùng khiếp sợ nhìn Đồ Lan Tâm rời đi hình bóng. Cái này, là chút nào không cho Phong Thiếu Vũ mặt mũi à? Cũng tương đương với, trực tiếp đánh mặt chứ. Bọn họ tiếu mắt hướng Phong Thiếu Vũ nhìn, chỉ gặp lúc này, Phong Thiếu Vũ mặt đầy vẻ dữ tợn, hiển nhiên, tức giận tới cực điểm. Hắn đột nhiên đứng dậy, ầm một tiếng, cả người hỗn độn cảnh tầng 8 thiên hơi thở bùng nổ, nghiêm túc quát một tiếng nói, ai cho phép ngươi rời đi. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện không khí, tựa như cũng làm động lại, nguyên bản, hướng đi ra ngoài điện Đồ Lan Tâm, mặt đẹp một trắng, mắt đẹp bên trong, lóe lên vẻ kinh hãi, ở kinh khủng này hơi thở dưới, nàng đừng nói bước ra một bước, liền ngay cả động động ngón tay lực lượng, cũng không có à. Tựa như, bị đông cứng ở cái này trong đại điện vậy. N12. Mọi người cân nhắc nhìn Đồ Lan Tâm, đây chính là chống đối Phong Thiếu Vũ, lại chút nào không cho hắn mặt mũi kết quả. Chỉ có Vân Tử Anh lo lắng khuyên can Phong Thiếu Vũ nói, Thiếu Vũ, ngươi đang làm gì, ngày mai, mọi người còn muốn hành động chung đâu, lĩnh đội làm sao có thể như vậy đối đãi với thành viên. Có thể Phong Thiếu Vũ, trong mắt nhưng là thoáng qua hung ác vẻ, trầm giọng quát lên, ngươi cho ta im miệng. Vân Tử Anh bị Phong Thiếu Vũ giọng nói kia chấn nhiếp, mắt đẹp dao động nhìn hắn. Phong Thiếu Vũ mặt đầy oán hận phẫn nộ quát, Vân Tử Anh, người có còn hay không điểm tôn nghiêm. Vậy họ Diệp tiểu tử, bất quá là một tu vi thấp thứ 7 thần quốc võ giả thôi, ngươi là bị hắn sợ choáng váng. Ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì? Bổn công tử, chính là như vậy đối đãi nữ nhân này, hắn Diệp Thần thì có thể làm gì? Ngươi sẽ không thật lấy là, thằng nhóc này có thể uy hiếp được ta chứ? Một cái liền xuất hiện ở bổn công tử trước mặt dũng khí cũng không có phế vật thôi, căn bản không trị giá một đề ra. Còn như đội ngũ thành viên, ha ha, ta cho rằng thứ 7 thần quốc, không có cùng chúng ta tạo thành đội ngũ tư cách. Hắn hướng về phía Đồ Lan Tâm nói, ngươi, không phải phải đi sao? Làm sao không đi, muốn không muốn, bổn công tử giúp ngươi một chút à? Đồ Lan Tâm lúc này, đã đem hết toàn lực vận chuyển linh lực, có thể đối mặt vậy khí tức kinh khủng uy áp, nhưng một chút dùng cũng không có. Nhưng vào lúc này, tràn ngập ở Đồ Lan Tâm quanh thân uy áp, lại là chợt đông lại một cái, giống như xiềng xích vậy, quấn quanh ở nàng thân thể mềm mại bên trên. Mà Đồ Lan Tâm mặt đẹp bên trên, hiện lên vẻ kinh sợ, thân thể đột nhiên một chuyển, lại là động tác mất tự nhiên hướng trong điện bày thả bầu rượu cùng ly rượu địa phương đi tới. Mọi người ánh mắt nhỏ tránh, bọn họ biết, đây chính là Phong Thiếu Vũ, cái gọi là giúp ngươi một chút. Cái này, là dùng uy áp cường đại, cưỡng ép thao túng Đồ Lan Tâm thân thể hành động à. Làm như vậy, đối với tu võ giả thân thể, tổn thương cực lớn. Đặc biệt là, bọn họ nhìn ra được, Đồ Lan Tâm đang không để ý hết thảy chống cự, như vậy tạo thành tổn thương, nghiêm trọng hơn, thậm chí, một cái không tốt, cũng có thể ảnh hưởng tu võ căn cơ. Hơn nữa, cho dù Đồ Lan Tâm đang liều mạng chống cự Phong Thiếu Vũ khống chế, vẫn không làm nên chuyện gì. Nàng tay trắng run rẩy, cầm lên bầu rượu trên bàn, rót rượu. Rượu theo cổ tay nàng lay động, bị ướt nàng thân thể, không chỉ có như vậy, Đồ Lan Tâm sắc mặt, càng ngày càng trắng bệch, thậm chí, khóe miệng, đều đã tràn ra máu tươi. Mà Phong Thiếu Vũ, trong mắt chính là nổi lên lau một cái tàn nhẫn cùng sảng khoái. Tiện nhân, đây chính là ngươi không vâng lời bổn công tử kết quả. Có thể ngay tại giây phút này, Đồ Lan Tâm rượu trong tay bình nhưng là phốc thông một tiếng, rơi ở trên mặt đất, như máu vậy đỏ tươi rượu tương, vãi đầy đất. Đột nhiên bây giờ, một đạo chói tai tiếng xé gió, vang khắp đại điện, cửa điện người ngoài ảnh nhất tránh, một người nam tử trong thoáng qua bước vào trong điện. Vậy ở nơi này tên nam tử hiện thân đồng thời, nguyên bản tràn ngập trong đại điện, vậy hỗn độn cảnh hậu kỳ uy áp kinh khủng, lại là không giải thích được đột nhiên tiêu tán. Mà Đồ Lan Tâm, vậy hoàn toàn từ trói buộc bên trong giải thoát, nàng cả người không có sức, thân thể mềm mại mềm nhũn, thì phải ngã nhào trên đất, có thể một khắc sau,
nàng liền cảm giác mình rơi vào một cái ấm áp ôm trong ngực bên trong. Diệp Thần ân cần ngưng mắt nhìn nàng nói, Đồ tiên tử, người không có sao chứ? Đồ Lan Tâm khẽ mỉm cười nói, ta không có sao, người tới, liền tốt. Diệp Thần gật gật đầu nói, ta tới. Vừa nói, hắn đem Đồ Lan Tâm, đỡ đến một bên ghế ngồi ngồi xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt, đã là giống như vạn cổ băng nguyên vậy, uy nghiêm cực kỳ. Trong mắt hắn bên trong, sát ý lóe lên, nhìn về phía cân nhắc đánh giá mình Phong Thiếu Vũ, lạnh giọng nói, nếu ta tới, như vậy, để cho ngươi bị thương người, ta nhất định sẽ làm cho hắn, trả giá thật lớn. Toàn bộ trong đại điện không khí, tựa hồ cũng ở ngay tức thì sình sệt, âm lạnh lên, máu tanh đứng lên. Trong điện mấy tên cái khác người thần quốc, nhìn về phía Diệp Thần, đều là tâm thần khẽ run, giờ khắc này, bọn họ tựa như, lần nữa thấy được tên kia đao chém khổng tiên, như chiến thần vậy sừng sững trong thiên địa khủng bố nam tử. Bất quá, trong những người này, không bao gồm Phong Thiếu Vũ, cũng không bao gồm Tiêu Báo. Phong Thiếu Vũ nghe vậy, lại là không nhịn được cười ha ha một tiếng, tựa như nghe được toàn thế giới buồn cười nhất cười nhạo nói, trả giá thật lớn. Tiểu tử, người thật có thể chứa à? Ta còn lấy là, người là thần thánh phương nào đâu, quay đầu lại, bất quá chỉ là một chạm ách cảnh tiểu phế vật thôi. Từ thần nguyên bí cảnh đi ra, trải qua lâu như vậy, người chỉ chút này tiến bộ, còn muốn để cho bổn công tử trả giá thật lớn. Ha ha, người sẽ không lấy là, giết một cái khổng tiên, liền vô địch thiên hạ chứ. Tiểu tử, bởi vì ngươi, bổn công tử rượu, cũng vãi đầy đất hà. Ta khuyên ngươi, hiện tại, tự tay cho bổn công tử rót một ly rượu bồi tội, ta ngược lại là có thể tha thứ cho ngươi, nếu không. Hắn thanh âm, bỗng nhiên thâm độc xuống, chợt quát lên, vậy, liền không chỉ là rượu, còn nữa, máu ngươi. Phải không, Diệp Thần mặt không thay đổi nhìn Phong Thiếu Vũ nói, đáng tiếc. Đáng tiếc, Phong Thiếu Vũ cặp mắt híp lại, tựa hồ muốn từ Diệp Thần trên mặt, nhìn thấu hắn bên trong tim. Diệp Thần lạnh lùng nói, đáng tiếc, ngươi cho ta đây 1 triệu, 10 triệu ly rượu, ta cũng vẫn là phải để cho máu ngươi, vẩy vào điện này bên trong. Trong điện mọi người, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, bên trong tim đều không khỏi được khẩn trương. Diệp Thần, quả nhiên vẫn là đã từng cái đó Diệp Thần à. Vẫn như vậy cuồng ngạo, vẫn, không biết lùi bước cùng thỏa hiệp vì vật gì. Trong nháy mắt. Nguyên bản đối với Diệp Thần không có chút nào lòng tin tất cả quốc chi người, không khỏi, đều có một loại cảm giác, đó chính là, Diệp Thần không bị thua. Cho dù, bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng, chạm ách cảnh trung kỳ, như thế nào cùng một tên thực lực hỗn độn cảnh 9 tầng trời tồn tại đánh một trận. Dĩ nhiên, những người này, đều là mắt thấy Diệp Thần cùng khổng tiên đánh một trận võ giả. Phong Thiếu Vũ sắc mặt bộc phát dữ tợn, cả người hơi thở cuồng bạo. Hiển nhiên, ở Diệp Thần vậy không chút kiêng kỵ khiêu khích dưới, hắn đã nếu không cố hết thảy ra tay. Nhưng vào lúc này, một đạo có chút nói năng tùy tiện thanh âm, ở Phong Thiếu Vũ bên tai vang lên. Phong công tử, an tâm một chút chớ nóng. Phong Thiếu Vũ ánh mắt đảo qua, chỉ gặp Tiêu Báo đứng lên, hắn sắc mặt âm trầm mở miệng nói, liền ngươi, vậy muốn ngăn cản ta. Chỉ cần Tiêu Báo thừa nhận, hắn sẽ không chút do dự, đối với Tiêu Báo ra tay. Có thể Tiêu Báo, nhưng là mỉm cười nói, Phong công tử, ngươi hiểu lầm. Vừa nói, hắn vô cùng là khinh miệt liếc mắt một cái Diệp Thần nói, loại phế vật này, giao cho ta cũng được, Phong công tử tự mình đối với hắn ra tay, há chẳng phải là, có tổn công tử ngươi thân phận. À, Phong Thiếu Vũ nghe vậy cười một tiếng, ánh mắt nhỏ tránh nói, ý ngươi là. Quả thật, cái này cùng phế vật, cần gì phải hắn tự mình ra tay. Tiêu Báo đầy mắt lãnh ý nhìn chằm chằm Diệp Thần nói, nếu như Phong công tử cho phép, Tiêu mẫu nguyện ý làm dùm. Diệp Thần bất quá là một cái chạm ách cảnh phế vật, coi như đã từng thật giết khổng tiên, bây giờ có thể mạnh bao nhiêu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 142.